Đại hào môn Tiêu Phàm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1311, tiểu bối, người rất phách lối. Là ai? Hình xăm ma nhân giật nảy cả mình, không lo được hướng Cơ Khinh Xa phát huy, thân thể bỗng nhiên lui lại, đồng thời thần niệm mở rộng, hướng bốn phía vội vã tìm kiếm mà đi, bỗng nhiên biến sắc, gắt gao tiếp cận cách đó không xa hư không, thâm trầm trong hai mắt, hàn quang bắn ra bốn phía. Không thể nghi ngờ, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ mạnh, liền ở vị trí kia. Người này cường đại không cần phải nhiều lời, mấu chốt là tại mình hoàn toàn chưa từng phát giác tình hình dưới, bỗng nhiên liền đến gần trong gang tấc chỗ, đây mới là làm cho hình xăm ma nhân chân chính kiêng kỵ nguyên nhân. Nói cách khác, nếu như người này muốn đánh lén hắn, hắn dự cảnh thời gian rất ngắn, cơ hồ rất khó tránh thoát được. Thân là đại ma tôn, hình xăm ma người đã rất lâu không từng phẩm vị cảm giác như vậy. Tiêu Phàm, chấm ngoặc kép, Cơ Khinh Xa lại là vừa mừng vừa sợ, trong lúc nhất thời, có chút không dám tin, hoài nghi mình có phải là nghe lầm. Suy, một tiếng vang nhỏ, Cơ Khinh Xa bên người hư không bị xé nứt ra, một nói bóng người màu trắng, lách mình mà ra, trường thân ngọc lập, tuấn lãng phi thường, chính là Tiêu Phàm, vừa nhấc chân, liền đến Cơ Khinh Xa bên cạnh, nhẹ nhàng một nắm Cơ Khinh Xa kiều nộn tay nhỏ, lập tức quay người, nhàn nhạt tiếp cận hơn 10 trượng bên ngoài hình xăm ma nhân. Đại tu sĩ, hình xăm ma nhân sắc mặt trở nên rất khó coi. Không phải nói, toàn bộ Hoắc Sơn Quốc chỉ có một tên đại tu sĩ à. Đã bị mình đánh lén trọng thương, người trẻ tuổi kia lại là đánh từ đâu xuất hiện. Bất quá, hình xăm ma nhân lập tức liền chấn định lại, mắt nhìn Tiêu Phàm, cười lạnh một tiếng. Mặc dù hắn không thể hoàn toàn xác định Tiêu Phàm tuổi tác, tu chân giới cũng có rất nhiều mấy trăm tuổi lão quái vật, nhìn qua phi thường trẻ tuổi, riêng lẻ vài người thậm chí tựa như trẻ con. Nhưng mà kia không giống. Loại kia lão quái vật, không thể gạt được cùng giai tu sĩ trực giác. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhưng hình xăm ma nhân bằng trực giác liền có thể biết. Tiêu Phàm xác thực tuổi không lớn lắm, chỉ tại đại tu sĩ cái quần thể này bên trong, hắn hẳn là thuộc về trẻ tuổi nhất. Nói cách khác, người này hẳn là vừa mới tiến cấp đại tu sĩ không lâu, ngay cả cảnh giới phải chăng đã vững chắc, đều còn chưa nhất định đâu. Một tên vừa đặt chân đại tu sĩ lĩnh vực hậu sinh vãn bối. Có gì phải sợ chỗ, tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, đưa tới cửa, vừa vặn để hắn nếm thử đen minh tộc đại trưởng lão thủ đoạn. Người trẻ tuổi, thông báo tên của ngươi, bản tọa sẽ để cho ngươi chết được rõ ràng. Hình xăm ma nhân cười lạnh nói, đã hoàn toàn khôi phục vừa rồi kia cao cao tại thượng ngạo nghễ thần thái. Tiêu huynh đệ, chấm ngoặc kép, bên kia toa, Hồng Thiên kêu to lên. Bốn người bọn họ đang bị cự phệ trùng bước đến luống cuống tay chân. Lúc nào cũng có thể trở thành loại này khủng bố côn trùng trong miệng thức ăn ngon, bỗng nhiên Tiêu Phàm liền từ trên trời giáng xuống, mà lại thần niệm chi lực nhẹ nhàng quét qua, liền phát hiện Tiêu Phàm hách nhưng đã có nguyên anh hậu kỳ tu vi, cái này vui mừng. Coi là thật là không như bình thường, chỉ bất quá bị cự phệ trùng bước bách, lại là không cách nào đi qua cùng Tiêu Phàm gặp gỡ. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, ánh mắt lại vẫn như cũ một mực tiếp cận hình xăm ma nhân. Từ tốn nói các hạ như thế cuồng vọng. Nghĩ đến chính là dựa vào lấy những này còn chưa thành thục cự phệ trùng a. Còn chưa thành thục cự phệ trùng. Hắc hắc, người nói ngược lại là nhẹ nhõm. Không sai, những này cự phệ trùng, bản tọa chăn nuôi chưa lâu, xác thực còn chưa thành thục. Bất quá dùng đến đối phó các ngươi, lại là thướt tha có dư. Có bản lĩnh, ngươi liền thử nhìn một chút. Tốt, Tiêu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, không nói hai lời, ống tay áo lắc một cái. Mấy chục đạo màu xám sắt mang ngân quang cái bóng, liền từ hắn linh thú điểm bên trong bắn ra, đúng là hắn nuôi dưỡng ba mười mấy con thiết bối đao lang, tại Thanh Toan Nghê Thánh Địa, tiến hóa đến tam giai linh trùng tiêu chuẩn. Cái gì? Hình xăm ma nhân bỗng dưng mở to hai mắt nhìn, lộ ra mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc. Cái này sao có thể? Bọn hắn đen minh tộc tại thất dạ giới mặc dù không tính là độc nhất vô nhị khu trùng đại tộc, khu trùng thuật nhưng cũng có chút cao minh. Nhưng mà một hơi nuôi ra ba mười mấy con tam giai thiết bối đao lang, lại là chưa từng nghe thấy. Huống chi, Tiêu Phàm phóng xuất những này thiết bối đao lang, cùng phổ thông con bọ ngựa khí thức có chút khác biệt, tựa hồ là một loại nào đó trải qua biến dị chủng loại, sức chiến đấu muốn so bình thường thiết bối đao lang cường đại hơn nhiều. Còn không có cùng hình xăm ma nhân lấy lại tinh thần, bên kia cự phệ trùng đã trước cảm nhận được thiết bối đao lang khí thức, lập tức oanh, một tiếng, đem Bính lão tiên sinh bọn người ném qua một bên. Hướng bên này chen chúc mà tới. Cự phệ trùng cùng thiết bối đao lang chính là tử địch, chỉ cần đụng tới, đó chính là không chết không thôi cục diện.
Ba mười mấy con thiết bối đao lang bỗng nhiên nhìn thấy cái này rất nhiều cự phệ trùng, càng là hưng phấn khó nhịn, cũng không đợi Tiêu Phàm phân phó, hai cánh chấn động, không sợ hãi chút nào nghênh kích đi lên. Từ về số lượng nhìn, cự phệ trùng thành trên ngàn vạn, thiết bối đao lang chỉ có ba mười mấy con, song phương hoàn toàn không tại một cấp độ bên trên. Nhưng mà, bọn này cự phệ trùng phần lớn đều là ấu thể, to lớn bộ phân đều còn chưa thành thục, trong đó chỉ có cực thiểu số kim sắc cự phệ trùng, liền cảnh giới mà nói. Song phương lại là hoàn toàn phản đi qua, cũng không tại một cái ngang nhau cấp bên trên. Trong khoảnh khắc, ngân sắc cự phệ trùng liền cùng màu xám sắt con bọ ngựa chiến làm một đoàn. Lụa mỏng, người cùng Đàm phu nhân đi hỗ trợ, tận lực bắt một chút sống cự phệ trùng, thứ này là thiết bối đao lang thức ăn tốt nhất. Cái này ma nhân, giao cho ta tới đối phó. Lập tức, Cơ Khinh Sa bên tai liền vang lên Tiêu Phàm truyền âm thanh âm. Cơ Khinh Sa thoảng qua do dự một chút, liền khẽ vuốt cằm. Truyền âm nói, vậy ngươi cẩn thận chút. Yên tâm, hắn không phải là đối thủ của ta. Tiêu Phàm từ tốn nói, lúc này lại là cũng không có sử dụng truyền âm chi thuật, đối diện hình xăm ma nhân nghe được nhất thanh nhị sở. Cơ Khinh Sa liền là yên tâm, nàng hiểu rất rõ Tiêu Phàm tính cách, cho tới bây giờ đều rất điệu thấp, không trương dương, đã nói đến dạng này minh bạch, đó chính là có tự tin 100%, nhất định có thể đánh bại đối thủ. Tiểu tử, ngươi rất phách lối. Hình xăm ma nhân không những không giận mà còn cười, hai mắt bên trong lại hàn quang bắn ra bốn phía, sát cơ tràn đầy. Vốn tới thăm ngươi tuổi còn trẻ, tu luyện tới hôm nay thực tế không dễ, bản tọa nguyên dự định thả ngươi một con đường sống. Hiện tại chính ngươi nhất định phải muốn chết, bản tọa liền thành toàn ngươi. Hình xăm ma nhân dần dần nâng lên hai tay, mười đầu ngón tay nhọn, lóng lánh đen nhánh hàn mang, đồng thời tản mát ra một cỗ khiến người buồn nôn khí tức tanh hôi. Xem ra hắn đôi tay này chính là binh khí của hắn, bởi vậy có thể thấy được, người này khả năng 10 điểm am hiểu chém giết gần người. Bằng không mà nói, đem hai tay tu luyện thành binh khí pháp bảo, liền sẽ trở nên không có ý nghĩa gì. Rèn luyện qua kịch độc hai cánh tay chảo, lại thêm tiến thối như điện chém giết gần người kỹ xảo, đây mới thực sự là đại sát chiêu. Ba ba bá, Bính lão tiên sinh, Hồng Thiên cùng Vô Vi chân nhân đi tới Tiêu Phàm bên người, cùng hắn sóng vai đứng thẳng, tiếp cận hình xăm ma nhân. Ba người đều là trải qua chiến trận lão tướng, xem xét tình hình này, lập tức liền nhìn thấy chuyển bại thành thắng thời cơ, trước cùng Tiêu Phàm liên thủ, trọng thương cái này hình xăm ma nhân, song phương cấp cao chiến lực liền cơ bản cân đối. Nếu là còn có thể lại đánh bại Triệu Đại Ma Tôn, không nói lập tức liền có thể chuyển bại thành thắng, tối thiểu có thể chiếm được thượng phong. Sống qua cái này một canh giờ, cùng hộ thành đại trận khôi phục lại, Kim Châu Thành liền sẽ một lần nữa trở nên vững như thành đồng. Cũng có thể đánh xuống, một mực đợi đến viện quân đuổi tới. Hắc hắc, muốn dựa đa số thắng ha. Tốt, vậy liền cùng nhau giải quyết các ngươi, tránh khỏi vướng chân vướng tay. Hình xăm ma nhân vẫn như cũ cười lạnh, không chút phật lòng. Tiêu Phàm nhẹ nói, bang chủ, các ngươi ba vị đi trước giúp những người khác, nơi này ta một người ứng phó được. Hồng Thiên lắc đầu, truyền âm nói, Tiêu huynh đệ, thừa dịp ma đầu kia rơi đơn, ta nhìn hay là trước liên thủ giải quyết hắn. Tránh khỏi một cái khác đại ma đầu chạy tới, lại sẽ tương đối khó giải quyết. Dạng này cũng tốt, Tiêu Phàm cũng không kiên trì, tại đại chiến như vậy bên trong, giảng cứu chính là sách lược, cái gì khác đều không cần cố kỵ. Hừ, hình xăm ma nhân cười lạnh một tiếng, hùng hậu chân nguyên pháp lực, liên tục không ngừng hướng trong hai tay quán chú đi vào, mười ngón ẩn ẩn phát ra như kim loại hào quang màu đen, khí tức tanh hôi càng thêm nồng đậm. Tiêu Phàm chỉ là lãnh đạm mà nhìn xem hắn, lông mày mau đều không nhấc một chút. Nói đến chém giết gần người, Tiêu chân nhân cho tới bây giờ đều chưa từng để ý qua ai. Đúng lúc này, suy suy, nhẹ vang lên, hư không lần nữa bị xé nứt, mấy cái bóng người hiện thân mà ra, lại là Triệu Đại Ma Tôn cùng bốn tên ma tộc tu sĩ cấp cao, mỗi người tu vi đều tại nguyên anh trung kỳ trở lên. Vừa hiện thân, họ Triệu ma nhân ánh mắt liền thẳng tắp rơi vào Tiêu Phàm trên mặt, trong mắt cực nhanh hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Hắn cảm ứng được nơi đây bỗng nhiên xuất hiện cực kỳ cường đại linh áp ba động. Trong lòng bất an, lập tức mang mấy tên trung kỳ ma tôn chạy tới tìm tòi hư thực, ai ngờ quả nhiên xuất hiện một tên xa lạ hậu kỳ đại tu sĩ. Các hạ người nào, từ đâu mà đến, họ Triệu ma nhân nhìn chằm chằm Tiêu Phàm hỏi. Lão Triệu, đừng cùng bọn hắn nói nhảm, tiểu tử này cũng là Kim Châu Thành, không biết đi cái gì vận khí cứt chó, bỗng nhiên tiến giai. Đem hắn diệt, tuyệt bọn gia hỏa này trông cậy vào. Hình xăm ma nhân rất không kiên nhẫn quát, tốt, vậy liền xuất thủ một lượt đi. Chấm ngoặc kép, họ Triệu ma nhân gật gật đầu, cổ tay khẽ đảo, lộ ra máu đen lưỡi đao, cùng hình xăm ma nhân thành thế đối chọi,
một trái một phải, chuẩn bị giáp công Tiêu Phàm. Mặt khác bốn tên Nguyên Anh trung kỳ ma nhân, thì âm thầm đối mặt Bính Lão Tiên Sinh, Hồng Thiên cùng Vô Vi chân nhân. Xem ra ai cũng là người thông minh. Hồng Thiên bọn người lúc trước muốn hợp kích Hình Xăm ma nhân, trong nháy mắt, họ Triệu ma nhân liền làm ra cùng bọn hắn giống nhau như đúc quyết định. Mặc dù không biết Tiêu Phàm là đánh từ đâu xuất hiện, nhưng không hề nghi ngờ, tên này đại tu sĩ đã là Kim Châu Thành sau cùng trông cậy vào, diệt sát người này, thắng bại số lượng đứng nghiêm. Tiếp chiêu, xuất thủ trước nhất, là kia bốn tên Nguyên Anh trung kỳ ma nhân, mắt thấy Hồng Thiên Vô Vi chân nhân đều có thương tích trong người, lấy nhiều đánh ít, phần thắng cực lớn, tự nhiên không chút do dự, liền hướng Bính Lão Tiên Sinh bọn người giết tới. Một người khác, lại hướng Đàm Phu Nhân cùng Cơ Khinh Xa xuất thủ. Người này giao cho ta tới đối phó. Chấm ngoặc kép, không đợi Cơ Khinh Xa có rất ngôn ngữ, Đàm Phu Nhân một dương quải trượng đầu rồng, nghênh kích đi lên. Trong lúc nhất thời, mây đen quay cuồng, mọi người đánh làm một đoàn. Tiêu Phàm đứng tại đám mây, tả hữu nhìn lướt qua, khóe miệng hiện lên một tia nụ cười nhàn nhạt, thanh kim sắc quang mang lóe lên, vảy rồng giáp vô thanh vô tức nổi lên, đem hắn toàn thân đều bao khỏa trong đó. Trên bàn tay đồng dạng quang mang lấp lánh, thanh kim sắc giáp lưới đem hai tay cũng bao vây lại. Hết thảy đều là chấn định như vậy tự nhiên, ung dung không vội, tựa hồ căn bản liền không có đem hai tên cùng giai tu sĩ để vào mắt. Chương 1312, lấy một địch hai. Cực phẩm khôi giáp, chấm ngoặc kép, thấy Tiêu Phàm vảy rồng giáp, họ Triệu ma nhân lấy làm kinh hãi, ánh mắt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Cùng Hình Xăm ma nhân đồng dạng, hắn cũng nhìn ra, Tiêu Phàm rất trẻ trung. Hẳn là vừa mới đặt chân đại tu sĩ hàng ngũ không lâu, nguyên bản định hai người liên thủ, trong thời gian ngắn nhất giải quyết chiến đấu. Hiện tại xem ra, cái này tính toán tựa hồ có chút không tốt đánh đâu. Hắn máu đen lưỡi đao lấy sắc bén chứ danh, bất quá Tiêu Phàm bộ này khôi giáp, nhất định không phải phàm vật, máu đen lưỡi đao chỉ sợ gặp được kẻ khó chơi. Bất quá nghĩ nghĩ đối phương mặc dù trẻ tuổi, đến cùng cũng là một tên hậu kỳ đại tu sĩ, có một kiện tốt pháp bảo cũng không có gì kỳ quái. Hình Xăm ma trong mắt người lại cực nhanh hiện lên một vòng mừng thầm chi sắc. Tiêu Phàm tế ra khôi giáp, đây là dự định cùng hắn cận thân vật lộn, nhưng người trẻ tuổi kia tuyệt đối nghĩ không ra, mình đôi tay này trên vuốt tôi độc dược, đến cùng khủng bố đến mức nào, cái này khôi giáp phòng ngừa nghiêm nhặt mật, cũng tuyệt không có khả năng thật kín không kẽ hở. Huống hồ, mình còn có Hắc Minh trùng tương trợ, tin tưởng đến lúc đó, nhất định sẽ làm cho người trẻ tuổi kia giật nảy cả mình. Đối Tiêu Phàm loại chấn định này tự tin, hắn ngược lại là hoàn toàn có thể lý giải. Nhớ ngày đó, mình mỗi một lần tiến giai về sau, đều cùng Tiêu Phàm hiện tại đồng dạng, tự tin hơn gấp trăm lần, chỉ cảm thấy thiên hạ dù lớn, cũng đã không người là đối thủ của mình. Họ Triệu ma nhân cao cao giơ lên trong tay máu đen lưỡi đao, trong tiếng hít thở, bá, một tiếng, một đạo đen nhánh đao mang, hướng Tiêu Phàm tật bổ mà đi, lại là hắn người đầu tiên động thủ, nửa phân báo hiệu đều không có, không nói một lời liền đánh. Đã trôi qua hơn phân nửa canh giờ, lại không đem Kim Châu Thành những này tu sĩ cấp cao giải quyết hết, hộ thành đại trận lập tức liền muốn khôi phục bình thường. Tiêu Phàm thân thể nhoáng một cái, liền ở tại chỗ mất đi bóng dáng. Mặc dù hắn đối vảy rồng giáp có sung túc lòng tin, nhưng vẫn là không có ý định lấy khôi giáp chi lực đi ngạnh giang đối phương pháp bảo một kích. Thật dài hắc mang lập tức chạm tại không trung, hư không một trận vặn vẹo, Tiêu Phàm tại ngoài mấy trượng hiện thân mà ra. Hắc hắc, tiểu tử. Tiếp chiêu, chỉ nghe một trận hô hô vui vẻ, trong nháy mắt, một con đen nhánh móng vuốt, đã bắt đến trước mắt, tanh hôi chi khí xông vào mũi, lại là Hình Xăm ma nhân đoán ra hắn hiện thân chỗ. Sớm liền ở chỗ này chờ, Tiêu Phàm mới từ trong hư không một bước ra, Hình Xăm ma nhân liền không chút do dự đánh lén xuất thủ. Đừng nhìn cái này Hình Xăm ma nhân ngạo khí phi thường, tựa hồ mảy may cũng không đem Tiêu Phàm để vào mắt, thủ đoạn lại không có chút nào quang minh chính đại. Bất quá Tiêu Phàm cũng không có ý định cùng ma tu giảng đạo lý gì, mắt thấy đen nhánh móng vuốt đánh lén mà đến, không nói hai lời. Phải tay nắm chặt, quát khẽ một tiếng, một quyền hướng na đen nhánh móng vuốt mãnh kích quá khứ. Một quyền này nhìn như đơn giản, kỳ thực ẩn chứa vô cực long tượng công cự lực, chính là đã tu luyện tới đệ nhị trọng cực hạn long tượng nặng tay. Chỉ cần đập chúng, dù là Hình Xăm ma nhân tại cái này móng vuốt bên trên chìm đắm mấy trăm năm công phu, đó cũng là không chút huyền niệm, lập tức báo hỏng. Hình Xăm ma nhân lại cười hắc hắc, nguyên bản khí thế hùng hổ mà đến móng vuốt bỗng nhiên chuyển hướng, chỉ ở Tiêu Phàm thiết quyền phía trên nhẹ nhàng đụng một cái. Thật giống như nhẹ nhàng vuốt ve một chút Tiêu Phàm nắm đấm, trong chớp nhoáng liền rụt trở về, đồng thời bóng người lóe lên, cả người cũng đến mấy trượng bên ngoài.
mặc kệ Tiêu Phàm một quyền này là cỡ nào uy mãnh bá đạo, ẩn chứa cỡ nào to lớn kinh lực, phảng phất một thanh sắc bén vô song lợi kiếm, chỉ ở bên trên nhẹ nhàng phủ sờ một chút, đó cũng là tuyệt sẽ không thụ thương. Mấy trượng bên ngoài, Hình Xăm Ma Nhân khóe miệng hiện lên một tia nhe răng cười. Tiêu Phàm thanh kim sắc thiết quyền phía trên, bỗng nhiên hiện ra một tầng đen nhánh nhan sắc, mảnh này đen nhánh nhan sắc là sâu như vậy chướng mắt, đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng hướng Tiêu Phàm trên cánh tay chậm rãi lan tràn ra, tanh hôi chi khí làm người ta ngửi thấy mà phát ói. Tiểu tử, người khi ta cái này đen minh chảo là cái gì? Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm cũng cười, trong tươi cười tràn đầy khinh thường chi ý, từ tốn nói còn có thể có cái gì? Tả hữu bất quá là chút độc vật rèn luyện thôi, điêu trùng tiểu kỹ, khó mà đến được nơi thanh nhã. Dùng kỳ độc tới đối phó Kim Châu Thành Y Thánh, vị này kén ăn đại ma tôn thật đúng là tính lầm. Hắn là thật không biết, Kim Châu Thành Y Thánh mạnh nhất bản sự chính là giải độc. Ai là giải độc đệ nhất cao thủ, ai mới có tư cách trở thành Kim Châu Thành một đời Y Thánh. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, cánh tay lắc một cái, một tầng màu hồng phấn sương mù đảo qua, chỉ thấy thiết quyền phía trên đen nhánh độc tố, lấy so vừa rồi lan tràn tốc độ nhanh hơn cực nhanh tiêu tán, trong nháy mắt, thiết quyền liền khôi phục như lúc ban đầu, thanh kim sắc quang mang lóa mắt. Cái gì? Chấm ngoặc kép, Hình Xăm Ma Nhân sau mi bỗng nhiên dương lên, hoàn toàn không thể tin được trước mắt nhìn thấy hết thảy. Hắn đôi tay này trên vuốt rèn luyện đen minh độc chính là lấy đen minh tộc truyền thống bí thuật điều phối mà thành, mặc dù chưa nói tới là thiên hạ chí độc, nhưng cũng đủ để sắp xếp tiến vào thất dạ giới thập tuyệt độc bên trong, một khi chúng độc, không có bọn hắn đen minh tộc bí chế giải dược, mặc ngươi tu vi lại cao, cuối cùng cũng là đường chết một đầu. Trước mắt cái này hậu sinh, lại như thế dễ như trở bàn tay liền giải hết đen minh độc, cử trọng nhược khinh, quả nhiên là mọi người phong độ. Nhưng lấy độc vật hại người, các hạ thủ đoạn, cũng cứ như vậy. Tiêu Phàm hai mắt lạnh lùng quét tới, ăn ta một quyền, Hình Xăm Ma Nhân chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đã mất đi Tiêu Phàm bóng dáng, không khỏi âm thầm kinh hãi, dưới chân độn quang cùng một chỗ, lập tức phía bên phải bên cạnh lóe lên mà đi. Cái này Kim Châu Thành hậu sinh, xem ra thật đúng là thật sự có tài, cũng không thể ngốc ngơ ngác đứng tại chỗ bị đánh. Chỉ bất quá, hắn đối Tiêu Phàm thuấn di chi thuật hay là đoán chừng không đủ, dưới chân vừa có động tác, bên người không khí một trận gợn nước ba động, Tiêu Phàm đã hiện thân mà ra, một con to lớn thiết quyền, đối diện mãnh kích mà đến, trong chốc lát cuồng phong gào thét, phong vân biến sắc. Không tốt, chấm ngoặc kép, thấy uy thế như vậy, Hình Xăm Ma Nhân thấy không ổn, muốn tế ra pháp bảo đến hộ thân, lại là vô luận như thế nào cũng không kịp, trong lúc vội vã không kịp nghĩ kỹ, vội vã giơ cánh tay lên, nghênh kích đi lên. Kén ăn huynh cẩn thận, chấm ngoặc kép, bên kia toa, họ Triệu Ma Nhân cũng là giật nảy cả mình, nguyên lai tưởng rằng hai người liên thủ, có thể cực kỳ dễ dàng cầm xuống cái này vừa mới tiến cấp không lâu hậu sinh, không nghĩ tới chỉ chớp mắt ở giữa, Hình Xăm Ma Nhân liền ở vào cực độ trong nguy hiểm. Tiêu Phàm một quyền này uy thế, dù coi như hắn ở xa hơn 10 trượng bên ngoài, cũng có thể thanh thanh sở sở cảm thụ được. Họ Triệu Ma Nhân không cần suy nghĩ, tiện tay một đao liền hướng Tiêu Phàm bổ tới. Mặc dù biết rõ nước xa không cứu được lửa gần, có thể làm cho Tiêu Phàm trong lòng có chỗ cố kỵ, cũng là tốt, có chút hít còn hơn không. Trên thực tế, hắn một đao này hoàn toàn không có lên đến bất cứ tác dụng gì, Tiêu Phàm không thèm để ý. Răng rắc, một trận thanh thúy nứt xương thanh âm bỗng nhiên vang lên, nghe vào trong lòng người không khỏi từng đợt chột dạ. Hình Xăm Ma Nhân quát to một tiếng, thân thể như là mũi tên, hướng về sau bên cạnh kích bắn đi, cánh tay phải mềm nhũn rủ xuống ở bên người, nguyên bản đen nhánh móng vuốt, đã biến thành máu thịt be bét một đoàn, tử máu tươi đen ngòm, rơi li li vẩy đem xuống tới, cánh tay này lại nhưng đã phế. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, từ Hình Xăm Ma Nhân trên trán gợn sóng mà hạ. Nguyên bản lấy cảnh giới của hắn, dạng này ra thịt tổn thương, không tính là gì, trong nháy mắt liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ bất quá hắn cái tay này chảo, thực tế không giống bình thường, sớm đã không thể xem như huyết nhục chi khu, mà là bị rèn luyện thành một kiện uy lực cực lớn pháp bảo, bây giờ lấy cứng trọi cứng, món pháp bảo này liền ngạnh sinh sinh bị hủy diệt. Cho dù hắn có thể trong nháy mắt để cho mình thụ thương thân thể khôi phục như lúc ban đầu, lại như thế nào có thể trong thời gian ngắn như vậy, đem một kiện hủy đi pháp bảo phục hồi nguyên như cũ. Tiêu Phàm một kích thành công, không chút do dự, thân thể nhoáng một cái, lại tại nguyên chỗ mất đi bóng dáng. Lẽ nào lại như vậy? Họ Triệu Ma Nhân vừa sợ vừa giận, một tiếng quát lớn, thân thể đón gió căng phồng lên, nháy mắt hóa thành cao hơn 10 trượng cự nhân, song tay nắm chặt máu đen lưỡi đao, bỗng nhiên hướng về phía trước bổ ra.
chỉ thấy thật dài máu đen lưỡi đao tại không trung bỗng nhiên biến ảo, một hóa hai, hai hóa bốn, đảo mắt huyễn hóa ra mấy chục đạo thật dài đao mang, hướng về hình xăm ma nhân chỗ phương hướng bao phủ xuống. Họ chịu ma nhân một màn này tay, lại không phải nhằm vào Tiêu Phàm đi, mà là vì bảo hộ hình xăm ma nhân. Mặc dù hắn đối vị này ngày bình thường mắt cao hơn đầu đen minh tộc đại trưởng lão hơi có chút thấy ngứa mắt, trong lúc này lại không phải so đo những này ân oán cá nhân thời điểm. Nếu như hình xăm ma nhân vẫn lạc hoặc là trọng thương, lấy hắn lực lượng một người, chỉ sợ rất khó bắt được Tiêu Phàm. Trận này chuẩn bị đã lâu đại chiến, kết quả liền sẽ cùng bọn hắn dự tính hoàn toàn khác biệt. Còn lại cái này gần nửa canh giờ, là bọn hắn toàn diệt Kim Châu Thành tu sĩ cấp cao, cầm xuống Kim Châu Thành tốt nhất cơ hội, cũng là cơ hội duy nhất. Vô luận như thế nào, phải vì hình xăm ma nhân tranh thủ một điểm thời gian thở dốc, để hắn có thể điều chỉnh xong. Hoắc suy suy, một trận nhẹ vang lên, chỉ thấy hư giữa không trung bỗng nhiên hiện ra 12 phiến thanh kim sắc quang mang bắn ra bốn phía lân giáp, nhoáng một cái hóa thành vài thước lớn nhỏ vảy rồng thuẫn, hướng đầy trời màu đen đao mang nghênh kích đi lên. Tiêu Phàm lập tức hiện thân mà ra, khoảng cách hình xăm ma nhân bất quá ba mấy trượng xa. Họ Triệu ma nhân không hổ là thống lĩnh đại quân đại ma tôn, thấy sự tình cực kỳ minh bạch, cái này một tấn công mạnh quả nhiên có hiệu quả, lập tức liền đem Tiêu Phàm công kích tiết tấu xáo trộn. Phụt phụt phụt, liên tiếp kim loại tiếng ma sát vang lên, đầy trời màu đen đao mang vì đó vừa thu lại, đảo mắt liền biến mất phải không còn một mảnh, 12 phiến bản mệnh vảy rồng xoay tròn lấy bay trở về, một lần nữa hóa thành giáp phiến, dán tại giáp trụ phía trên. Tiêu Phàm không nói hai lời, cổ tay khẽ đảo, màu đỏ sẫm viêm linh chi nhận cầm ở trong tay, giơ lên cao cao, hùng hậu vô song chân nguyên pháp lực điên cuồng tràn vào đến tinh viêm thần binh bên trong. Viêm linh chi nhận thật dài mũi nhọn nháy mắt từ ám hồng biến thành đỏ tươi lại biến thành màu lam nhạt, không khí bốn phía phảng phất muốn bị nhen lửa, nhiệt độ điên cuồng tiêu thăng. Bạch, Tiêu Phàm hai tay một dương, một đạo màu lam nhạt đao mang, dài đến hơn 10 trượng, hướng họ Triệu ma nhân tật vỗ tới. Mặc dù ở xa vài chục trượng bên ngoài, họ Triệu ma nhân cũng lập tức cảm nhận được cái này không giống bình thường cực hạn nhiệt độ cao, kinh hãi chi dư, không dám cứng rắn chống đỡ, dưới chân độn quang cùng một chỗ, hướng một bên lóe lên mà đi, khó khăn lắm né qua cái này một đạo, viêm linh chảm, lại cũng cảm thấy liệt diễm cháy người, cơ hồ ngay cả râu ria lông mày mau đều muốn bị nướng cháy. Tiêu Phàm một đao này, vốn là chỉ là buộc hắn lui lại, lúc này cổ tay rung lên, viêm linh chi nhận thu hồi lại, liền muốn tiếp tục hướng hình xăm ma nhân đánh tới. Lấy một địch hai, cũng nên lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết hết một cái mới được. Đúng lúc này, chỉ nghe, suy suy, tiếng xé gió vang lên, bén nhọn dị thường. Vài điểm như có như không bóng đen, hướng Tiêu Phàm kích xạ mà tới. Cách đó không xa, hình xăm ma nhân nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hai mắt gắt gao tiếp cận Tiêu Phàm, tràn đầy oán hận chi ý, hận không thể từng ngụm đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Chương 1313, ăn sạch sẽ. Tiêu Phàm đáy mắt lục mang lấp lánh, nháy mắt liền thấy rõ ràng, những này như có như không bóng đen, chính là mấy cái cực kỳ mảnh tiểu nhân côn trùng, mang theo một cỗ phi thường tà mị khí tức. Đây cũng là bởi vì Tiêu Phàm tu vi lớn tiến vào, thiên nhãn thần thông uy lực đại tăng, mới có thể sát na thấy rõ ràng cái này mấy cái tiểu trùng, giống vô vi chân nhân như thế nguyên anh trung kỳ tu sĩ, lại là không cẩn thận liền mắc lừa nhi, nếu không phải Bính lão tiên sinh kịp thời cứu giúp, vô vi chân nhân chỉ sợ đã chết ở đây. Bất quá hình xăm ma nhân từ không thất bại đòn sát thủ, lúc này là thật gặp được đối thủ. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, đột nhiên toàn thân lấp lánh lên một cỗ nhạt hào quang màu xanh lam. Xung quanh nhiệt độ bỗng nhiên nhảy lên thăng, phảng phất ngay cả bốn phía mây đen đều muốn bị nhóm lửa. Từ khi tiến giai nguyên anh hậu kỳ về sau, Tiêu Phàm đã đem tinh viêm quyết tu luyện tới đệ tam trọng cảnh giới đại thành, chỉ kém một cơ hội, liền có thể đột phá đến đệ tứ trọng. Có lẽ bởi vì tinh viêm chi lực là Tiêu Phàm sớm nhất nắm giữ đại thần thông, cho nên mỗi lần tiến giai, tinh viêm chi lực đột phá đều tại bản mệnh thần thông trước đó. Đa số thời điểm, tinh viêm chi lực đều có thể sớm đơn độc đột phá, đạt tới càng cao hơn một tầng cảnh giới. Phương Nam ly hỏa chi lực phát huy đến cực hạn, chỉ là mấy con côn trùng như thế nào ngăn cản được. Vừa mới vừa tiếp cận Tiêu Phàm bên người, lập tức liền biến thành mấy cỗ khói xanh, như vậy bốc hơi, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ngay cả nửa điểm vết tích đều chưa từng lưu lại. Qua, một tiếng, hình xăm ma nhân phun ra một ngụm máu tươi, màu xanh ra mặt, nháy mắt đỏ bừng lên, tựa như có máu tươi muốn nhỏ giọt xuống. Cái này mấy cái hắc minh trùng dù nhỏ, lại là hắn bản mệnh linh trùng, mấy trăm năm qua, hắn tại những này tiểu côn trùng trên thân tốn hao to lớn tâm huyết, thần hồn chi lực sớm đã cùng hắc minh trùng tương thông,
bây giờ bỗng nhiên bị Tiêu Phàm một mồi lửa cháy hết sạch, hình xăm ma nhân thần hồn lập bị thương nặng. Tiêu Phàm nhưng không để hắn có chút cơ hội thở dốc, vừa xài bước ra, bỗng nhiên ngang vài chục trượng không gian. Một trường đánh ra, long tượng nặng tay, trong chốc lát giữa không trung cuồng phong gào thét, không gian vặn vẹo, vô số mây đen hướng bên này điên cuồng cuồn cuộn mà tới. Hình xăm ma nhân huyết hồng sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch, song trong mắt hiện ra một cỗ kinh hãi muốn tuyệt sợ hãi. Lực lượng hủy diệt, một sát na này, hình xăm ma nhân rõ ràng cảm ứng được vẫn lạc nguy hiểm. Tiêu Phàm một trường này lực đạo mạnh, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Thậm chí cũng vượt qua nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cực hạn. Nhiều năm qua, hình xăm ma nhân không biết cùng bao nhiêu cùng giai tu sĩ giao thủ qua, chưa từng có một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, có thể bộc phát ra dạng này lực lượng cường đại. Hắn thậm chí có thể cảm ứng được, Tiêu Phàm một trường đánh ra thời điểm. Toàn thân chân nguyên pháp lực cơ hồ hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. Đây tuyệt đối là liều mạng đấu pháp, cho nên hình xăm ma trong lòng người cũng cực nhanh hiện lên một vòng nghi hoặc chi ý. Liền hiện tại tình hình này, Tiêu Phàm cần phải liều mạng a. Hắn nhưng là hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, bất kể là ai, chỉ có tại gặp được vẫn lạc nguy hiểm thời điểm, mới sẽ dùng dạng này liều mạng tuyệt chiêu. Nhưng loại này không thể nói lý lối đánh liều mạng, Tiêu Phàm hết lần này tới lần khác liền sử xuất đến. Mà lại cũng không có nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ với hắn mà nói. Hết thảy đều rất bình thường, tiêu hao sạch sẽ chân nguyên pháp lực, nháy mắt lại bị bổ đầy. Chân nguyên bổ sung tốc độ, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Hình xăm ma nhân thậm chí hoài nghi cảm ứng của mình xảy ra sai sót. Vì sao lại dạng này, trong lúc nhất thời, nơi nào làm được rõ ràng, mà huống hồ, tại cái này sống chết trước mắt, hắn càng thêm không có thời gian đến, nghiên cứu, những thứ này. Tiêu Phàm lấy mau đánh chậm, không có cho hắn nửa điểm xê dịch né tránh chỗ trống. Dù là hình xăm ma nhân cũng tinh thông cận thân bác kích chi thuật, trong lúc này, cũng chỉ năng lực sâu hai tay. Đem toàn thân chân nguyên pháp lực đều kích phát ra đến, không quan tâm hướng lấy long tượng nặng tay nghênh kích đi lên. Ngay sau đó, một tiếng rú thảm bỗng nhiên vang lên, cái này âm thanh rú thảm là sắc bén như thế, thậm chí cả ngay tại kịch chiến tu sĩ khác đều đồng loạt ngừng tay đến, hướng bên này nhìn quanh. Chỉ thấy tại long tượng nặng tay cự lực phía dưới, hình xăm ma nhân như là vỏ trứng gà giống nhau yếu ớt, chìm đắm mấy trăm năm một đôi đen nhánh móng vuốt, bị Tiêu Phàm một trưởng đánh cho đứt gân gãy xương. Sau đó, vị này đen minh tộc đại trưởng lão, toàn bộ thân hình đều bị cự lực ép thành máu thịt be bét một đoàn, lại ầm vang một tiếng lăng không bạo liệt, vô số huyết nhục khối vụn tứ tán bay dương, hóa thành một chùm huyết vũ. Tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm, đại tu sĩ giao thủ, bọn hắn không phải không gặp qua. Có xa so cái này càng đặc sắc, các loại pháp bảo thần thông, tầng tầng lớp lớp, nhìn thấy người hoa mắt. Nhưng thảm liệt như vậy, như thế gọn gàng đem một tên khác đại tu sĩ giữa trời đánh nổ tình hình, lại thật sự chính là lần đầu nhìn thấy. Trong lúc nhất thời, ai cũng có chút chưa tỉnh hồn lại. Họ Triệu ma nhân lúc đầu giơ cao máu đen lưỡi đao, muốn sát tướng tới, nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi phải ngây người, dưới chân trong bất chi bất giác ngừng lại, thấy lạnh cả người từ hắn đuôi xương cụt bay lên. Nháy mắt trải rộng toàn thân, trong lòng ẩn ẩn lộ ra sợ hãi chi ý. Mặc dù hình xăm ma nhân nhất làm cho người kinh hãi run sợ chính là hắn nuôi dưỡng hắc minh trùng cùng với khác côn trùng, cái khác thần thông, chưa chắc mạnh hơn hắn, nhưng mà tất cả mọi người là hậu kỳ tu vi, ngang tay đối đầu, hình xăm ma nhân cũng sẽ không thua hắn. Giao thủ không kịp mấy hiệp, liền bị Tiêu Phàm ngạnh sinh sinh đánh nổ, thực tế quá làm cho người không tưởng tượng được. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy đầy trời trong huyết vũ, một đạo hắc ảnh bay vụt mà lên, nhìn kỹ lại là một con màu đen côn trùng, cùng Tiêu Phàm vừa rồi đốt diệt mấy cái hắc minh trùng bộ dáng, chỉ là lớn hơn rất nhiều, ước chừng vài tấc lớn nhỏ, thần thái càng thêm dữ tợn. Tiêu Phàm song mi có chút một dương, hắn tại cái này hắc minh trùng trên thân, cảm ứng được hình xăm ma nhân khí tức, mà lại cực kỳ nồng đậm. Tựa hồ, hình xăm ma nhân đem mình nguyên anh, gửi đặt tại đầu này hắc minh trùng trên thân. Hắc minh trùng vừa xuất hiện, liền là hé miệng đến, lăng không khẽ hấp, nguyên bản tứ tán vẩy ra mưa máu thịt nát, lập tức hướng về côn trùng miệng bên trong bắn ra, vài tấc lớn nhỏ côn trùng, phảng phất một cái động không đáy, trong khoảnh khắc liền đem đầy trời huyết nhục hút không còn một mảnh. Hắc minh trùng trên thân, huyết quang bùng cháy mạnh, thể tích phi tốc tăng trưởng, trong nháy mắt liền biến thành mấy trượng chi cự, răng nanh lộ ra ngoài, toàn thân đen thui đen như sắt. Chỉ có hai con mắt bên trong huyết quang bắn ra bốn phía, tràn đầy oán độc cùng vẻ dữ tợn. Một loại viễn cổ man hoang khí tức, đập vào mặt. Bính lão tiên sinh bọn người thấy thế, đồng loạt ở trong lòng run lên,
thậm chí ngay cả kia mấy tên nguyên anh trung kỳ ma nhân, cũng không hẹn mà cùng hướng nơi xa chậm rãi thối lui, trong tiềm thức cảm thấy, rời cái này đầu côn trùng càng xa càng tốt. Hình xăm ma người nhục thân chưa hủy thời điểm, khí tức kém xa đầu này côn trùng hung ác như vậy tà mị. Tiểu bối, ngươi dám hủy ta nhục thân, bản tọa muốn đem ngươi rút gân lột ra, đưa ngươi nguyên thần vĩnh viễn trấn áp tại địa ngục vực sâu, vạn thế không được siêu sinh. Chấm ngoặc kép, cự hình hắc minh trùng hai con huyết quang bắn ra bốn phía con mắt, gắt gao tiếp cận Tiêu Phàm, nghiến răng nghiến lợi, oán độc vô cùng kêu lên, nghe thanh âm, chính là hình xăm ma nhân. Tiêu Phàm liền cười, khóe miệng hơi nhếch lên, trên mặt mỉa mai cùng khinh thường chi ý, cho dù ai đều có thể liếc thấy được đi ra. Chỉ bằng như thế một con côn trùng, các hạ quả nhiên là ngồi tiến vào xem trời, tự cao tự đại. Tiêu Phàm lắc một cái ống tay áo, trước mắt mọi người bỗng nhiên tối đen, chỉ thấy hai đóa mây đen bay ra, thoáng qua liền hóa thành hai đầu màu xám sắt mang ngân sắc tròn điểm côn trùng, dương nanh múa vuốt, trừng lớn gần trượng nhỏ, eo ong tinh xảo, chân trước giơ cao, sát khí ngút trời mà lên. Tứ giai lưng sắt đao vương, một tiếng kinh hô, nguyên bản còn khí thế hùng hổ, không ai bì nổi hắc minh trùng, bỗng nhiên ở giữa, liền âm thanh đều thay đổi, vừa kinh vừa sợ, hoàn toàn không dám tin. Tứ giai thiết bối đao lang không phải nói không có, nhưng cho tới bây giờ đều là hoang dại, dù coi như hình xăm ma nhân thân là đen minh tộc đại trưởng lão, cũng chưa từng nghe nói qua, tứ giai thiết bối đao lang có thể nuôi dưỡng. Bởi vì, thiết bối đao lang tiến giai thời gian thực tế quá dài dằng dặc đến ngay cả ngộ linh kỳ tu sĩ thọ nguyên đều còn thiếu rất nhiều chờ đợi. Mà hoang dại thiết bối đao lang, một khi tiến hóa đến tam giai trở lên, liền rốt cuộc không thể bị thu phục nuôi dưỡng. Vừa rồi Tiêu Phàm một hơi thả ra ba mười mấy con tam giai thiết bối đao lang, đã để hình xăm ma nhân ngay cả tròng mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài, bất quá cái này cũng hẳn là cực hạn. Cho tới nay, hắn còn chưa từng nghe nói qua ai bồi dưỡng ra tứ giai linh trùng, cho dù là loại kia đặc biệt dễ dàng tiến giai, uy lực nhỏ yếu tứ giai linh trùng, cũng rất ít nhìn thấy nhân công nuôi dưỡng. Lại càng không cần phải nói tại linh trùng bên trong đại danh đỉnh đỉnh thiết bối đao lang. Hai con tứ giai trùng vương vừa hiện thân, lập tức liền gắt gao tiếp cận cách đó không xa hắc minh trùng, đỉnh đầu xúc tu run run, tựa hồ có chút hưng phấn. Thiết bối đao lang cơ hồ là tất cả côn trùng khắc tinh, đại bộ phận phân trùng loại, đều tại bọn chúng thực đơn phía trên. Đầu này dị trùng hắc minh trùng, càng là làm chúng nó muốn ăn tăng nhiều, không đợi Tiêu Phàm phân phó, chi chi âm thanh bên trong, hai đầu tứ giai con bọ ngựa một trái một phải, nhanh như thiểm điện hướng hắc minh trùng tật nhào mà đi. Xúc sinh, hắc minh trùng lập tức bạo giận lên, một tiếng gầm thét, răng nanh đóng mở, bỗng nhiên phun ra một cỗ đen như mực xương độc, ý đồ muốn ngăn trở hai đầu con bọ ngựa. Chỉ bất quá, hắn mặc dù biết tứ giai con bọ ngựa cực kỳ đáng sợ, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến, sẽ đáng sợ đến trình độ như vậy. Mắt thấy xương độc đối diện phun đến, hai đầu con bọ ngựa riêng phần mình hướng bên cạnh lóe lên, động tác quả nhiên là nhanh hơn thiểm điện, liền tránh đi xương độc, không đợi hắc minh trùng lại làm ra bất kỳ động tác gì, sát thân ảnh màu xám cho liền đến phụ cận, giơ cao bốn cây đại đao, đồng loạt cắt xuống dưới. Hắc minh trùng né không thể né, tránh cũng không thể tránh, lập tức cũng không yếu thế, mở ra miệng rộng, hung tợn hướng thư con bọ ngựa cắn một cái đi. Răng rắc, đây là giáp xác nứt ra thanh âm, mọi người nhìn chăm chú nhìn kỹ. Chỉ thấy cự hình hắc minh trùng nhìn như cứng rắn vô so giáp lưng, trong chớp nhoáng vỡ ra một đạo thật dài lỗ hổng, lộ ra bên trong tươi non vô so thịt trắng. Hắc minh trùng đau đến kêu to một tiếng, răng rắc, chấm ngoặc kép, thiết bối đao lang một kích thành công, không dung tình chút nào, giơ tay chém xuống, màu xám sắt đao ảnh vung vẩy bên trong, hắc minh trùng rú thảm không ngừng, hắc giáp vỡ vụn, thịt mảnh vẩy ra, trong đó còn phức tạp lấy miệng lớn nhấm nuốt thanh âm, nghe quả thực khiến người dùng mình. Đạo hữu tha mạng, kén ăn nào đó nguyện hàng, chấm ngoặc kép, hắc minh trùng kêu to lên, thanh âm vô so kinh hoàng. Nguyện đời đời kiếp kiếp làm nô là bộc, cung cấp đạo hữu khu trì. Chấm ngoặc kép, chỉ tiếc lúc này, liền xem như Tiêu Phàm, cũng rất khó ước thúc ở thiết bối đao lang. Hình xăm ma nhân tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu, trong chốc lát, to lớn hắc minh trùng cũng chỉ còn lại có một đống vỡ vụn giáp xác, đầy trời vương vãi xuống. Chương 1314, Đại Thắng. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem đây hết thảy, sợ hãi không thôi. Sau một lát, họ Triệu ma nhân cái thứ nhất lấy lại tinh thần, sau đó làm ra chính xác nhất lựa chọn, xoay người chạy. Dưới chân độn quang cùng một chỗ, nhanh như điện chớp hướng phương xa bay vụt mà đi, đem một đám ma quân thuộc hạ, tất cả đều vứt xuống, chí chi không để ý. Lấy hai địch một, trong nháy mắt hình xăm ma nhân liền thân tử hồn diệt,
Tiêu Phàm bên người còn thêm ra hai đầu tứ giai thiết bối đao lang, thắng bại số lượng, đã liếc qua thấy ngay, lúc này không đi, chẳng lẽ chờ chết ở đây không thành. Người này có thể tại từng bước khó đi, hiểm ác vô so tu chân giới sống đến mấy trăm tuổi, tuyệt đối không phải cái đồ đần. Về phần hắn thân làm thống lĩnh, thời khắc mấu chốt phứt xuống đại quân một mình đào mệnh, sẽ hay không bị Ngộ Linh Kỳ lão tổ truy cứu, kia cũng là nói sau, dưới mắt tự nhiên là bảo mệnh quan trọng. Đang cùng Bính lão tiên sinh bọn người chiến đấu bốn tên nguyên anh trung kỳ ma nhân, lại là được vời họ ma nhân động tác này làm cho sửng sốt, rốt cuộc không nghĩ tới, đường đường đại tu sĩ, lại không đánh mà chạy, hoàn toàn bị Tiêu Phàm sợ vỡ mật. Bất quá những này cao giai ma nhân, cũng đều không phải đèn đã cạn dầu, ai cũng là thân kinh bách chiến, kinh nghiệm cực kỳ phong phú, hơi sửng sốt một chút về sau, nhao nhao hiểu được, từng cái bỏ qua một bên đối thủ, co cẳng chuồn đi. Hai vị đại ma tôn trong khoảnh khắc vừa chết vừa trốn, bọn hắn lại kiên trì không có chút ý nghĩa nào, chỉ sợ đảo mắt liền sẽ chết mất tính mệnh. Chỉ bất quá đám bọn hắn đối thủ, Bính lão tiên sinh, Hồng Thiên những người này, cũng không phải thái điểu, từng cái khôn khéo hơn người, mắt thấy Tiêu Phàm đại thắng, lập tức liền ý thức đến, đây là Kim Châu Thành chuyển bại thành thắng tốt nhất thời cơ, lúc này toàn lực xuất thủ, muốn cuốn lấy cái này mấy tên cao giai ma tôn. Ba tên trung kỳ ma tôn không chút do dự, nhao nhao thả ra đòn sát thủ, hoặc thi triển mạnh nhất thần thông, hoặc tự bạo pháp bảo, liều lĩnh thoát khỏi đối thủ dây dưa, toàn lực bỏ chạy. Chỉ có cùng Hồng Thiên giao thủ tên kia trung kỳ ma tôn thoảng qua trần chờ một chút. Này nháy mắt trần chờ, lập tức muốn tính mạng của hắn. Bóng người lóe lên, Tiêu Phàm liền đến phụ cận, long tượng nặng tay phát ra, tên kia trung kỳ ma tôn ngay cả nửa điểm chống đỡ chi lực đều không có, lập tức bị long tượng nặng tay đánh cho đứt gân gãy xương. Chết oan chết uổng, lấy Tiêu Phàm hiện nay tu vi cảnh giới, dù coi như cùng là hậu kỳ đại tu sĩ, chỉ cần không phải tinh thông luyện thể thuật, cũng tuyệt đối ngăn không được long tượng nặng tay đối diện một kích. Cứ việc Hồng Trời đã từng gặp qua Tiêu Phàm đánh bại hình xăm ma người thủ đoạn, thế nhưng là mắt thấy mới vừa rồi còn đè ép mình đánh cao giai ma tôn bỗng nhiên biến thành máu thịt be bét một đoàn, vẫn có chút khó có thể tin. Tiêu Phàm chỉ là ra một trưởng mà thôi, một trưởng liền đem tên này đã đạt đến tại nguyên anh trung kỳ trạng thái đỉnh phong cao giai ma tôn xử lý. Lúc này, Tiêu Phàm cũng không kịp cùng Hồng Thiên ôn chuyện, dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền hướng họ Triệu ma nhân đào tẩu phương hướng mau chóng đuổi mà đi. Bính lão, Hồng bang chủ, chân nhân, nơi này liền giao cho các ngươi. Chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm thanh âm ở giữa không trung rung động ầm ầm, người lại đi phải xa, trong khoảnh khắc liền không thấy bóng dáng. Triệu đại ma tôn cùng mấy tên trung kỳ cao giai ma tôn mỗi người tự chạy, mà đại quân người thấy nhất thanh nhị sở. Đối với ma quân sĩ khí là cực kỳ đả kích chí mạng, ma quân trận tuyến. Cơ hồ là trong nháy mắt sụp đổ, mặc dù đại đa số ma quân cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng có thể khẳng định là, nhất định có đối bọn hắn cực kỳ bất lợi tình huống phát sinh. Đến mức ngay cả đại ma tôn đều muốn vội vã đào mệnh. Bọn hắn những này đê giai ma nhân, liền càng thêm không có kiên trì lý do. Lúc này phát một tiếng hô, chạy tứ phía, đến trăm vạn mà tính ma tộc đại quân toàn tuyến sụp đổ. Chiến trường lập tức hỗn loạn đến mức độ không còn gì hơn, dõi mắt chỗ đến, mỗi một cái phương hướng đều là đen nghịt chạy trối chết ma nhân. Thắng lợi tới quá đột ngột, Kim Châu Thành một chúng tu sĩ, đều có chút phản ứng không kịp. May mà Phương Phi Dương đại tài, thống soái năng lực cực kỳ kiệt xuất, chỉ hơi chần chờ, liền nhanh chóng đem hậu bị đội đầu nhập đi vào, triển khai toàn diện truy kích. Trong lúc nhất thời, Kim Châu Thành bốn phía tiếng giết rung trời, từng đội tu sĩ đại quân từ thành nội bay ra. Điều khiển độn quang, hướng bốn phương tám hướng truy sát mà đi. Bính lão tiên sinh, Hồng Thiên, Phô Vi chân nhân cùng Đàm phu nhân, Cơ Khinh Xa bọn người không có gia nhập đến truy kích trong đại quân đi. Đại chiến cái này hứa lâu dài, người trên thân người mang thương, từng cái sức cùng lực kiệt, thực tế cũng phải thật tốt nghỉ một chút. Lại nói ma tộc đại quân mặc dù toàn tuyến sụp đổ, nhưng trong thành tổng còn muốn có một ít tu sĩ cấp cao tỏa chấn mới được, nghiêm phòng ma nhân lưu lại hậu thủ gì. Ma nhân gian trá vô so, cũng không nên không cẩn thận liền bọn hắn đạo nhi. Này nháy mắt quang cảnh, ba mười mấy con tam giai con bọ ngựa đã đem hàng vạn con cự phệ trùng quét sạch sành xanh. Mặc dù cự phệ trùng số lượng đông đảo, nhưng cảnh giới bên trên cách biệt quá xa, số lượng ưu thế hoàn toàn không đủ để đền bù chất lượng bên trên thế yếu, tăng thêm có Đàm phu nhân cùng Cơ Khinh Xa tương trợ, toàn diệt cự phệ trùng cũng chưa hao phí quá nhiều công phu. Dựa theo Tiêu Phàm phân phó, Cơ Khinh Xa thu thập không ít đê giai cự phệ trùng. Bọn này cự phệ trùng bên trong, thành thục thể vốn cũng rất ít, mà lại thành thục thể cự phệ trùng, không cách nào tiến hành lần thứ hai nhận chủ, bắt lấy cũng không có tác dụng gì.
Ngược lại là những này đê giai cự phệ trùng, có lẽ còn có thể tiếp tục nuôi dưỡng, cho thiết bối đao lang sung làm đồ ăn cũng là tốt. Lập tức mọi người hội tụ vào một chỗ, lơ lửng tại Mạc Tà Sơn trên không, quan sát đến chiến trường tình hình. Hình xăm ma nhân thân tử hồn diệt, mà quân bày ra đại trận, không người chủ trì, sớm đã bị Tiêu Phàm tiện tay phá vỡ, mây đen tẫn tán, Kim Châu thành trên không, lại khôi phục tình không nghìn dặm thời tiết tốt, tầm nhìn cực dai, chỉ thấy vô tận ma quân đâm quảng đâm xiên, lưu lại đầy đất thi hài. Mọi người thấy vừa mừng vừa sợ, như trong mộng, duy chỉ có Cơ Khinh Xa, vẫn luôn tại hướng phía tây bắc hướng ngưng nhìn, đối bỏ mạng chạy trốn ma tộc đại quân, mắt cũng không nhìn thẳng một chút. Nàng là đang lo lắng Tiêu Phàm an nguy, mặc dù nói, vừa rồi Tiêu Phàm biểu hiện ra cực nó cường hãn chiến lực, nhưng mọi thứ quan tâm sẽ bị loạn. Vạn nhất lâm vào đông đảo cao giai ma tôn trong vòng vây, chỉ sợ cũng có nguy hiểm. Thấy Cơ Khinh Xa thần sắc, Hồng Thiên cười ha ha một tiếng, nói, đệ muội không cần lo lắng, Tiêu Hiền đệ thần thông cái thế, kia ma nhân sớm đã táng đảm, tuyệt không phải là đối thủ của hắn, cứ việc yên tâm tốt. Vô Vi chân nhân cũng phụ họa nói, Hồng Băng chủ nói đúng, Tiêu đạo hữu nhất quán thần thông quảng đại, năm đó còn là vừa mới ngưng kết nguyên anh thời điểm, liền đã có thể đối đầu hậu kỳ tu sĩ không rơi vào thế hạ phong, bây giờ đặt chân đại tu sĩ hàng ngũ, cùng giai tu sĩ, ai có thể là đối thủ của hắn. Vô Vi chân nhân lời này, tự nhiên là hơi có vẻ khoa trương, năm đó Tiêu Phàm vừa mới ngưng kết nguyên anh lúc, cùng trung kỳ tu sĩ đối đầu ngược lại là có, cùng hậu kỳ đại tu sĩ giao thủ, tự nhiên hay là có chênh lệch không nhỏ. Chỉ bất quá dưới mắt kiểu nói này, lại lập tức liền đạt được đại đa số người tán đồng, ngay cả cho tới bây giờ nghiêm túc thận trọng Bính lão tiên sinh, cũng khẽ vuốt cằm, rất tán thành. Tại cái này quan trọng trước mắt, Tiêu Phàm uyển như thần binh trên trời rơi xuống, cứu vớt hợp thành nguy nan, hơi có khuếch đại chi tử, cần gì phải để ý. Chỉ là mọi người tại nhao nhao gật đầu thời điểm, cũng ở trong lòng âm thầm kinh ngạc, cái này tiến giai tốc độ, thực tế quá khủng bố chút. Cứ việc mỗi người đều tán đồng Tiêu Phàm thiên phú, nhưng căn bản liền không hề nghĩ tới, vậy mà có thể nhìn tận mắt một tên năm đó tu sĩ kim đan biến thành nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Nghịch thiên như vậy sự tình, cũng không phải thường xuyên đều phát sinh. Nhưng nói tóm lại, vui sướng hay là nhiều hơn, đố kỵ, bây giờ khói lửa đầy đất, chiến hỏa liên thiên, Kim Châu Thành có như thế một vị thần thông quảng đại hậu kỳ đại tu sĩ tọa chấn, hệ số an toàn lập tức tiêu thăng. Ma quân tại Kim Châu Thành dưới bị này thảm bại, chắc hẳn sau này tương đối dài trong một khoảng thời gian, sẽ không lại đánh Kim Châu Thành chủ ý. Lớn nửa canh giờ trôi qua, chân trời xuất hiện một đạo độn quang, tốc độ bay cực nhanh, đảo mắt đã đến gần rất nhiều, mọi người thấy được rõ ràng, độn quang bên trong bóng người bạch y tung bay, chính là Tiêu Phàm. Mọi người không khỏi đại hỉ, lập tức tiến ra đón. Tiêu Phàm như là đã tiến giai hậu kỳ, không hề nghi ngờ, sẽ thành Kim Châu Thành bảy đại tông môn đương nhiên đại minh chủ. Đây chính là mấy trăm năm qua, Kim Châu Thành bảy đại tông môn đản sinh vị thứ nhất hậu kỳ đại tu sĩ. Một lát sau, Tiêu Phàm liền đến phụ cận, đè lại độn quang, mỉm cười hướng mọi người ôm quyền làm lễ, mọi người vội vàng ôm quyền hoàn lễ. Tiêu Hiền đệ, như thế nào? Kia đại ma tôn, chấm ngoặc kép, Hồng Thiên mở miệng hỏi. Tiêu Phàm mỉm cười, nhẹ gật đầu, nói kia ma người đã bị tiểu đệ diệt sát đi. Người này là đầu đảng tội ác, tự nhiên không thể để cho hắn chạy thoát. Ngữ khí bình thản, tựa hồ hết thảy đều là như vậy đương nhiên. Mọi người nhất thời lại kinh lại đeo. Trong vòng một canh giờ, liên tiếp diệt sát hai tên hậu kỳ đại ma tôn, đây là gì chờ thủ đoạn? Thần thông bực nào? Phương Phi Dương lúc này nói, hợp thành nguy cấp, nhờ có Tiêu đạo hữu thần binh trên trời rơi xuống, lúc này mới chuyển bại thành thắng, đánh lui ma quân, Tiêu đạo hữu khi thật là chúng ta Kim Châu Thành đại ân nhân. Chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm ngay cả vội khoát khoát tay, khẽ cười nói, Phương Bang chủ nói quá lời, tại hạ nếu là Kim Châu Thành một viên, đương nhiên phải vì bảo vệ quốc gia ra một phần lực, đây chỉ là thuộc bổn phận sự tình tai, sao là ân nhân mà nói. Mắt thấy Phương Phi Dương còn muốn lên tiếng, Tiêu Phàm lại nói tiếp, Phương Bang chủ, dưới mắt ma quân thủ lĩnh đã đền tội, nhưng ma quân nhân số đông đảo, việc cấp bách vẫn là phải hết sức truy kích và tiêu diệt những bại quân này, miễn đến bọn hắn lần nữa tụ tập cùng một chỗ, lại thành tai họa. Hồng Thiên lúc này gật đầu, nói, Phương huynh, Tiêu Hiền đệ nói có lý, tất cả mọi người là người một nhà, lời khách khí liền thong thả nói, hay là trước làm chính sự quan trọng. Vô Vi chân nhân cũng phụ họa nói, là cái này lý, trước đem những này ma nhân thu thập sạch sẽ, người trong nhà lại tự thoại không muộn. Phương Phi Dương vốn là đại tài, lập tức cũng không khách khí nữa, hướng Tiêu Phàm liền ôm quyền, liền bắt đầu phân công nhiệm vụ. Tiêu Phàm đã xác nhận, hai tên đại ma tôn đều đã bị diệt sát,
ma quân đã binh bại như núi đổ, chim sợ cành cong, không có bao nhiêu uy hiếp. Nơi này một đám nguyên anh tu sĩ giải ra, cũng sẽ không có bao lớn nguy hiểm. Cho đến lúc này, Cơ Khinh Sa mới tiến lên, giữ chặt Tiêu Phàm tay, lòng tràn đầy vui vẻ. Tiêu Phàm khóe miệng hiện lên mỉm cười, thấp giọng nói, lụa mỏng, nói cho ngươi một tin tức tốt, già nhi tìm được. Chấm ngoặc kép, a, à, Cơ Khinh Sa lập tức mừng rỡ, có chút không dám tin. Ở chỗ nào, làm sao không đi cùng với ngươi? Ở địa cầu thời điểm, chúng nữ ở giữa có lẽ còn có chút tiểu tâm tư, bây giờ như là đã đạp lên con đường trường sinh, những này tiểu tâm tư tự nhiên sớm liền để xuống. Tiêu Phàm vừa cười vừa nói, việc này nói rất dài dòng, cùng chuyện nơi đây xử lý xong về sau, ta dẫn ngươi đi cùng với nàng hội hợp. Thánh linh nguyên địa như thế thích hợp tu luyện cực phẩm địa mạch, đương nhiên phải cùng người yêu dấu nhất chia sẻ. Chương 1315, mừng thắng lợi. Kim Châu Thành tổ chức cực kỳ thịnh đại chúc mừng nghi thức. Tiêu Phàm tự nhiên thành vì cái này mừng thắng lợi đại hội tuyệt đối nhân vật chính. Trên thực tế, cái này mừng thắng lợi lớn cùng lúc cũng là Tiêu Phàm tiến giai hậu kỳ đại tu sĩ chúc mừng đại hội. Lấy Tiêu Phàm tính tình, từ không xa như thế Trương Dương, nhưng Phương Phi Dương Hồng Thiên bọn người kiên trì, mấy trăm năm qua, Kim Châu Thành lần đầu sinh ra hậu kỳ đại tu sĩ. Đây là chấn động toàn bộ Hoắc Sơn Quốc thậm chí chấn động Nam Châu Đại Lục Tây Nam Biên Thủy sự kiện lớn. Nhất định phải hảo hảo chúc mừng một phen. Nam Châu Đại Lục Tây Nam Biên Thủy mười mấy quốc gia, hậu kỳ đại tu sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Huống chi, Tiêu Phàm vẫn là như thế biến thái cường hãn, lấy một địch hai, đại hoạch toàn thắng, nhất cử diệt sát hai vị cùng giai đại ma tôn, dạng này chiến tích, thực tế kiêu nhân. Nói Tiêu Phàm là Tây Nam Biên Thủy đại tu sĩ thứ nhất, cái kia cũng hảo không quá đáng. Đại hội lúc toàn thịnh, mọi người cung thỉnh Tiêu Chân Nhân đăng đàn truyền pháp. Dạng này sự tình, Tiêu Chân Nhân ngược lại là làm qua một lần, lúc trước trở thành y thánh thời điểm, cũng cùng mọi người trao đổi qua y thuật bên trên tâm đắc trải nghiệm. Lần này, lại là đem hắn tại trên đường tu chân lĩnh ngộ cùng tâm đắc, truyền thụ cho Kim Châu Thành rộng rãi đồng đạo, nhất là đối những cái kia nhiều năm qua một mực kẻ tại bình cảnh bên trên nguyên anh tu sĩ, có trợ giúp thật lớn. Bởi vì Tiêu Phàm thành công tiến giai thành đại tu sĩ, Bách Hùng Bang tự nhiên cũng vọt cư Kim Châu Thành bảy đại tông môn đứng đầu. Bất quá sau đó triệu khai bảy đại tông môn thủ lĩnh trong hội nghị, Tiêu Phàm hay là rất khách khí mời Phương Phi Dương tiếp tục chủ trì Kim Châu Thành sự vụ ngày thường, hắn chỉ đảm nhiệm trên danh nghĩa đại minh chủ, Phương Phi Dương như trước vẫn là Kim Châu Thành chân chính lớn thủ lĩnh. Không ít người âm thầm thở phào một cái, Tiêu Phàm phi tướng quân từ trên trời giáng xuống, triệt để đánh tan ma quân, cứu vớt hợp thành nguy nan, tự nhiên là người người cảm kích. Nhưng mà cảm kích chi dư, cũng không ít người đang lo lắng, từ nay về sau. Bách Hùng Bang chỉ sợ muốn một nhà độc đại, Kim Châu Thành những tông môn khác đều muốn ngưỡng vọng. Đây chính là dính đến quá nhiều lợi ích phân phối, này lên kia xuống, những tông môn khác đều muốn lợi ích bị hao tổn. Bây giờ Tiêu Phàm minh bạch biểu thị, sẽ không, lấy mạnh hiếp yếu, như trước vẫn là duy trì lấy Kim Châu Thành bảy đại tông môn liên hợp nhất trí cục diện. Đoàn người tự nhiên đều rất vui vẻ. Trên một điểm này, Hồng Thiên hoàn toàn ủng hộ Tiêu Phàm ý kiến. Hồng Thiên thấy sự tình cũng là cực kỳ minh bạch. Qua nhiều năm như vậy, ngoại bộ thế lực một mực không thể nhúng chàm Kim Châu Thành, không phải là bởi vì Kim Châu Thành thực lực mạnh đến mức nào, mà là bởi vì bảy đại tông môn từ đầu tới cuối duy trì nhất trí đối ngoại. Đồng tâm hiệp lực, này mới khiến ngoại nhân không thể thừa cơ. Tiêu Phàm tiến giai đại tu sĩ, cố nhiên thật đáng mừng, lại không thể bởi vì ảnh hưởng này bảy đại tông môn đoàn kết. Bằng không mà nói, Bách Hùng Bang trong thời gian ngắn mặc dù có thể được đến không ít chỗ tốt, từ lâu dài nhìn. Lại là mổ gà lấy trứng thiển cận hành vi. Tiếp tục duy trì bảy đại tông môn cơ bản lợi ích không thay đổi. Mới là sáng suốt nhất cách làm. Đương nhiên, Bách Hùng Bang có hậu kỳ đại tu sĩ tọa chấn, ngày càng hưng thịnh là có thể dự tính. Thực lực tổng hợp tiến một bước tăng cường về sau, những tông môn khác cũng sẽ chủ động nhường ra một bộ phân lợi ích. Nhưng cam tâm tình nguyện nhường ra cùng bị ép nhường ra. Tuyệt đối là hai việc khác nhau, không thể nói nhập làm một. Tiêu Phàm rất rõ ràng. Mình còn có rất nhiều chuyện muốn làm, không có khả năng thời gian dài đợi tại Kim Châu Thành. Dưới mắt giao diện đại chiến đã mở ra, Nam Châu Đại Lục thậm chí toàn bộ toa ma giới tương lai lại biến thành bộ dáng gì, ai cũng không biết. Mừng thắng lợi đại hội qua đi. Phương Phi Dương điều phái nhân thủ, chia mấy chi đội ngũ, tiếp tục truy kích và tiêu diệt ma quân. Hơn triệu ma tộc đại quân trừ số ít từ thần Long Uyên đáy nước thông đạo đào tẩu, đa số đảo vong xung quanh các nơi. Những ma tộc này đại quân không phải đám ô hợp, mà là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ, mặc dù chiến bại, chỉ cần cho bọn hắn một cái cơ hội thở dốc,
liền lại có thể tụ họp lại, tiếp tục làm hại. Hay là nhanh chóng tiêu diệt sạch sẽ cho thỏa đáng. Trải qua trận này vây thành đại chiến, Kim Châu thành thị trường lập tức trở nên tiêu điều, toàn không giống ngày xưa kia rộn rộn ràng ràng náo nhiệt tình hình. Này cũng nằm trong dự liệu, cũng nên cùng ma quân tàn quân cơ bản quét sạch, xung quanh hoàn toàn khôi phục trật tự về sau, trên thị trường mới có thể dần dần khôi phục. Bất quá có thể đoán trước chính là, trải qua lần này sau đại chiến, Kim Châu thành sinh ý sẽ tiến vào cực thịnh thời kỳ. Vì ứng đối càng ngày càng gần chiến hỏa, các môn các phái đều sẽ dốc toàn lực trữ hàng các loại dược liệu cùng cái khác cần dùng đến vật tư. Có Tiêu Y Thánh cường đại như vậy hậu kỳ đại tu sĩ tọa trấn Kim Châu thành, không thể nghi ngờ là tốt nhất chợ giao dịch chỗ. Vũ Văn Chu ở trong thành dưỡng thương, Tiêu Phàm vốn muốn đi bái phỏng một chút hắn, Vũ Văn Nghiễm rất uyển chuyển nói cho Tiêu Phàm, phụ thân đang lúc bế quan, tạm thời không tiện gặp khách. Cùng phụ thân khải quan về sau, nhất định ngay lập tức đến Bách Hùng Bang đi bái phỏng Tiêu Y Thánh. Ngôn từ cực kỳ khách khí, Tiêu Phàm chẳng những là ân nhân cứu mạng của hắn, bây giờ lại thành đại tu sĩ, tự nhiên 10 triệu lãnh đạm không được. Nửa đêm lúc phân, trăm hùng đầm lầy tây nam, một cái trong đại trạch viện răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở. Cả nhà hạ nhân đến đây bái kiến gia chủ, mở rộng yến hội, chúc mừng một phen. Tiêu Phàm tiện tay ban thưởng không ít linh thạch, một đám trúc cơ kỳ luyện khí kỳ hạ nhân vú giả nhóm từng cái mừng rỡ, mừng khấp khởi cuống quýt dập đầu, bái tạ gia chủ trọng thưởng. Buổi tiệc qua đi, Tiêu phủ dần dần an yên tĩnh, hậu viện trong phòng ngủ, cả phòng đều xuân, màu hồng phấn cung đình trên giường lớn, chăn gấm cao ngất, Cơ Khinh Sa trắng noãn thân thể mềm mại tựa ở Tiêu Phàm cường tráng hữu lực trong khuỷu tay, hai người ngay tại nói liên miên lải nhải nói chuyện phiếm. Trước đó, cũng không biết, đại chiến, qua bao nhiêu hội hợp. Tiêu Phàm đem những năm gần đây tầm bảo kinh lịch, nói cho Cơ Khinh Sa nghe, cùng Âu Dương Minh Nguyệt quan hệ, cũng không có giấu giếm Cơ Khinh Sa. Đại trưởng lão, Cơ Khinh Sa lại là, tốt khí, vừa buồn cười, không chịu được tại bên hông hắn hung hăng bấm một cái. Thực tế không biết nên nói hắn cái gì mới tốt, người này nhìn qua, ra vẻ đạo mạo, ai ngờ vậy mà là cái, bụi hoa cao thủ, cua gái công phu như thế cao minh, ngay cả danh xưng Nam Châu Đại Lục Đại Tu Sĩ thứ nhất Hạo Thiên Tông Đại trưởng lão Âu Dương Minh Nguyệt đều bị hắn vô thanh vô tức, thu phục. Lúc trước vừa thu phục danh chấn thiên hạ Thiên Diệu Cung Chủ, đảo mắt ngay cả Hạo Thiên Tông Đại trưởng lão cũng không, bỏ qua. Đây chính là ngộ linh kỳ đại cao thủ A, toàn bộ toa ma giới tối cao đẳng cấp đại nhân vật. Lúc ấy cũng là tình thế bức bách, những biện pháp khác đều vô dụng. Chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm tranh luận phải nháo cái đỏ chót mặt, ngượng ngùng, giải thích một câu. Đắc đắc, ngài đâu, liền khỏi phải giải thích, càng tô càng đen. Chấm ngoặc kép, Cơ Khinh Sa cười khanh khách, đánh gãy hắn tự biện, nói, ngươi là tính cách gì, ta còn không biết sao. Ngươi nếu là thật không thích nàng, liền xem như cứu người không thể không nhưng, ngươi bây giờ cũng sẽ không nói cho ta nghe. Đó chính là cái bệnh nhân mà thôi. Tiêu Phàm không khỏi sững sờ ngơ ngác một chút, tinh tế tưởng tượng, thật đúng là chuyện như vậy. Lần thứ nhất, còn có thể nói thác là vì cứu người, không thể không nhưng, kia Âu Dương Minh Nguyệt tiến giai sau khi thành công, hai người dắt tay cùng dạo vạn kiếm cốc không gian chi nhãn, điềm điềm mật mật, hàng đêm vui thích, quả thực không biết thỏa mãn, lại giải thích thế nào. Thấy Tiêu Phàm mặt mang thẹn đỏ mặt sắc, rất không có ý tứ, Cơ Khinh Sa liền có chừng có mực. Nhẹ nhàng cười một tiếng, chuyển di chủ đề. Kia thánh linh nguyên địa, coi là thật thần kỳ như thế a. Tiêu Phàm âm thầm thở phào một cái, vội vàng nói, có thể sinh ra trời sinh thánh linh cực phẩm địa mạch, tự nhiên là rất thần kỳ. Cùng chuyện bên này xong xuôi, chúng ta cùng đi Nhạc Tây, tìm tới Tố Tố, sau đó cùng đi thánh linh nguyên địa. Đây cũng là Tiêu Phàm vội vã đuổi tới Kim Châu thành nguyên nhân, liền là muốn đem Cơ Khinh Sa cùng Trần Dương đều tiếp vào thánh linh nguyên địa đi tu luyện. Ai ngờ vừa vặn đuổi kịp ma quân công thành, cũng coi là ma tộc đại quân đáng đời không may. Cơ Khinh Sa gật gật đầu, nói, không nghĩ tới đáy biển đều có không gian thông đạo tương liên, sau này ở các nơi vãng lai liền muốn thuận tiện nhiều. Chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm cười cười, nói cái kia cũng không nhất định, hiện tại không ít đáy biển thông đạo, vẫn còn bất ổn định, mà lại đa số thông đạo đều dưới đáy nước mấy ngàn trượng chỗ sâu, bình thường người, căn bản liền đến không được nơi đó. Trọng yếu nhất chính là, không ít đáy biển thông đạo đều bị ma quân chiếm cứ, không cẩn thận liền xông tiến vào ma quân hang ổ. Hắn lần này từ Không Linh Đảo trở về Kim Châu Thành, cũng phí không ít trắc trở. Đầu tiên là từ Không Linh Đảo không gian thông đạo một bên khác đi tới Tây Mạc Biển cả chỗ sâu, lại dựa theo Nguyên Hạo cho kia phần đáy biển không gian thông đạo bản đồ phân bố, tìm được gần nhất đáy biển không gian thông đạo, truyền tống đến Thiên Nhai Biển,
lại từ thiên nhai biển đáy biển thông đạo đến Thần Long Uyên, sau đó đuổi tới Kim Châu Thành. Cơ Khinh Xa nhíu mày nói, chẳng lẽ liền không có cách nào, đem những này không gian thông đạo đều phong bế, không phải ma quân khắp nơi tán loạn a? Nếu như không có Thần Long Uyên đáy nước không gian vòng xoáy, Kim Châu Thành cũng không sẽ gặp phải ma quân đột nhiên tập kích. Phen này đại chiến, các đại tông môn hay là có không ít hao tổn. Tiêu Phàm lắc đầu, nói cái này cũng không dễ dàng, phong bế không gian thông đạo không phải tiểu động tác, làm không tốt liền sẽ khiến không gian đổ sụp. Ta thậm chí đang nghĩ, hơn nghìn năm trước kia thứ không gian cực khác biến, khả năng không nhất định là thiên tai, có thể là nhân họa. Chính là bởi vì có người muốn cưỡng ép cải biến không gian thông đạo hướng đi, mới gây nên phạm vi lớn không gian đổ sụp. Cái này ngược lại cũng là, chấm ngoặc kép, Cơ Khinh Xa liên tục gật đầu. Mấy ngày sau, Tiêu Phàm Bách Hùng Bang tổng đàn triệu tập một lần thủ lĩnh hội nghị, lần này tham dự chẳng những có 7 đại tông môn thủ lĩnh, trong thành bên trong cùng lấy lên tông môn thủ lĩnh, đều đáp ứng lời mời đến đây tham dự hội nghị. Tại cái này thủ lĩnh trong hội nghị, Tiêu Phàm nói ra, muốn nâng toàn thành chi lực, tại Mạc Tà Sơn tu kiến một cái thổ linh đại trận, để mà tại thời khắc mấu chốt thay thế Mạc Tà Sơn lòng đất linh mạch đến khu động hộ thành đại trận. Mặc dù nói, lần này khiêng qua đi, lần tiếp theo Mạc Tà Sơn thổ linh lực biến mất, tại 60 năm về sau, tựa hồ không cần quá lo lắng. Nhưng mà giao diện đại chiến chính không biết muốn tiếp tục thời gian bao nhiêu, có lẽ 60 năm về sau, ác chiến say xưa, nếu là gặp lại ma tộc đại quân công thành, coi như phiền phức. Không thể mỗi lần đều đem hy vọng ký thác vào Tiêu Phàm trên người một người. Đại Minh chủ đề nghị này, thu hoạch được nhất trí thông qua. Phương Phi Dương dẫn đầu tỏ thái độ, Hạnh Lâm Bang nguyện ý hưởng ứng Đại Minh chủ hiệu lệnh, toàn lực ứng phó, hiệp trợ Đại Minh chủ tu kiến thổ linh đại trận, muốn người ra người, muốn linh thạch ra linh thạch, tuyệt nghiêm túc. Hồng Thiên tự nhiên càng là đập bộ ngực, cái khác tông chủ cũng nhao nhao biểu thị đồng ý. Lấy Tiêu Phàm tại trận pháp chỉ đạo bên trên cao thâm tạo nghệ, cái này thổ linh đại trận tự nhiên do hắn đến chủ trì tu kiến, chăm nhẫn cửa Thanh Minh chân nhân xung làm Tiêu Minh chủ phụ tá. Rất nhanh liền hết thảy đều an bài thỏa đáng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1316, siêu cấp thổ linh đại trận. Tu kiến Mạc Tà Sơn thổ linh đại trận là một cái cực kỳ công trình vĩ đại, xa không phải Thanh Minh chân nhân lâm thời vội vàng dựng lên cái kia pháp trận có thể so sánh. Cũng may lần này thời gian sung túc, nhân lực vật lực càng là sung túc, hết thảy chi bằng từ dài chuẩn bị. Chăm nhẫn cửa cũng là Kim Châu Thành 7 đại tông môn một trong, Thanh Minh chân nhân ngày xưa cùng Tiêu Phàm cũng coi như quen biết, bất quá lẫn nhau ở giữa không có cái gì vãng lai. Bây giờ Tiêu Phàm lấy đại tu sĩ chi tôn, tự mình chủ trì tu kiến thổ linh đại trận, Thanh Minh chân nhân đương nhiên phải kèm ở ký đuôi, nhưng ở trong mắt hắn, lại không phải như vậy chịu phục. Tiêu Phàm thành công tiến giai hậu kỳ là thực, y thuật cao minh cũng là thực, nhưng không thấy phải tại trận pháp chi đạo bên trên cũng có cao thâm tạo nghệ. Đợi đến Tiêu Phàm đem thổ linh đại trận bản thiết kế lấy ra, Thanh Minh chân nhân nhìn không khỏi mồ hôi lạnh gợn sóng mà xuống, trong lòng lại kinh lại đeo. Trận pháp chi đạo, nhưng không mở ra được trò đùa, kiến tạo cỡ nhỏ pháp trận, rất nhiều người đều biết, không tính là gì, nhưng hiểu được thiết kế kiến tạo siêu cấp pháp trận người, lại là phượng mao lân giác. Thanh Minh chân nhân cả một đời nghiên cứu trận pháp, cũng chưa từng thiết kế qua dạng này cự hình pháp trận, loại này siêu cấp pháp trận, mỗi một chỗ trận nhãn đều phải nhiều lần khám nghiệm minh trắng, thất chi chút xíu liền sẽ đi 1000 dặm. Chí ít, Thanh Minh chân nhân tự nhận tuyệt đối thiết kế không ra dạng này cự hình siêu cấp pháp trận. Cái này đã vượt qua hắn tại trận pháp chi đạo bên trên cực hạn. Đúng thật là năng giả vạn năng, kiến tạo cái này siêu cấp pháp trận, trọn vẹn hoa thời gian 2 năm. Đây là Kim Châu Thành một cùng một đại sự, tất cả sự tình khác đều vì cái này sự tình nhường đường. Tiêu Phàm tự mình chủ trì, triệu tập rất nhiều nhân thủ, trên cơ bản, chỉ cần là hiểu được trận pháp chi đạo tu sĩ, mặc kệ xuất thân môn phái nào, đều bị điều động tới, tham dự pháp trận kiến tạo. Trải qua 2 năm không gián đoạn, thi công, rốt cục đại công cáo thành, cái này tòa siêu cấp pháp trận, đường kính trên trăm trượng, cơ hồ đem Mạc Tà Sơn cả ngọn núi hoàn toàn bao trùm, từ không trung nhìn xuống, Mạc Tà Sơn ngày xưa xanh tươi ướt át sơn lĩnh sớm không thấy bóng dáng, chỉ còn lại có một cái lóng lánh thổ hào quang màu vàng cự hình pháp trận. Kỳ quái, trải qua khảo thí, cái này cự hình pháp trận uy lực cực mạnh, nhưng Mạc Tà Sơn mậu thổ linh khí hoàn toàn đánh mất thời điểm, toàn lực khởi động pháp trận, đủ để cho hộ thành đại trận phát huy ra khoảng 7 phần 10 uy lực. Đây là một cái cực kỳ kinh người số liệu. Nói cách khác, có cái này cự hình thổ linh đại trận, Kim Châu Thành hộ thành đại trận lỗ thủng. Trên thực tế đã bị ngăn chặn, dưới tình huống bình thường,
hộ thành đại trận có thể phát huy ra 7 thành uy lực, là đủ chống cự địch nhân tiến công, huống chi chỉ cần kiên trì một canh giờ, Mạc Tà Sơn mậu thổ linh khí liền có thể dần dần khôi phục. Khảo nghiệm qua thổ linh đại trận uy lực về sau, Phương Phi Dương, Hồng Thiên cùng Kim Châu thành đại lão đều thở phào một hơi, từng cái tươi cười rạng rỡ. Chỉ cần hộ thành đại trận không phá, Kim Châu thành liền có thể nói là vững như thành đồng. Thổ linh đại trận hoàn thành sau 7 ngày, Tiêu Phàm mang theo Cơ Khinh Sa, Lăng Thiên Hoa cùng hai gã khác vô cực đệ tử. Leo lên phong vũ tàu cao tốc, rời đi Kim Châu thành. Lăng Thiên Hoa cùng vô cực đệ tử, mấy chục năm qua, tại Bách Hùng Bang đạt được rất tốt chiếu cố. Tiêu Phàm tại Bách Hùng Bang uy vọng cực cao, Hồng Thiên Tử sẽ không bạc đãi hắn đệ tử bản môn. Huống chi Cơ Khinh Sa cũng đã tiến giai Nguyên Anh, chính thức trở thành Bách Hùng Bang trưởng lão. Lăng Thiên Hoa mấy người cũng tính phi thường cố gắng, từng cái khắc khổ cố gắng, vùi đầu khổ tu, tiến cảnh cực nhanh. Dưới mắt Lăng Thiên Hoa đã có kim đan hậu kỳ đại thành tu vi, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể đột phá bình cảnh, đặt chân Nguyên Anh cảnh giới. Đương nhiên, một bước này phải chăng có thể nhảy tới, vậy còn muốn nhìn vận khí của hắn cùng cơ duyên như thế nào, không chỉ có riêng chỉ là bằng cố gắng liền có thể đạt thành. Lần này, Tiêu Phàm liền dự định đem hắn đưa đến Thánh Linh Nguyên Địa đi, hy vọng mượn nhờ Thánh Linh Nguyên Địa đến tinh trí thuần địa mạch linh khí cùng sinh mệnh tinh hoa, giúp hắn cưỡng ép đột phá bình cảnh, càng thượng tầng lâu. Hai gã khác vô cực đệ tử, một tên có trong kim đan kỳ tu vi, còn lại một cái kia, lại được vừa ngưng kết kim đan thành công, mặt mũi tràn đầy ngây thơ, hay là cái mao đầu tiểu tử. Bất quá hai người này, lại là trong đám đệ tử thiên phú cao nhất, Tiêu Phàm tự mình cho bọn hắn kiểm tra thực hư qua linh thể. Đem bọn hắn mang đến Thánh Linh Nguyên Địa, chắc hẳn không bao lâu, liền có thể có đột phá. Lấy Thánh Linh Nguyên Địa bàng đại địa mạch linh khí cùng sinh mệnh tinh hoa, dạng này mấy tên kim đan đệ tử ở bên trong tu luyện, đối đại cục cơ hồ không có mảy may ảnh hưởng. Trời sinh thánh linh trong một nhịp hít thở thu nạp linh khí cùng sinh mệnh tinh hoa, chỉ sợ liền đủ bọn hắn hưởng thụ 1-2 năm. Lăng Thiên Hoa đám người cũng không biết Tiêu Phàm muốn dẫn bọn hắn đi đâu, đối bọn hắn mà nói, có thể bị sư tôn chọn chúng, mang theo trên người ngày đêm dạy bảo, đó chính là thiên đại phúc khí. Bọn hắn mặc dù kiến thức không rộng, nhưng giống Tiêu Phàm dạng này tiến giai thần tốc, thật đúng là chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy. Chỉ là thời gian mấy chục năm, liền từ Nguyên Anh sơ kỳ bước vào Nguyên Anh hậu kỳ, không nói tuyệt hậu, cái kia cũng khẳng định là chưa từng có. Có dạng này một vị thần thông quảng đại sư tôn, vô cực môn trung hưng có hy vọng. Trên đường đi, Tiêu Phàm ngược lại là kiên nhẫn không tồi, cẩn thận hỏi thăm bọn hắn tu luyện tình hình, thỉnh thoảng chỉ điểm vài câu, tự nhiên để cái này mấy tên đệ tử có bừng tỉnh đại ngộ, hiểu ra cảm giác, càng là đối với sư tôn bội phục sát đất. Lần này tiến về Nhạc Tây địa khu, 10 điểm thuận lợi. Sau mấy tháng, Tiêu Phàm Cơ Khinh Sa cùng 5 người, tại Nhạc Tây địa khu Quý Minh Quốc Hồng Vũ Thành siêu cấp trong truyền tống trận hiện thân mà ra. Trùng hợp chính là, thủ hộ tại truyền tống đại điện vẫn như cũ là Phương Thành, nói đến, cũng coi là Tiêu Phàm người quen biết cũ. Chỉ bất quá lần này, Tiêu Phàm tự nhiên lại không có che lấp khí tức của mình, càng không có dịch dung giả dạng, minh bạch không sai lầm đem Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ uy áp phóng thích ra ngoài. Vừa hiện thân, liền đem truyền tống trong đại điện mấy tên cấp thấp tu sĩ dọa đến gan chiến tâm kinh. Tại Nhạc Tây địa khu, Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ chính là trong truyền thuyết nhất cao cao tại thượng đại nhân vật, tu sĩ tầm thường, bình thường không gặp được một mặt. Vừa cảm thụ đến Tiêu Phàm trên thân lộ ra kinh thiên uy áp, Phương Thành cùng mấy tên cấp thấp tu sĩ liền nhao nhao xoay người khom người, thành kính lễ kính, ngay cả chính mắt cũng không dám hướng Tiêu Phàm nhìn lên một chút. Phương đạo hữu, chấm ngoặc kép. Thẳng đến Tiêu Phàm chủ động chào hỏi, Phương Thành mới kinh ngạc ngẩng đầu đến, lập tức mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Là Tiêu tiền bối. Chấm ngoặc kép, chố mắt chốc lát, Phương Thành mới lên tiếng kinh hô, vừa mừng vừa sợ. Những này Tiêu tiền bối, thế nhưng là bọn hắn ngũ võ cửa đại ân nhân, ngũ võ từng môn chủ Triệu Thiên Khuê, luyện công tẩu hỏa nhập ma, được bị điên, nếu không phải Tiêu Phàm kịp thời xuất thủ, chỉ sợ sớm đã nổi điên mà chết rồi. Làm không tốt sẽ còn ở trong thành đại khai sát giới, tạo thành Hồng Vũ Thành một trường hạo kiếp. Về sau Tiêu tiền bối lại tiến về Nhạc Tây Quốc, nhất cử diệt sát Nhạc Tây Quốc tu chân giới đại minh chủ Hắc Ma Vương, cuối cùng đánh tan ma thú đại quân đối ma diễm thành vây công, trở thành Nhạc Tây Quốc truyền kỳ anh hùng. Những năm gần đây, có quan hệ Tiêu tiền bối anh hùng sự tích, một mực tại Nhạc Tây địa khu truyền dương, Phương Thành bọn người, ngày bình thường cũng nói chuyện say xưa, thỉnh thoảng đối người khoe khoang. Mình năm đó đã từng thấy tận mắt Tiêu tiền bối. Chỉ là lại không nghĩ tới, nhiều năm về sau, Tiêu tiền bối sẽ lần nữa trở lại Hồng Vũ Thành,
mà lại, đã tiến giai đến Nguyên Anh hậu kỳ, trở thành uy trấn một phương đại tu sĩ. Tiêu Phàm cười gật đầu, nói, Phương đạo hữu, biệt lai vô dạng. Phương Thành cũng đã tiến giai đến Kim Đan hậu kỳ, đồng thời đạt đến tại Kim Đan hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới. Bất quá từ tư chất của hắn đến xem, đây cũng là hắn đời này cảnh giới tối cao, muốn ngưng kết Nguyên Anh, càng thượng tầng lâu, cơ bản không có khả năng. Đây cũng là đại đa số tu sĩ không thể làm gì kết cục. Không dám nhận Tiêu tiền bối như xưng hô này, tiền bối là ta Ngỗi Võ cửa đại ân nhân, mời gọi thẳng Phương Thành tính danh. Chấm ngoặc kép, Phương Thành kinh sợ, mồ hôi tuôn như nước, Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu. Lập tức tại Phương Thành dẫn dắt phía dưới, Tiêu Phàm một đoàn người đi Ngỗi Võ cửa tổng đàn. Nói đến, Tiêu Phàm cùng Ngỗi Võ từng môn chủ Triệu Thiên Khuê cũng coi là bằng hữu, mặc dù là đi ngang qua, tổng cũng phải cùng Triệu Thiên Khuê gặp mặt, nấn ná một hai ngày, để Triệu Thiên Khuê tận tình địa chủ hữu nghị. Bằng không mà nói, liền lộ ra quá bất cận nhân tình, cũng dễ dàng đắc tội với người. Sau một lát, Ngỗi Võ cửa tổng đàn lớn mở trung môn, từng đội đệ tử phi hồng quải thải, tay cầm các loại nhạc khí, vừa múa vừa hát, bày ra cực kỳ thịnh đại nghi thức hoan nghênh. Ngỗi Võ từng môn chủ Triệu Thiên Khuê cùng sư đệ còn họ tu sĩ nhanh chân nghênh đón ra, vẻ mặt tươi cười. Bất quá, khi bọn hắn hơi một cảm ứng được Tiêu Phàm trên thân to lớn uy á về sau, lập tức liền sắc mặt biến hóa, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Mấy chục năm không gặp, Tiêu Phàm lại nhưng đã đặt chân đại tu sĩ hàng ngũ, đồng thời toàn thân bảo quang lưu chuyển, anh hoa nội liếm, khí tức bức nhân, rõ ràng không là vừa vặn tiến giai dáng vẻ. Xem ra tầm bảo đoàn có thu hoạch. Hỗn Nguyên thượng nhân cùng Âu Dương Minh Nguyệt Tiêu Phàm bọn người cùng lúc xuất phát đi tìm Thiên Hương Ngọc Lộ, cứ việc rất bí ẩn, nhưng hơn 10 năm đi qua, tin tức này hay là dần dần truyền dương ra, đoàn người nhàn hạ thời điểm, cũng đang nghị luận suy đoán, đến cùng Hỗn Nguyên thượng nhân có thể hay không thuận lợi tìm tới Thiên Hương Ngọc Lộ, sẽ không trở thành mấy ngàn năm qua, Nhạc Tây địa khu vị thứ nhất ngộ linh kỳ tu sĩ. Nhạc Tây địa khu chỗ vắng vẻ, tài nguyên tu luyện bần cùng, kém xa Nam Châu đại lục rộng như vậy mậu vô ngần. Tài nguyên tu luyện phong phú, Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ đã là Nhạc Tây địa khu tu sĩ đỉnh phong. Bây giờ Tiêu Phàm bỗng nhiên hiện thân, còn tiến giai thành công, như vậy tầm bảo hẳn là liền có kết quả. Chỉ là, Hỗn Nguyên thượng nhân làm sao lại không có tin tức? Trong lúc nhất thời, lại nơi nào nghĩ được rõ ràng. Tiêu đạo hữu đại giá quang lâm, Ngỗi Võ cửa bồng tất sinh huy. Chấm ngoặc kép, Triệu Thiên Khuê cưỡng ép đem trong lòng kinh ngạc ép xuống, cười rạng rỡ. Ôm quyền chắp tay, cười ha hả nói. Lại mặc kệ cái khác, bây giờ Tiêu Phàm tiến giai thành công, vậy thì càng thêm lãnh đạm không được, rất cần thiết giữ gìn mối quan hệ. Huống chi bọn hắn nguyên vốn là có chút nguồn gốc, mặc kệ Tiêu Phàm phải chăng đi ngang qua Quý Minh Quốc, còn nhớ rõ đến xem hắn Triệu Thiên Khuê, đó chính là đem hắn làm bằng hữu. Tiêu Mỗ tới lỗ mãng, quấy rầy Triệu môn chủ, Tiêu Phàm cũng ôm quyền hoàn lễ, khách khí một câu. Triệu Thiên Khuê cười ha ha. Nói Tiêu đạo hữu nói chuyện này đến, đạo hữu đối Triệu Mỗ thế nhưng là có ân cứu mạng, như không phải đạo hữu cứu, Triệu Mỗ cái này cái tính mạng, nhiều năm trước liền bàn giao. Bây giờ đạo hữu đã thành công tiến giai, còn nhớ rõ đến xem ta Triệu Thiên Khuê, kia là thiên đại mặt mũi. Lập tức hai người hàn huyên khách khí một phen, tướng hài lấy cùng một chỗ tiến vào Ngỗi Võ cửa tổng đàn. Chương 1317, cự hình không gian thông đạo. Triệu Thiên Khuê xếp đặt buổi tiệc, chiêu đãi khách quý. Yến hậu lại đun nấu linh trà, cùng Tiêu Phàm hai hai tương đối, thưởng trà nói chuyện phiếm. Đến đây Ngỗi Võ cửa, vốn là lễ tiết tính bái phỏng, Tiêu Phàm thuận liền hiểu rõ một chút những năm này Nhạc Tây địa khu phát sinh đại sự. Triệu Thiên Khuê nói cho hắn, từ khi ma thú đại quân bị tiêu diệt về sau, những năm này Nhạc Tây địa khu cũng là coi như bình tĩnh, chưa từng phát sinh đại sự. Chỉ là Nhạc Tây quốc tình hình, hơi có chút hỗn loạn. Hắc Ma Vương bị diệt sát, Tiêu Phàm lại vung tay mà đi. Nhạc Tây quốc lập tức trở nên rắn mất đầu. Mà lại liên tục kịch chiến, Nhạc Tây quốc chín đại ma tông thực lực lớn vì suy yếu, năm đó bị bọn hắn chen đi chính đạo tông môn quy mô, xâm lấn, bắt đầu từng bước xâm chiếm chín đại ma tông địa bàn. Tình thế cách cấm phía dưới, chín đại ma tông không thể không lần nữa tạo thành liên minh, đề cử Thạc Quả cận tồn Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ Thiên Thai tông tông chủ Ninh Khinh Ngữ vì Nhạc Tây quốc đại minh chủ, chỉnh hợp lực lượng, đối phó chính đạo tông môn đè ép, mấy chục năm qua tình cảnh tương đương gian nan, Nhạc Tây quốc không sai biệt lắm có gần một nửa địa bàn, bị chính đạo tông môn đoạt đi. Chín đại ma tông tập trung ở Thiên Thai thành phụ cận, tua tủa như lông nhím một đoàn, mưu cầu tự vệ. Đối đây, Tiêu Phàm ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cũng không có cảm thấy có gì không ổn.
hắn đối Nhạc Tây Quốc chín đại ma tông cho tới nay cảm nhận liền thật không tốt. Đã Ninh Khinh Ngữ thành Nhạc Tây Quốc tân minh chủ, Trần Dương khẳng định chính là an toàn. Cái này liền đầy đủ. Về phần chín đại ma tông ngày sau đường ra ở đâu, đó chính là bọn họ mình sự tình, Tiêu Chân Nhân lại không cần vì bọn họ nhọc lòng. Còn có một việc, là trước đó không lâu mới nghe được tin tức. Chấm ngoặc kép, Triệu Thiên Khuê nâng chung trà lên nhẹ nhàng phẩm một ngụm, rất tùy ý nói. Tiêu Phàm liền nhìn qua, nghe nói, tại Nhạc Tây Quốc Quảng Ninh Châu phụ cận, đột nhiên xuất hiện không gian dị thường, liên tiếp có không gian phong bạo ở nơi đó xuất hiện, đã có không ít tu sĩ cùng phàm nhân gặp nạn. Triệu Thiên Khuê nói, ngữ khí không phải 10 điểm khẳng định, Tiêu Phàm song mi nhẹ nhàng dương lên, Quảng Ninh Châu phụ cận. Tin tức này xác thực a? Theo hắn biết, Nhạc Tây Quốc Quảng Ninh Châu, chính là Hắc Sa Môn tổng đàn sở tại địa, mà khoảng cách Quảng Ninh vừa mới phủ cách đó không xa, đây là Vu Linh Cốc tổng đàn. Tại Nhạc Tây Quốc bên trong, Quảng Ninh Châu tính là địa mạch linh khí 10 điểm nồng đậm chỗ. Bởi vậy Hắc Sa Môn cùng Vu Linh Cốc đều ở nơi này khai tông lập phái. Mà hắn nhiều năm trước, ở địa cầu đáy nước kim tự tháp tao ngộ không gian phong bạo, cuối cùng chính là bị cuốn đến Quảng Ninh Châu phụ cận, ở nơi đó đụng phải Hắc Sa Môn Cát lão quái cùng Vu Linh Cốc Ân lão quái, bị Ân lão quái bắt tráng đinh, tiến về Lệ Thú Hoang Nguyên tham gia đánh cược, hắn tại Nam Châu đại lục con đường tu chân. Chính là từ Lệ Thú Hoang Nguyên bắt đầu, mà bây giờ, Triệu Thiên Khuê bỗng nhiên nói cho hắn, Quảng Ninh Châu phụ cận ra phát hiện không gian dị thường, liên tiếp có không gian phong bạo hình thành, tự nhiên lập tức gây nên Tiêu Phàm chú ý. Triệu Thiên Khuê nói, ta cũng là trước đó không lâu mới đến tin tức. Về phần phải chăng xác thực, lại là khó mà nói. Hồng Vũ Thành cách Quảng Ninh Châu nói xa thì không xa, nói gần nhưng cũng không gần, bên ngoài mấy trăm ngàn dặm xuất hiện không gian dị thường. Triệu Thiên Khuê vốn cũng không phải là quá chú ý. Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, không tiếp tục hỏi. Đêm đó tại Ngũ Võ Cửa nghỉ ngơi một đêm, hôm sau trời vừa sáng, Tiêu Phàm một nhóm liền là cáo từ. Triệu Thiên Khuê thịnh tình giữ lại một phen, trước khi rời đi, đưa một phần trọng lễ. Thứ nhất là cảm giác tạ Tiêu Phàm ân cứu mạng, thứ hai cũng có muốn cùng Tiêu Phàm giao hảo chi ý. Cùng một tên tuổi còn trẻ, tiềm lực vô hạn nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ giữ gìn mối quan hệ, chắc là sẽ không sai. Tiêu Phàm cũng không có khách khí, cảm ơn nhận lấy. Linh thạch loại hình, hắn hiện tại thật cũng không thiếu khuyết, không nói những cái khác, tại Không Linh Đảo Vạn Kiếm Cốc Phong trong mắt tâm, từng viên lớn chưa điêu khắc cao giai linh thạch, khắp nơi có thể thấy được, Tiêu Phàm thuận tiện thu thập không ít. Loại này phẩm tướng thượng giai, thể tích to lớn cao giai linh thạch, mỗi một viên đều có thể cắt thành mười mấy khỏa tiêu chuẩn linh thạch, có giá trị không nhỏ. Bất quá Triệu Thiên Khuê một mảnh thành tâm, lại là không tốt chối từ. Màu xanh sẫm phong vũ tàu cao tốc lăng không mà lên, hướng Nhạc Tây Quốc phương hướng kích bắn đi. Nhiều ngày sau, phong vũ tàu cao tốc xuất hiện tại Quảng Ninh Châu trên địa bàn. Từ Hồng Vũ Thành tiến về Thiên Thai Thành, cũng không cần trải qua Quảng Ninh Châu, Tiêu Phàm thoáng quấn một chút nói. Đã Triệu Thiên Khuê nói Quảng Ninh Châu địa giới bên trong xuất hiện không gian dị thường, như vậy quấn bên trên một hai ngày lộ trình đến nơi đây nhìn xem, cũng không coi là nhiều lãng phí. Tiêu Phàm hoài nghi, đây là lại một đầu không gian thông đạo tức sắp mở ra điểm báo trước. Hơn ngàn năm trước, không gian dị biến tạo thành đại lượng thông đạo đổ sụp, bây giờ lại bắt đầu chậm rãi khôi phục. Quảng Ninh Châu tụ tập hai đại tông môn, tại Nhạc Tây Quốc tính được rất náo nhiệt, thỉnh thoảng có tu sĩ ngự phong ngự khí phi hành. Khi bọn hắn một cảm ứng được phong vũ tàu cao tốc bên trên truyền đến uy áp mạnh mẽ, lập tức liền dọa đến gan chiến tâm kinh, nhao nhao cải biến lộ tuyến, vội vã lui tránh tránh xa, sợ rước họa vào thân. Tiêu Phàm từ không để ý tới những này cấp thấp tu sĩ, điều khiển tàu cao tốc, trực tiếp hướng về phía đông nam hướng kích bắn đi. Không cần hỏi thăm, Càn Khôn Đỉnh sớm đã có cảm ứng. Theo Tiêu Phàm tu vi cảnh giới tăng lên, đối Càn Khôn Đỉnh cảm ứng cũng càng ngày càng là nhạy cảm. Trên thực tế, cho dù là ở xa mấy chục ngàn bên trong thậm chí 10 bên ngoài mấy vạn dặm mạnh liệt không ở giữa ba độc, Càn Khôn Đỉnh đều có thể cảm ứng được. Nhưng mà, Càn Khôn Đỉnh có thể cảm ứng được, lại không biểu hiện Tiêu Phàm cũng có thể cảm ứng được. Dụng cụ, đầy đủ tinh vi, nhưng đọc đến dụng cụ số liệu, máy tính, còn chưa đủ trước tiến vào, cần phải không ngừng thăng cấp. Cùng bảo vật rèn luyện, là một cái lâu dài quá trình. Hiện tại, Tiêu Phàm đã có thể cảm ứng được ở ngoài mấy ngàn dặm không gian ba động, nếu như không gian ba động đủ mãnh liệt, như vậy ngoài 10.000 dặm cũng có thể miễn cưỡng cảm ứng được. Phong vũ tàu cao tốc toàn lực lao vùn vụt, mấy ngàn dặm khoảng cách, không bao lâu liền đến. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, không gian ba động cũng càng thêm mãnh liệt. Xa xa,
một đạo hào quang màu nhũ bạch thẳng ngút trời. Tiêu Phàm dưới chân nhẹ nhàng dẫm một cái, phòng vô tàu cao tốc lập tức dừng ở không trung. Đó là cái gì? Không gian thông đạo, Cơ Khinh Xa đứng ở bên cạnh hắn, hai mắt nhắm lại, tiếp cận nơi xa cái kia đạo thô to sữa cột sáng màu trắng, có chút giật mình hỏi. Nàng mặc dù không có nghiên cứu qua không gian chi đạo, nhưng cũng có thể cảm nhận được kịch liệt không gian ba động. Năm đó, nàng cũng bị cuốn vào qua không gian phong bạo, đối không gian chi lực tương đối mẫn cảm. Không gì hơn cái này thô to cột sáng, còn là làm người giật mình. Cái này nếu như là không gian thông đạo lời nói, kia năm đó nhất định là chủ thông đạo. Dù coi như là đi ngang qua lệ thú sơn mạch cỡ lớn truyền tống trận, cùng cái này sữa cột sáng màu trắng tương đối, cũng là tiểu vu gặp đại vu, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên. Hẳn là, chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm nhẹ nhàng gật đầu. Tại khoảng cách này bên trên, hắn đã hoàn toàn có thể cảm ứng được cự hình không gian thông đạo tồn tại, chỉ là kia không gian thông đạo tựa hồ còn có chút bất ổn. Một cỗ cường đại không gian loạn lưu, phun ra ngoài, hướng bốn phía càn quét mà đi, phương viên số trong vòng 10 dặm, đều một cách tự nhiên trở thành vòng cấm. Dạng này quy mô không gian loạn lưu, rất dễ dàng hình thành cỡ nhỏ không gian phong bạo. Một khi hình thành không gian phong bạo, như vậy càn quét phạm vi coi như không chỉ mấy chục bên trong thậm chí mấy trăm bên trong, đủ để tứ ngược đến ngoài ngàn dặm. Đa số cỡ nhỏ không gian phong bạo vô thanh vô tức, vô hình vô chất, tu sĩ tầm thường căn bản là không cảm ứng được, không cẩn thận đụng tới, tự nhiên là lập tức bị cuốn đi, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không gian thông đạo này là thông hướng địa phương nào đây này? Cơ Khinh Xa giống như là lẩm bẩm nói. Tiêu Phàm lắc đầu, nói cái này nhưng không làm rõ ràng được. Ngươi ở đây chờ một chút, ta tới gần đi xem một chút. Chấm ngoặc kép, Cơ Khinh Xa liền có chút lo lắng nói, ngươi phải cẩn thận chút. Không sao, cái này không gian thông đạo tương đối vẫn tương đối ổn định, một chút không gian loạn lưu mà thôi, không cần lo lắng. Lấy Tiêu Phàm trước mắt không gian tạo nghệ, tăng thêm người mang, càn khôn đỉnh, loại trình độ này không gian loạn lưu, xác thực đối với hắn tạo thành không được mặc cho hạ uy hiếp, dù coi như là hình thành cỡ nhỏ không gian phong bạo, cũng chưa nói tới cỡ nào hung hiểm, Tiêu Phàm coi như còn khống chế không được không gian phong bạo, kịp thời tránh đi hay là không thành vấn đề. Bóng trắng lóe lên, Tiêu Phàm rời đi phong vũ tàu cao tốc, hướng na nói màu ngà sữa to lớn cột sáng kích bắn đi. Từng tầng chữ màu đỏ hỗn độn đồ án, từ trong cơ thể hắn tuôn ra, tại hắn quanh người hình thành một cái tầng bảo hộ, đem không gian loạn lưu che đậy bên ngoài. Tiêu Phàm lấy tốc độ cực nhanh vây quanh kia to lớn sữa cột sáng màu trắng chuyển vài vòng, lúc này mới bay vụt mà quay về. Như thế nào? Cơ Khinh Xa vội vàng hỏi. Tiêu Phàm mang trên mặt một tia thần sắc cổ quái, lại tựa hồ có chút không lớn xác định, trầm ngâm một lúc, lại nói, đi thôi, chúng ta đi Thiên Thai Thành, trước tiếp vào Tố Tố lại nói. Nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, nàng hẳn là cũng ngưng kết nguyên anh. Đối với thuần linh thể tu sĩ mà nói, chỉ cần tu luyện công pháp thích hợp, ngưng kết nguyên anh cơ hồ là tất nhiên, trên cơ bản không có cái gì bình cảnh. Đây cũng là thuần linh thể tu sĩ, luôn luôn bị các môn các phái tranh đoạt nguyên nhân. Bất kể nói thế nào, có thể nhiều một vị nguyên anh tu sĩ, tông môn thực lực liền muốn tăng cường một phân, nhất là đối một chút môn phái nhỏ đến nói, nhất là quan trọng. Chấm ngoặc kép, thấy Tiêu Phàm không muốn nhiều lời, Cơ Khinh Xa cũng không truy hỏi, gật đầu nói phải. Nàng hiện tại, đối toan nghe thánh linh nguyên địa đầy cõi lòng hướng tới. Phong vũ tàu cao tốc nguyên địa quay đầu, trực tiếp hướng Quảng Ninh vừa mới thành bay đi. Bay qua Quảng Ninh Châu trên không, cách Thiên Thai Thành cũng không phải là rất xa. Quảng Ninh vừa mới thành là Hắc Sa Môn tổng đàn sở tại địa, Châu Thành trên không bố trí cấm bay cấm chế. Bất quá dạng này cấm bay cấm chế, tại Tiêu Phàm trong mắt, thùng rỗng kêu to. Phong vũ tàu cao tốc lấy tốc độ cực nhanh, bay qua Châu Thành trên không, nháy mắt liền đem cấm bay cấm chế cắt phải thất linh bát lạc, toàn bộ cấm bay pháp trận lúc này sụp đổ. Trong thành lập tức tiếng la nổi lên bốn phía, cấp thấp tu sĩ không biết chuyện gì xảy ra, dọa đến bốn phía tán loạn, loạn cả một đoàn. Người nào? Một tiếng quát lớn vang lên, một đạo hắc ảnh từ trong thành bay vụt mà lên, chính là Hắc Sa Môn Cát lão quái, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, khí thế hùng hổ muốn hưng sư vấn tội. Tiêu Phàm không thèm để ý hắn, tàu cao tốc nhanh như điện chớp, không chút nào dừng lại, trong nháy mắt liền đi phải xa, chỉ để lại một tiếng lạnh, hừ. Nghe cái này âm thanh quen thuộc lạnh, hừ, đồng thời cảm nhận được tàu cao tốc bên trên truyền đến khí tức cường đại, nguyên bản nổi giận đùng đùng Cát lão quái liên tục không ngừng đè lại độn quang. Đem đầy ngập lửa giận đều ép xuống, gắt gao tiếp cận dần dần đi xa bóng đen, trong hai mắt, cực
cực nhanh hiện lên một vòng vô so sợ hãi thần sắc, mặt đen nháy mắt biến thành trắng bệch, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên trán cuồn cuộn mà hạ. Chương 1318, tai họa ngập đầu. Trùng kiến sau thiên thai thành, so trước kia còn muốn càng thêm náo nhiệt ba phân. Ngoại thành phàm nhân khu quần cư, diện tích mở rộng gấp đôi có dư. Bởi vì nước láng giềng chính đạo tông môn đè ép, Nhạc Tây Quốc chín đại ma tông cùng cái khác môn phái nhỏ tình cảnh gian nan, đã có tam đại ma tông cùng hơn 10 nhà môn phái nhỏ từ bỏ tổ địa, đi tới thiên thai thành phụ cận tụ cư. Cái khác ngũ đại ma tông mặc dù còn không có di chuyển, nhưng cũng nhao nhao tại thiên thai thành bên trong thiết lập phân đà, chiếm cứ địa bàn. Vạn nhất ngày nào chịu không được, có thể kịp thời hướng thiên thai thành rút lui, còn có một khối nơi sống yên ổn. Thiên thai thành cảnh giới cũng xa không phải ngày xưa có thể so sánh. Phong Vũ tàu cao tốc vừa tiếp cận thiên thai thành bên ngoài, liền có đội tuần tra bay tiến lên đây điều tra. Bất quá chi này đội tuần tra cấp bậc rất thấp, vẻn vẹn chỉ có một tên kim đan sơ kỳ tu sĩ dẫn đội, thành viên khác, đều là trúc cơ kỳ đệ tử cấp thấp. Một cảm ứng được Phong Vũ tàu cao tốc bên trên cường đại vô luân uy áp khí tức, cả đám đều dọa đến gan chiến tâm kinh, xa xa liền theo ở độn quang, khom người thi lễ, thần thái cực kỳ kính cẩn. Tiêu Phàm ở đầu thuyền hiện thân mà ra. Tên kia kim đan sơ kỳ lĩnh đội thấy thế, không khỏi vừa mừng vừa sợ, hai tay giơ cao khỏi đầu, xá dài tới đất, cung cung kính kính nói thiên thai tông đệ tử bái kiến đại minh chủ. Năm đó Tiêu Phàm tại Ma Diễm Thành lãnh tụ chín đại ma tông đối kháng ma thú đại quân thời điểm, tên này kim đan sơ kỳ tu sĩ mới vừa vặn trúc cơ thành công, đi theo sư môn trưởng bối rút lui đến Ma Diễm Thành, may mắn gặp qua Tiêu Phàm mấy lần, ấn tượng 10 điểm khắc sâu, lại không nghĩ tới, mấy chục năm về sau. Sẽ tại thiên thai thành lần nữa nhìn thấy đại minh chủ. Xa xa liền cảm ứng được Phong Vũ tàu cao tốc bên trên khí thế khinh người, nguyên bản trong lòng lo sợ bất an, đợi đến nhìn thấy Tiêu Phàm, lúc này mới thở phào một hơi. Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu, ôn hòa nói, không cần khẩn trương, Ninh đạo hữu nhưng ở trong thành. Kia lĩnh đội bận bịu tức đáp, khởi bẩm đại minh chủ. Tông chủ liền ở trong thành, đệ tử cái này liền gửi thư tín, hướng tông chủ bẩm báo. Chấm ngoặc kép. Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, Phong Vũ tàu cao tốc lập tức hướng trong thành kích bắn đi. Hắn tự nhiên không có khả năng ở chỗ này chờ kia lĩnh đội hướng trong thành báo tin. Kia lĩnh đội cùng một loại đệ tử cấp thấp nhao nhao khom người thở dài, đưa mắt nhìn tàu cao tốc rời đi, lúc này mới móc ra truyền âm phù. Hướng trong thành bẩm báo cái tin tức kinh người này. Khi tàu cao tốc tiếp cận thiên thai thành thời điểm, trong thành sớm đã bận bịu làm một đoàn, mấy chục đạo độn quang từ trong thành bắn ra, tiến lên đón tới. Đi đầu một người, búi tóc cao ngất, cung trang hoa mỹ, tuy là nữ lưu. Lại mặt mũi tràn đầy uy nghiêm chi sắc, chính là thiên thai tông tông chủ Ninh Khinh Ngữ, theo sát phía sau, thì là mập mạp nam trưởng lão cùng một thân màu vàng nhạt cung trang, dáng người đầy đặn. Dung mạo xinh đẹp Trần Dương, như là Tiêu Phàm đoán trước như thế, Trần Dương quả nhưng đã đột phá bình cảnh, bước vào nguyên anh tu sĩ hàng ngũ. Thiên thai tông mặc dù tại mấy chục năm trước trận kia ma thú đại chiến bên trong tổn thất một tên nguyên anh trưởng lão. Bởi vì Trần Dương thuận lợi cảnh giới. Bây giờ vẫn như cũ là Nhạc Tây Quốc chín đại trong ma tông cường đại nhất tông môn. Xa xa cảm ứng được Tiêu Phàm trên thân lộ ra to lớn uy áp, Ninh Khinh Ngữ giật nảy cả mình. Lại cũng không nghĩ ra, hơn 10 năm đi qua, Tiêu Phàm lại nhưng đã thành công tiến giai hậu kỳ. Trần Dương càng là vừa mừng vừa sợ, nếu không phải làm phiền sư phụ ở đây. Đã sớm xông lên phía trước, lôi kéo Tiêu Phàm hỏi han. Ninh Khinh Ngữ mặc dù giật mình, hay là theo đủ quy củ, nguyên một ống tay áo, lấy tùy tùng thân phận, hướng đại minh chủ làm lễ. Lần này trước tới đón tiếp Tiêu Phàm, đều là, người quen biết cũ, đều từng tại Ma Diễm Thành quy về Tiêu Phàm dưới trướng, cộng đồng chống lại ma thú đại quân, cũng coi như phải là chiến hữu cũ. Nhìn thấy Tiêu Phàm trở về, cả đám đều 10 điểm vui vẻ. Không nói những cái khác, Tiêu Phàm đối thiên thai tông thế nhưng là có đại ân. Tại Ma Diễm Thành ăn nhờ ở đậu thời điểm. Ninh Khinh Ngữ nam trưởng lão trọng thương, hắc ma giáo hùng hổ dọa người, nếu không phải Tiêu Phàm kịp thời đuổi tới, trước mặt mọi người đánh chết hắc ma vương, thiên thai tông cơ hồ liền muốn tôn nghiêm khó giữ được, thậm chí có bị gồm thâu nguy hiểm. Nơi nào sẽ có hôm nay phong quang, mà lại mọi người đều biết, Tiêu Phàm là Trần Dương bạn lữ, cùng thiên thai tông xem như quan hệ thông gia. Lụa mỏng tỉ tỉ, người cũng tới. Chấm ngoặc kép, cùng làm lễ hoàn tất, Trần Dương rốt cục vẫn là không nhịn được. Chạy tới cầm cơ khinh xa tay, kêu lên, đầy cõi lòng hưng phấn, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. Nàng cùng cơ khinh xa, khoảng chừng gần 100 năm chưa từng gặp nhau. Cơ khinh xa vừa cười vừa nói, lúc đầu chúng ta chính là chuyên tới tìm ngươi.
tốt tốt, ta nhưng nghĩ các ngươi. Chấm ngoặc kép, Trần Dương lòng tràn đầy vui vẻ. Lập tức mọi người vây quanh Tiêu Phàm, tiến về trong thành. Thiên Thai Tông tổng đàn Thiên Thai Cung, sớm đã răng đèn kết hoa, lấy tốc độ nhanh nhất chuẩn bị kỹ càng nghi thức hoan nghênh, một phái vui mừng hớn hở, các loại náo nhiệt, không cần mảnh đồng hồ. Tiệc tối về sau, Thiên Thai Cung khách quý lâu, Tiêu Phàm, Cơ Khinh Sa, Ninh Khinh Ngữ, Nam trưởng lão, Trần Dương phân chủ khách ngồi xuống, trước mặt bày biện nóng hôi hổi linh trà, bất quá Ninh Khinh Ngữ cùng Nam trưởng lão sắc mặt đều có chút ngưng trọng, ẩn ẩn còn kèm theo mấy phân bất an. Tiêu Phàm đã minh bạch không sai lầm biểu thị, lần này đến đây, là muốn dẫn đi Trần Dương. Ninh Khinh Ngữ trầm ngâm nửa ngày, chậm rãi nói, Tiêu đạo hữu, Tố Tố vốn là bạn lữ của ngươi, ngươi muốn dẫn nàng đi, cũng là thiên kinh địa nghĩa, theo lý ta không nên ngăn cản. Bất quá thiếp thân cùng nam sư đệ tình hình, tin tưởng đạo hữu vô cùng rõ ràng, muốn tiến thêm một bước, hy vọng là rất xa vời. Tố Tố là ta Thiên Thai Tông mấy chục ngàn đệ tử tương lai ỷ trưởng lớn nhất. Chấm ngoặc kép, Trần Dương kiểm bên trên cũng lộ ra do dự thần sắc. Nàng là xác thực lưỡng nan. Trăm năm qua, một mực dốc lòng khổ tu, cùng Tiêu Phàm chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Bây giờ tu luyện có thành tựu, ngưng kết nguyên anh, là thật nghĩ nhiều cùng Tiêu Phàm ở cùng một chỗ. Nhưng mà Ninh Khinh Ngữ nói cũng đúng sự thật. Nếu như nàng cùng nam trưởng lão không thể nâng cao một bước, lấy tuổi của bọn hắn mà nói, rất nhanh liền sẽ tiếp cận riêng phần mình thọ nguyên hạn mức cao nhất. Đến lúc đó, Trần Dương chính là Thiên Thai Tông đương nhiên tông chủ, Thiên Thai Tông mấy chục ngàn đệ tử người dẫn đường. Nếu nàng hiện tại cùng Tiêu Phàm đi, Ninh Khinh Ngữ những năm gần đây tốn hao ở trên người nàng tinh lực, liền triệt để uổng phí, sư phụ sự thất vọng, có thể nghĩ. Trăm năm qua, nàng cùng Ninh Khinh Ngữ ở giữa, đã sớm thành lập được như là mẫu nữ thâm hậu tình cảm, bỗng nhiên cùng sư phụ ly biệt, trong lòng càng là vô so lo lắng. Đối với vấn đề này, Tiêu Phàm cũng sớm có cân nhắc, cười cười, nói, Ninh Tông chủ hiểu lầm ý của tại hạ, ta lần này đến đây, không phải muốn để Tố Tố từ đây cùng Thiên Thai Tông chặt đứt quan hệ, chỉ là muốn mang nàng đi một cái phi thường thích hợp chỗ tu luyện đợi một đoạn thời gian, đợi nàng tu vi lớn tiến vào về sau, tự nhiên sẽ trở về Quý Tông. Đã nàng là Ninh Tông chủ đệ tử, như vậy liền mãi mãi cũng là Thiên Thai Tông người. Ninh Khinh Ngữ bận bịu tức hỏi, Tiêu đạo hữu lời ấy thật chứ? Tiêu Phàm khẽ cười nói, Ninh Tông chủ cảm thấy tại hạ là hồ ngôn loạn ngữ người a. Không dám, Tiêu đạo hữu nói đùa. Ninh Khinh Ngữ vội vàng nói, mặc dù Tiêu Phàm là Trần Dương bạn lữ, nói đến hay là nàng, vãn bối, bây giờ lại là hàng thật giá thật hậu kỳ đại tu sĩ, nên thủ quy củ kia là nhất định phải thủ. Bất quá nghe Tiêu Phàm lời nói này về sau, Ninh Khinh Ngữ cùng nam trưởng lão đều rất rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Như thế nói đến, Tiêu đạo hữu có thể đặt chân hậu kỳ cảnh giới, cũng cùng cái kia phi thường thích hợp chỗ tu luyện có quan hệ rồi. Chốc lát, Ninh Khinh Ngữ lại hỏi dò, trong giọng nói, ẩn ẩn kẹp lấy vẻ hâm mộ. Tiểu tử này cũng quá nghịch thiên, lần đầu nhìn thấy hắn thời điểm, vẫn chỉ là một tên trong kim đan kỳ tu sĩ, mình ngay cả chính mắt cũng không sẽ nhìn hắn một chút. Trăm năm trôi qua, mình còn tại nguyên anh trung kỳ dậm chân tại chỗ, người này cũng đã đột bay mãnh tiến vào, vượt qua đầu của mình bên trong, đặt chân hậu kỳ cảnh giới. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, nói, xác thực có nhất định quan hệ. Đối với vấn đề này, hắn không nghĩ nói chuyện nhiều. Dù sao đây là toàn nghề tộc tiên tổ thánh địa, hắn có thể kiếm một chén canh, đã coi như là cơ duyên to lớn. Ninh Khinh Ngữ cũng rất thức thời, lại không có xin hỏi. Ninh Tông Chủ, tại hạ có một cái đề nghị, không biết có nên nói hay không. Tiêu Phàm bưng lên linh trà uống một ngụm, nhẹ nói, song mi cau lại, tràn đầy thần sắc lo lắng. Ninh Khinh Ngữ cùng nam trưởng lão liếc nhau, vừa mới buông lỏng một điểm thần sắc lần nữa trở nên ngưng trọng lên, trầm giọng nói, Tiêu đạo hữu mời nói thẳng không sao. Tiêu Phàm trầm ngâm nói, ta đề nghị, Thiên Thai Tông vẫn là phải nhanh chóng di chuyển. Nơi này đã rất không an toàn. A, lần này, chẳng những Ninh Khinh Ngữ, nam trưởng lão giật nảy cả mình, ngay cả Trần Dương cũng lên tiếng kinh hô, từng cái mở to hai mắt nhìn, không rõ ràng cho lắm. Chẳng lẽ Lệ Thú Sơn mạch chỗ sâu, lại có cái gì dị động không thành? Thế nhưng là, phòng ấn chi địa vẫn luôn rất yên tĩnh, không có cái gì dị thường a. Chấm ngoặc kép, cái gọi là phòng ấn chi địa, chỉ là Lệ Thú Sơn mạch chỗ sâu thương khung núi cự hình phong ấn, từ khi ma thú đại quân bị tiêu diệt, mấy chục năm qua, nơi đó đều yên lặng, không có có dị động. Những cái kia tàn dư ma thú quỷ vật, như có lẽ đã rời đi. Tiêu Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không phải phong ấn chi địa, là Quảng Ninh Châu không gian dị thường. Mọi người liền đều chuyên chú nhìn qua hắn, thân là Nhạc Tây Quốc tu chân giới minh chủ, Quảng Ninh Châu không gian dị thường,
Ninh Khinh Ngữ tự nhiên đã sớm tiếp vào bẩm báo, còn tự thân trước đi điều tra qua, chỉ là nàng tại không gian chi đạo nhất khiếu bất thông, căn bản cũng không dám tới gần, chỉ có thể xa xa coi trọng vài lần, trong lòng không có một điểm ngọn nguồn. Bất quá không gian kia dị thường cũng không có đại bạo phát, trong lòng mọi người cũng liền tồn vẻ may mắn. Trước mấy ngày ta chuyên đi nhìn qua, nếu như ta không có đoán sai, kia là một đầu cự hình không gian thông đạo. Vấn đề là, chúng ta không biết đầu này cự hình không gian thông đạo bên kia là thông hướng phương nào, vạn nhất là thông hướng giới diện khác, vậy liền rất phiền phức. Cùng đầu này không gian thông đạo vững chắc xuống, có lẽ liền sẽ có đại lượng tu sĩ dị giới chen chúc mà tới. Tiêu Phàm chậm rãi nói, Ninh Khinh Ngữ đám người nhất thời sắc mặt đại biến. Tiêu Phàm lời nói mặc dù còn chưa nói hết, nhưng ngụ ý lại không thể minh bạch hơn được nữa, Nhạc Tây Quốc có khả năng lại một lần nữa trở thành giao diện đại chiến chiến trường. Nhạc Tây Quốc chín đại ma tông, nghe uy phong lẫm liệt, kỳ thực ngay cả Nam Châu đại lục một trong đó cùng tông môn lực lượng cũng không sánh nổi, bất quá một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, mười mấy tên sơ kỳ tu sĩ mà thôi. Một khi Quảng Ninh Châu thành vì không gian thông đạo lối ra, dị giới đại quân chen chúc mà đến, Nhạc Tây Quốc chín đại ma tông ngay cả sức đánh một trận đều không có, sẽ bị dị giới đại quân giơ tay ở giữa liền hủy diệt mất. Coi là thật như thế, đừng bảo là Nhạc Tây Quốc, liền xem như toàn bộ Nhạc Tây địa khu tu chân giới, chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi. Đó là chân chính tai họa ngập đầu. Chương 1319, gặp nhau hoan. Thế nhưng là chúng ta không chỗ có thể đi. Chấm ngoặc kép, Ninh Khinh Ngữ sắc mặt thay đổi mấy lần về sau, trầm giọng nói. Nhạc Tây Quốc tại toàn bộ Nhạc Tây địa khu, tính là tiểu quốc, tu chân giới thực lực yếu nhỏ, bây giờ càng là lọt vào xung quanh chính đạo tông môn đè ép, ngay cả vốn có địa bàn đều thủ không được, lại càng không cần phải nói tìm cái khác lối của hắn. Tiêu Phàm chậm rãi nói, Thiên Thai Tông mấy chục ngàn đệ tử, nếu muốn toàn bộ rời đi, tự nhiên rất khó. Bất quá có thể tuyển một nhóm thiên phú cao nhất tinh nhuệ đệ tử, tiến về Kim Châu Thành. Ta có thể cam đoan, Kim Châu Thành sẽ cho bọn hắn một chỗ dung thân chỗ, cũng sẽ không có người ức hiếp bọn hắn. Lấy Tiêu Phàm bây giờ tại Kim Châu Thành đại minh chủ thân phận, lời nói này nói ra tự nhiên là lòng tin 10 phần. Ninh Khinh Ngữ cùng Nam trưởng lão liếc nhau, đều khẽ gật đầu một cái. Nhìn ra được, Tiêu Phàm là một mảnh thành tâm, phải vì Thiên Thai Tông lưu lại một đầu đường lui, vạn nhất tai họa ngập đầu thật giáng lâm, Thiên Thai Tông cũng không đến nỗi như vậy toàn quân bị diệt, còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Tốt, vậy liền hết thảy đều nghe theo minh chủ phân phó. Ninh Khinh Ngữ nghiêm nghị nói. Sau 3 ngày, Trần Dương leo lên phong vũ tàu cao tốc, lặng yên rời đi. Cùng 3 ngày trước Tiêu Phàm đại giá quang lâm Thiên Thai Thành thời điểm kia thịnh đại tràng diện tướng so, lần này rời đi thực tế là rất điệu thấp, trừ Ninh Khinh Ngữ cùng giải rác mấy người, trên cơ bản không người nào biết Tiêu Minh Chủ là khi nào rời đi, cũng không biết Thiên Thai Tông Trần trưởng lão cùng Tiêu Minh Chủ cùng đi. Trước khi đi, Tiêu Phàm lưu cho Ninh Khinh Ngữ một kiện tín vật, để Thiên Thai Tông đệ tử mang theo cái này tín vật tiến về Kim Châu Thành, giao đến Bách Hùng Bang Bang Chủ Hồng Thiên trong tay, Hồng Bang Chủ tử sẽ hỗ trợ an bài tốt hết thảy. 2 tháng về sau, phong vũ tàu cao tốc xuất hiện tại một chỗ sóng cả mãnh liệt trên biển. Đây là Nhạc Tây địa khu lớn nhất nội hải, hải không khí hậu khó lường, trong biển yêu thú hung mãnh. Tiêu Phàm đứng đang tàu cao tốc đầu thuyền, sắc mặt bình tĩnh, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái. Tàu cao tốc liền hướng về tử trong nước biển màu đen kích bắn đi. Nguyên Hạo giao cho hắn tấm bản đồ kia, trong đó có một chỗ không gian thông đạo lối ra ngay tại chỗ này nội hải đáy biển. Có thể từ nơi này thẳng tới Nam Châu đại lục Tây Bộ Thiên Nhai Biển, lại trải qua do trời nhai biển đáy biển thông đạo thẳng tới Tây Mạc Biển cả, sau đó trải qua Tiêu Phàm phát hiện đầu kia không gian thông đạo, trực tiếp đi đến Thánh Linh Nguyên Địa. Mặc dù những đại dương này bên trong, trải rộng các loại hung tàn động vật biển, nhưng lấy Tiêu Phàm dưới mắt tu vi cảnh giới, tăng thêm vảy rồng giáp tương trợ, chỉ cần không phải đụng phải thành quần kết đội cao giai động vật biển, trên cơ bản không có cái gì nguy hiểm. Về phần tương đương với ngộ linh kỳ siêu cấp động vật biển, cũng không phải dễ dàng như vậy đụng phải. Nguyên Hạo cũng đã nói, như thế hải tộc đại năng. Bình thường đều sẽ không tùy tiện bên ngoài đi lại, nếu thật là đụng tới, lấy hắn toan nghê vương tộc khách quý thân phận, cũng không phải một điểm lượn vòng chỗ trống đều không có. Vượt quá Tiêu Phàm dự kiến chính là, tại Nhạc Tây địa khu chỗ này nội hải. Thật đúng là đụng phải một đám cường hãn cao giai động vật biển, ngay cả hắn đều có phần phí một phen tay chân. Mới đưa bọn này động vật biển diệt sát. Sau đó lữ trình liền một đường thuận lợi. 1 năm về sau, Tiêu Phàm dẫn Cơ Khinh Sa, Trần Dương, Lăng Thiên Hoa cùng 5 người tại Thánh Linh Nguyên Địa hiện thân mà ra. Hắn lúc trước bày ra cái không gian kia pháp trận, vẫn như cũ vững chắc vô so,
một mực đem Thánh Linh Nguyên Địa hướng Tây Bắc vết nứt không gian cố định, trở thành ra vào Thánh Linh Nguyên Địa đại môn. Bất quá không có Tiêu Phàm tự tay chế tác lệnh bài, những người khác muốn ra vào cái đại môn này. Lại là chẳng phải thuận tiện, vừa bước lên Thánh Linh Nguyên Địa, cảm nhận được xung quanh vô so nồng đậm thiên địa linh khí cùng sinh mệnh tinh hoa, đừng bảo là Lăng Thiên Hoa cùng ba tên kim đan đệ tử, liền xem như Cơ Khinh Xa cùng Trần Dương đã ngưng kết nguyên anh, cũng cả kinh trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không thể tin được, trên đời lại còn có dạng này tu luyện thánh địa. Mặc dù trên đường đi sớm đã tại Tiêu Phàm trong miệng nghe qua có quan hệ Thánh Linh Nguyên Địa tình huống, nhưng nghe nói cùng tự thể nghiệm, tuyệt đối là hai việc khác nhau. Chờ bọn hắn đạp tiến vào liên thành bên trong linh hồ, càng là kinh hỉ vạn phân. Linh dưới cây, bốn cái xanh tươi kén cực kỳ làm người khác chú ý. Tiêu Phàm, cái nào là già nhi tỷ tỷ? Trần Dương nhịn không được hỏi, ánh mắt tại bốn cái kén bên trên qua lại liếc nhìn, đầy cõi lòng hưng phấn. Tiêu Phàm cười cười, đi tới già nhi dung thân xanh tươi kén trước đó, vận khởi thần niệm chi lực chậm rãi điều tra, nhưng buồn bực phát hiện, già nhi vẫn như cũ còn đang bế quan, không có chút nào muốn tỉnh lại. Khải quan mà ra dấu hiệu, chí ít trong thời gian ngắn là chắc chắn sẽ không khải quan. Đối với già nhi loại tình hình này, Tiêu Phàm cũng nhiều lần phân tích qua, lớn nhất có thể là già nhi từng ăn một loại nào đó nghịch thiên vật đại bổ, loại kia nghịch thiên linh vật ẩn chứa tinh hoa cùng linh lực thực tế quá nhiều, già nhi nhất thời bán hội hoàn toàn luyện hóa không được, cái này vừa bế quan chính là trên trăm năm, từng chút hấp thu. Loại tình hình này, thật giống như hắn năm đó nuốt vào ngân dực lôi bằng nội đan đồng dạng. Trời sinh thánh linh nội đan bên trong ẩn chứa hải lượng tinh hoa, tuyệt không phải hắn chỉ là một tên kim đan kỳ tu sĩ có thể thừa nhận được. Chỉ bất quá, kia nửa viên ngân dực lôi bằng nội đan, Vô Cực Thiên Tôn năm đó đã từng đặc biệt luyện chế qua, Tiêu Phàm mới tránh bạo thể mà chết hạ tràng. Tương đối mà nói, già nhi tại thánh linh nguyên địa ăn nghịch thiên chi vật, hẳn là tương đối ôn hòa. Dù sao Tiêu Phàm nuốt chính là trưởng thành thánh linh nội đan, lực đạo cực kỳ uy mãnh bá đạo. Mà nơi đây lại là sinh ra trời sinh thánh linh nguyên địa, bạo ngược chi lực cùng thai nghén chi lực, cả hai không thể so sánh nổi. Nguyên Hạo cùng Như Ý cũng còn đang bế quan, bất quá từ Nguyên Hạo thể nội linh áp ba động đến xem, hắn cách cuối cùng đột phá cũng không xa lắm. Cái thứ tư kén bên trong bao vây lấy, thì là Hắc Lân. Tiêu Phàm thần niệm chi lực dò xét tiến vào kén bên trong, bỗng nhiên nhẹ nhàng nhíu mày. Hắn vậy mà điều tra không đến Hắc Lân tình hình. Hắc Lân tựa hồ xa vào đến chiều sâu ngủ say bên trong, liền thân bên trên linh áp đều trở nên khi có khi không. Loại tình hình này, thực tế có chút vượt quá Tiêu Phàm ngoài ý liệu, trước đây chưa hề đụng phải. Tiêu Phàm bình tức tĩnh khí, chính phải tiếp tục tăng lớn thần niệm chi lực, bên tai lại vang lên, Lạc Lạc, yêu kiều cười thanh âm, như là chuông bạc, thanh thúy đến cực điểm. Chính là Hắc Lân, chỉ thấy xanh tươi kén từng mảnh vỡ vụn, hóa thành từng sợi tinh thuần linh khí. Dung nhập vào dưới chân linh hồ trong hồ nước, hóa làm một thể. Hắc Lân vươn người đứng dậy, cười hì hì kêu lên, hì hì, lừa gạt đến ngươi đi. Tiêu Phàm thở phào một hơi, không chịu được vươn tay ra, ngay tại nàng trắng nõn nà trên trán gõ cái bạo lật, mặt mũi tràn đầy yêu chiều chi sắc. A, lụa mỏng tỉ tỉ, tố tố tỉ tỉ, các ngươi đều đến. Chấm ngoặc kép, Hắc Lân đầu tiên là mân mê miệng nhỏ, tựa hồ có chút bất mãn, nhưng lập tức liền vui vẻ ra mặt. Tiến lên giữ chặt Cơ Khinh Xa cùng Trần Dương tay, giật nảy mình, vui vẻ vô hạn. Nếu không phải trên người nàng lộ ra uy áp mạnh mẽ, lại có ai có thể biết dạng này một cái lại kiều lại khờ tiểu cô nương vậy mà là một tên có nguyên anh trung kỳ tu vi đại cao thủ. Ngươi là Hắc Lân, Trần Dương lại là trợn mắt hốc mồm. Đây là nàng lần đầu nhìn thấy Hắc Lân hóa là thân người, xinh đẹp như hoa, dáng người đầy đặn ngạo nhân, làn da trong suốt như tuyết, mịn màng, la lị thần thái tăng thêm dáng người ma quỷ. Đủ để khiến bất kỳ nam nhân nào gặp một lần phía dưới, lập tức điên cuồng. Đúng a, ta là Hắc Lân a, người không biết ta. Đúng nga, người trước kia chưa thấy qua ta cái dạng này, hì hì. Chấm ngoặc kép, meo, lại kiều lại khờ tiểu cô nương bỗng nhiên lắc mình biến hóa, hóa thành một đầu đen nhánh con mèo, song chân vừa đạp, nhảy đến Tiêu Phàm trên bờ vai, tròn căng lớn nháy mắt một cái nháy mắt, lông xù cái đuôi to tả hữu lay động, kia tiểu bộ dáng muốn bao nhiêu đắc ý liền có bao nhiêu đắc ý. Nhìn thấy sao, đây chính là ta a. Ai nha, các ngươi xem như đến, lại không đến, thật muốn thanh ta nín hỏng, đều không ai nói chuyện với ta, ngay cả tiểu gia hỏa đều bế quan, một điểm không dễ chơi. Chấm ngoặc kép, bóng loáng đen nhánh mèo đen miệng nói tiếng người, không ngừng phàn nàn, tình hình này thực tế có chút cổ quái. Cơ Khinh Xa cùng Trần Dương liếc nhau, lại là kinh ngạc lại là vui vẻ, cũng có chút buồn cười. Trong chớp nhoáng, mèo đen lại hóa thành nhân hình.
Thanh Tú động lòng người đứng tại trước mặt hai người, mỉm cười mà hỏi thăm, Lụa Mỏng tỷ tỷ, Tố Tố tỷ tỷ, ta xinh đẹp không? Cơ Khinh Sa mỉm cười gật đầu, Trần Dương lại là từ đáy lòng tán thưởng, đưa tay vuốt vuốt Hắc Lân cái đầu nhỏ, nói, xinh đẹp, thật xinh đẹp phải ta đều đố kỵ chết rồi. Chấm ngoặc kép, cứ việc Hắc Lân bây giờ cảnh giới cao hơn nàng, Trần Dương động tác này lại làm được 10 điểm tự nhiên, Hắc Lân cũng thản nhiên tiếp nhận, không có cảm thấy có chút nào không thỏa. Thật giống như năm đó ở Chỉ Thủy xem, nàng cùng Tiêu Phàm mấy tên hồng nhan chi kỷ dính cùng một chỗ chơi đùa. Hi hi, chấm ngoặc kép, Hắc Lân liền mặt mũi tràn đầy tỏa ra ánh sáng lung linh, cao hứng không được. A, à, Lăng Thiên Hoa, các ngươi cũng tới rồi. Náo một trận, Hắc Lân ánh mắt lại rơi vào Lăng Thiên Hoa bọn người trên thân. Lăng Thiên Hoa lập tức xá giải tới đất, cung kính thanh âm, vâng, đệ tử bái kiến sư cô. Nói đến, Hắc Lân thế nhưng là bọn hắn nhóm người này ân nhân cứu mạng. Lúc trước nếu không phải Hắc Lân, bằng mấy người bọn hắn tu vi, nhưng điều khiển không được phong vũ tẩu cao tốc. Biết Hắc Lân là Tiêu Phàm bản mệnh linh sủng, lại gặp Hắc Lân tu vi như vậy, Lăng Thiên Hoa tự nhiên tất cung tất kính, không dám chậm trễ chút nào. Bản mệnh linh sủng cùng bản tôn đồng sinh cộng tử, cơ hồ có thể coi là một thể, tôn xưng Hắc Lân một tiếng sư cô, không có có bất kỳ không ổn nào. Hai tên đệ tử khác cũng liên tục không ngừng hướng Hắc Lân khom mình hành lễ. Các ngươi đến liền tốt. Ở đây tu luyện, hiệu quả tốt lắm đây. Chấm ngoặc kép, vâng, sư ân hạo đáng, đệ tử cùng vô cùng cảm kích. Hi hi, chấm ngoặc kép, mấy ngày sau, Tiêu Phàm xuất hiện tại Vạn Kiếm trong cốc Tâm Phong nhãn chi địa. Ấm áp dưới ánh mặt trời, trong muôn hoa, Âu Dương Minh Nguyệt khoanh chân ngồi ngay ngắn, tóc trắng áo choàng, mặt mũi tràn đầy tỏa ra ánh sáng lung linh, dáng vẻ trang nghiêm, đang tĩnh tọa nhập định. Tiêu Phàm khẽ gật đầu một cái, không có đi quấy rầy nàng. Vừa mới đặt chân ngộ linh kỳ, Âu Dương Minh Nguyệt cần trước vững chắc cảnh giới. Nơi đây linh lực dồi dào đến cực điểm, chính là đả tọa tu luyện thượng giai linh địa, cùng thánh linh chi huyệt cũng tương xứng. Chỉ tiếc đến nơi đây quá mức phiền phức, bằng không, còn có thể để càng nhiều người đến nơi đây tu luyện. Tiêu Phàm chuyên chạy tới nơi này, là đến cho Âu Dương Minh Nguyệt đưa không gian lệnh bài. Cùng Âu Dương Minh Nguyệt khải quan về sau, liền có thể dựa vào hắn luyện chế không gian lệnh bài, rời đi nơi đây. Đối không gian chi đạo, Âu Dương Minh Nguyệt cũng có chỗ đọc lướt qua, huống hồ nàng bây giờ tiến giai thành công, xa không phải nguyên anh tu sĩ có thể so sánh, tăng thêm Hạo Dương chim vốn là có xé rách không gian thiên phú, có Tiêu Phàm luyện chế không gian lệnh bài, tự hành rời đi nơi đây, nên vấn đề không lớn. Trừ không gian lệnh bài, Tiêu Phàm còn cho Âu Dương Minh Nguyệt lưu lại một mảnh thẻ tre bên trong là hắn viết cho Âu Dương Minh Nguyệt một phong đoàn tiên. Đem hai thứ đồ này đưa tiến vào Âu Dương Minh Nguyệt chữ vật vòng tay về sau, Tiêu Phàm liền rời đi phong nhãn chi địa. Chương 1320, nặng hồi trung thổ giới. Sau mấy tháng, Tiêu Phàm xuất hiện lần nữa tại Nhạc Tây Quốc Quảng Ninh Châu cảnh nội. Hắn một mình đi đường, tốc độ liền muốn so phong vũ tẩu cao tốc nhanh hơn nhiều. Lấy hắn hiện tại tốc độ bay, tại đại tu sĩ bên trong tuyệt đối đứng hàng đầu, cơ bản không người có thể so. Ngân Dực Lôi bằng thế nhưng là trời sinh phong lôi hai thuộc tính yêu linh, phong độn thuật thần kỳ, không cùng luân so. Lần này, Tiêu Phàm không làm kinh động bất luận kẻ nào. Rất rõ ràng, không gian lối ra xung quanh mấy ngàn dặm, sớm đã thành cấm địa, vô luận là tu sĩ còn là phàm nhân, hay là yêu thú, đều tránh ra thật xa khu vực này. Dõi mắt chỗ đến, xa ngút ngàn dặm không có người ở. Nếu như là tại Nam Châu Đại Lục phồn hoa quốc gia, bỗng nhiên xuất hiện dạng này không gian lối ra. Đại tông môn đã sớm tại xung quanh thiết lập cảnh giới khu, tuyệt đối cấm chế bất luận kẻ nào tới gần. Nhưng mà Nhạc Tây Quốc đang đứng ở bấp bênh thời khắc, chín đại ma tông thực lực yếu đuối, ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản là rút không ra cái gì giống người như vậy tay đến đối với chỗ này tiến hành phong tỏa. Như là Tiêu Phàm sở liệu, đầu này không gian thông đạo ngay tại dần dần ổn định lại. Mặc dù muốn hoàn toàn vững chắc còn phải cần một khoảng thời gian, nhưng đối với Tiêu Phàm đến nói, đạt tới dạng này ổn định trình độ, đã đầy đủ. Lấy không gian của hắn tạo nghệ, tăng thêm, càn khôn đỉnh, chí bảo hộ thân, hoàn toàn có thể tìm tòi hư thực. Tiêu Phàm theo gió che đậy hình, lặng yên không một tiếng động tới gần không gian kia lối ra, càn khôn đỉnh, tại đỉnh đầu của hắn xoay chậm chậm, phóng xạ ra chữ ánh sáng màu đỏ, đem hắn toàn thân đều bao phủ nó dưới, phun ra ngoài không gian loạn lưu, đều bị che đậy bên ngoài. Lần nữa điều tra không gian thông đạo tình hình về sau, Tiêu Phàm rốt cục không chần chờ nữa, phiêu nhiên tiến vào thông đạo. Đây là một đầu siêu trường không gian thông đạo, Tiêu Phàm tại càn khôn đỉnh bảo hộ dưới, vững vàng hướng về phía trước,
Trọn vẹn gần nửa canh giờ trôi qua, trước mắt vẫn như cũ hào quang màu nhũ bạch lấp lánh, không nhìn thấy một phương khác lối ra. Tựa hồ từ Bắc Minh biển cả chỗ sâu không gian thông đạo tiến về thất dạ giới thời điểm. Truyền tống quá trình cũng là như thế này dài dằng dặc. So sánh với ban sơ kinh lịch không gian phong bạo thời điểm không lưu loát, thời khắc này Tiêu Phàm sớm đã không phải Ngô Hạ A Mông, tại không gian thông đạo bên trong trấn định tự nhiên, không có bối rối chút nào, thậm chí còn tại cẩn thận cảm thụ được không gian thông đạo bên trong hết thảy, cùng mình nghiên tập không gian chi thuật ấn chứng với nhau. Tiêu Phàm ẩn ẩn cảm thấy, đầu này không gian thông đạo có chút đặc biệt, trừ không gian chi lực mà bên ngoài, trong đó tựa hồ còn kèm theo từng tia từng sợi lực lượng thời gian. Tại các loại pháp tắc bên trong, so không gian pháp tắc càng thêm kỳ diệu, càng thêm khó mà suy nghĩ, chính là thời gian pháp tắc. Bình thường đến nói, thời gian pháp tắc cũng là trung cực pháp tắc. Chí ít là một trong, cái khác đại đa số lực lượng pháp tắc, đều thụ thời gian pháp tắc trưởng khống. Tiêu Phàm mặc dù đối không gian pháp tắc có nhiều nghiên tập, đối thời gian pháp tắc lại nhiều nhất chỉ có thể nói là có biết ra mao, hay là đang nghiên cứu không gian chi lực lúc ngẫu nhiên đọc lướt qua đến như vậy một chút. Cho nên, Tiêu Phàm cũng không thể khẳng định, hắn tại không gian thông đạo bên trong cảm ứng được một loại khác lực lượng pháp tắc, đến cùng phải hay không lực lượng thời gian. Có lẽ, chỉ là ảo giác của hắn thôi. May mà tại, càn khôn đỉnh, bảo hộ phía dưới, kia thần bí lực lượng pháp tắc. Vẫn chưa đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Tiêu Phàm sở dĩ rời đi Thánh Linh Nguyên Địa, một mình đến đây nơi đây. Đồng thời tại không gian thông đạo cũng không 10 điểm vững chắc tình huống dưới, dứt khoát xông vào. Cũng là bởi vì hắn tại cái này không gian thông đạo bên trong cảm ứng được một loại nào đó cực kỳ khí thức quen thuộc, tựa hồ. Đầu này không gian thông đạo là thông hướng hắn hết sức quen thuộc chỗ. Trọn vẹn một canh giờ trôi qua, trong thông đạo không gian chi lực rốt cục bắt đầu xuất hiện biến hóa, một cái không gian vòng xoáy xuất hiện tại Tiêu Phàm trước mắt. Đây là một cái cự hình không gian vòng xoáy, ẩn chứa cực kỳ cường đại không gian chi lực. Tiêu Phàm lại nhẹ nhàng thở phào một cái. Trong mắt hắn, cái không gian này vòng xoáy rất, chung quy chung củ, không có chút nào chỗ đáng sợ. Đây là không gian thông đạo tại cuối cùng ổn định trước đó thường có hiện tượng, có đôi khi, dù coi như là hoàn toàn ổn định không gian thông đạo, lối đi ra cũng giống vậy sẽ hình thành không gian vòng xoáy, cần bố trí tốt không gian pháp trận, mới có thể để cho người bình yên vô sự ra vào. Tiêu Phàm đỉnh đầu, càn khôn đỉnh, trực tiếp xông tiến vào không gian vòng xoáy bên trong, sau một lát, suy, một tiếng vang nhỏ, tựa như xé vải thanh âm. Tiêu Phàm thân hình từ không gian vòng xoáy bên kia bắn ra. Sau đó, một cỗ cực kỳ khí tức quen thuộc, đập vào mặt. Địa cầu, không cần bốn phía điều tra, càng không cần nghiệm chứng, Tiêu Phàm liền 10 điểm khẳng định biết, hắn hiện tại đặt chân chỗ, liền trên địa cầu. Ngẩng đầu nhìn lên trên, cái không gian kia vòng xoáy đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng mà đây chỉ là đối cái khác người mà nói, Tiêu Phàm lại có thể rõ ràng cảm ứng được, không gian vòng xoáy là ở chỗ này. Vẫn chưa biến mất. Đây chính là không gian thông đạo sắp cố định rõ ràng dấu hiệu, Tiêu Phàm nếu như muốn trở về toa ma giới đi, có thể trực tiếp tới nơi này. Đối đây, Tiêu Phàm rất hài lòng. Mặc dù nói, địa cầu là cố hương của hắn, nhưng bây giờ, toa ma giới mới là hắn căn cơ sở tại địa. Mà lại, hắn rời đi địa cầu đã hơn 100 năm, trên địa cầu sớm đã cảnh còn người mất. Sau một lát, Tiêu Phàm trở về cố hương vui sướng. Liền bị một cái khác kinh hỉ thay thế, hắn vậy mà cảm ứng được thiên diệu tiên tử bản mệnh ấn ký. Từ khi Long Thần Đảo đánh một trận xong, không biết là nguyên nhân gì, chỗ có thần hồn ấn ký đều mất đi hiệu lực, có lẽ đây cũng là thủy tổ thánh địa thần kỳ lực lượng bố trí. Tiêu Phàm rốt cuộc không cảm ứng được tầm bảo đoàn những người khác khí tức, dù là hắn cùng thiên diệu tiên tử ở giữa, có cực kỳ mật thiết bản mệnh cảm ứng, cũng bỗng nhiên mất đi tác dụng. Lúc ấy Tiêu Phàm liền đang hoài nghi. Thiên diệu tiên tử rất có thể bị không gian chi lực bay tới giới diện khác, đến mức hắn hoàn toàn mất đi bản mệnh cảm ứng. Tự nhiên, còn có một loại khả năng chính là, thiên diệu tiên tử đã bất hạnh vẫn lạc. Bất quá Tiêu Phàm cự tuyệt tiếp nhận loại khả năng này. Tiêu Phàm vô cùng kiên định mà tin tưởng, thiên diệu tiên tử khẳng định còn sống. Hắn vừa bước lên địa cầu thổ địa, lập tức liền cảm ứng được thiên diệu tiên tử bản mệnh ấn ký, đủ để chứng minh, hắn lúc trước tin tưởng vững chắc là chính xác. Thiên diệu tiên tử quả nhiên bị không gian phong bạo bay tới giới diện khác. Chỉ là, này bản mệnh ấn ký cực kỳ yếu ớt, khi có khi không, hoàn toàn không cách nào xác định phương vị. Tiêu Phàm vui mừng trong lòng lại bị sầu lo thay thế. Không hề nghi ngờ, thiên diệu tiên tử tình huống có phần không lạc quan, thậm chí so với lần trước tại Đông Bình Hoang Nguyên gặp nạn, còn muốn phiền phức.
Chỉ ít một lần kia, Tiêu Phàm có thể 10 phân rõ ràng cảm ứng được Thiên Diệu Tiên Tử vị trí. Nhưng bất kể nói thế nào, có thể cảm ứng được bản mệnh ấn ký tồn tại chính là đại hỷ sự, tối thiểu người chứng minh vẫn đang. Chỉ cần xác nhận điểm này, luôn luôn có biện pháp tìm tới. Đối đây, Tiêu Phàm ngược lại là có phần có lòng tin, hắn nhưng là một cùng một bói toán đại sư. Lập tức Tiêu Phàm tại không trung đại khái phân rõ một chút phương hướng, liền lái độn quang, hướng đông phương bay đi. Cùng Nam Châu Đại Lục, thất dạ giới cùng dị giới tương đối mà nói, địa cầu thực tế nhỏ đến có thể. Thậm chí Nam Châu Đại Lục một cái cự thành, liền có nửa cái địa cầu lớn như vậy. Vô cực môn chỗ Đô Lương Thành, chính là như vậy siêu cấp cự thành. Sau một lát, Tiêu Phàm liền cảm giác được, trước mắt địa cầu, cùng hắn trong trí nhớ địa cầu, có phần có khác biệt, đó chính là thiên địa linh khí so sánh với trước kia muốn nồng nặc nhiều, mặc dù còn không đuổi kịp Nam Châu Đại Lục, nhưng cũng xa không phải lúc trước có thể so sánh, liền xem như nguyên anh tu sĩ tu luyện, cũng đầy đủ. Trải qua qua mấy chục lớn tuổi trăm năm, địa cầu tu luyện hoàn cảnh ngay tại dần dần khôi phục. Bất quá Tiêu Phàm nhưng lại chưa cảm thấy thế nào mừng rỡ. Trên thực tế, lấy địa cầu quy mô, cùng tu chân tài nguyên cùng nhân lực tài nguyên, còn so ra kém Nam Châu Đại Lục xa xôi quốc gia một cái châu, dù coi như tu luyện hoàn cảnh hoàn toàn khôi phục, tại mạnh được yếu thua tu chân giới, cũng là ở vào hoàn toàn yếu thế địa vị. Nếu như có thể giống như kiểu trước đây, độc lập với tu chân văn minh bên ngoài, mới là tốt nhất. Chỉ tiếc, dạng này sự tình không lấy nhân lực vì chuyển di. Trung thổ giới vốn là một cái không gian thông đạo hội tụ chỗ, nhiều năm trước không gian thông đạo đổ sụp, mới tạo thành dạng này một cái độc lập thậm chí tắt giao diện. Bây giờ không gian thông đạo dần dần khôi phục, loại này bế tắc cách cục tự nhiên sẽ bị đánh vỡ. Mặc kệ địa cầu có hay không chuẩn bị kỹ càng, dị giới đại quân đều sẽ cuồn cuộn đánh tới. Tưởng tượng thấy tương lai có khả năng xuất hiện nghiêm trọng cục diện, Tiêu Phàm song mi có chút nhau. A, à, bỗng nhiên ở giữa, ngay tại phi nhanh Tiêu Phàm bỗng nhiên đè lại độn quang, một tiếng ồ ngạc nhiên lên tiếng, hai mắt sáng ngời, tiếp cận nơi xa, một trận gợn nước ba động lướt qua, không gian vặn vẹo. Tiêu Phàm thân ảnh tại biến mất tại chỗ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ thấy xa xa chân trời, bỗng nhiên xuất hiện mấy cái chấm đen nhỏ, nhanh chóng hướng bên này bay vụt mà tới. Từ trên tình hình nhìn, là mấy người đang truy đuổi một người. Bị đuổi theo vị kia, tóc vàng mắt xanh, cái mũi xinh xắn thẳng, quả nhiên là khuôn mặt như vẽ, dáng người cao gầy mê người, váy đỏ bay múa, kiều diễm không gì sánh được, vậy mà là khó gặp đại mỹ nữ. Vị này tóc vàng váy đỏ nữ lang ước chừng hơn 20 người, trên thân ẩn ẩn lộ ra linh lực ba động, thình lình biểu hiện người này có kim đan hậu kỳ tu vi, bất quá rất rõ ràng vừa mới đặt chân kim đan hậu kỳ không lâu, cảnh giới còn chưa hoàn toàn vững chắc. Mà đuổi theo nàng tổng cộng là 5 người, 5 người đàn ông tuổi trung niên, làn da ngăm đen, thân cao lớn, thô thô xem xét, ngược lại là cùng phổ thông người địa cầu dáng dấp không sai biệt lắm, nhưng mà mỗi người trên đầu đều dài lấy một đôi đoạn giác, ước chừng dài 2 tấc. Sừng nhọn phía trên, đỏ tươi ướt át, mang theo một cỗ quỷ dị không nói lên lời hương vị. Không hề nghi ngờ, bọn hắn không là địa cầu người, mà là đến từ dị giới. Cái này 5 người đàn ông tuổi trung niên, từng cái tu vi không yếu, mỗi một cái đều có kim đan hậu kỳ tu vi, mà lại cảnh giới vững chắc, pháp lực dày đặc, xa không phải nữ lang tóc vàng có thể so sánh. Một người trong đó, thậm chí đã đến giả anh cảnh giới, ở vào kim đan hậu kỳ trạng thái đỉnh cao nhất. Chỉ kém một bước cuối cùng liền muốn đặt chân nguyên anh kỳ. Nữ lang tóc vàng tựa hồ tại độn thuật trên có năng khiếu, lúc này mới có thể tại 5 tên cùng giai tu sĩ đuổi theo phía dưới, một đường phi độn, không rơi vào thế hạ phong. Nhưng là rất hiển nhiên, dạng này cực tốc phi độn cực kỳ hao phí chân nguyên pháp lực, một lúc sau, nữ lang tóc vàng tốc độ liền không thể tránh né chậm lại, mắt thấy 5 tên đoản giác nam tử càng đuổi càng gần, nữ lang tóc vàng trong mắt không khỏi hiện lên vẻ tuyệt vọng, cắn răng một cái. Liều mạng bản mệnh chân nguyên bị hao tổn, cũng muốn mạnh mẽ đề cao tốc độ bay, thoát khỏi mấy người kia truy kích. Đúng lúc này, cầm đầu đoản giác nam tử bỗng nhiên một tiếng quát lớn, bỗng nhiên phát lực, thân thể như là mũi tên, bỗng nhiên từ nữ lang tóc vàng đỉnh đầu thẳng bay qua, xoay người một cái, liền ngăn lại nữ lang tóc vàng đường đi, nhếch miệng lên, hiện lên một tia nhe răng cười chi ý. Azelena tiểu thư, người đã chạy không xong, hay là ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1321, Kim Bằng Tộc. Mơ tưởng, Azelena chém đinh chặt sắt nói. Đã ngươi cố chấp như vậy, vậy liền thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép, cầm đầu đoản giác nam tử sầm mặt lại, quát. Động thủ, Azelena cắn răng,
mặt mũi tràn đầy kiên quyết chi sắc, cổ tay khẽ đảo, một kiện trường kiếm màu bạc nổi lên, liền phải đem hết toàn lực, đánh cực lần cuối, dù là liền là chết, cũng tuyệt không thể để bọn hắn đạt được. Bị bọn hắn bắt về kết quả, chỉ có so chết càng kinh khủng. Các ngươi muốn bắt nàng chạy về chỗ đó. Ngay tại năm tên đoàn giác nam tử chuẩn bị xuất thủ thời điểm, một cái thanh âm nhàn nhạt bỗng nhiên trong hư không vang lên. Ai, kia giả anh cảnh giới cầm đầu nam tử phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, mãnh xoay người, trong mắt tinh sáng lóng lánh, bốn phía lục soát. Cái khác bốn tên đoàn giác nam tử cũng là vừa sợ vừa giận, nhìn bốn phía. Azelena lại là khẽ giật mình, xinh đẹp tuyệt luân trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra lại là kinh ngạc lại là mê võng thần sắc. Nghe lầm, nhất định là mình nghe lầm, kia tuyệt không có khả năng, ai tại giả thần giả quỷ, cút ngay cho ta ra. Giả anh cảnh giới đoàn giác nam tử giận tím mặt, nghiêm nghị quát. Ta ngay ở chỗ này, các ngươi con mắt đều mù sao. Thanh âm lại là đến từ đỉnh đầu của bọn hắn. Năm tên đoàn giác nam tử vội vã ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp được không đứng một tên nam tử áo trắng, trường thân ngọc lập, phong thần tuấn lãng, không biết lúc nào, Azelena đã đứng tại bên cạnh hắn. Thời khắc này Azelena, phảng phất lấy ma nhất, ngửa đầu nhìn xem nam tử áo trắng khuôn mặt anh tuấn, mặt mũi tràn đầy si mê thần sắc, đối gần trong gang tấc năm tên cường địch, hoàn toàn làm như không thấy. Các hạ là ai? Giả anh cảnh giới đoàn giác nam tử thấp giọng quát nói, đầy cõi lòng để phòng chi ý. Vừa rồi hắn lấy thần niệm chi lực quét qua, thế mà không cách nào điều tra đến đối phương cảnh giới. Xem ra người này tu luyện một loại nào đó có thể che giấu mình cảnh giới công pháp. Không biết đối phương nội tình, hay là chú ý cẩn thận vi diệu. Ta là người như thế nào, người căn bản cũng không phối biết. Tiêu Phàm lạnh lùng nói, người cuồng vọng, người cũng đã biết, chúng ta là kim bằng lão tổ môn nhân, dám cùng chúng ta đối nghịch. Bảo ngươi chết vô táng thân, chấm ngoặc kép, a, à, chấm ngoặc kép, một câu nói còn chưa dứt lời, bỗng nhiên đầy mắt lôi sáng lóng lánh, từng đạo ngân sắc phích lịch chút xuống, nháy mắt đem bọn hắn năm người đều bao phủ, lập tức kêu thảm nổi lên bốn phía. Bất quá tiếng kêu thảm thiết cũng chỉ tiếp tục thời gian cực ngắn, cơ hồ là thoáng qua liền mất, lôi điện lướt qua. Bốn tên đoàn giác nam tử đều hôi phi yên diệt, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tại Tiêu Phàm mậu thổ thần lôi oanh kích phía dưới, chỉ là kim đan kỳ tu sĩ dị giới, nơi nào có nửa phân dãy dụa chi lực. Duy chỉ có giả anh cảnh giới đoàn giác nam tử còn sống, nhưng cũng bị lôi phải đỉnh đầu bốc khói. Toàn thân cháy đen, nếu không phải Tiêu Phàm tận lực lưu hắn một cái mạng. Hắn cũng đã sớm mấy cái kia đồng môn cùng một chỗ, thần hình câu diệt. Tiêu Phàm vừa mới trở lại xa cách nhiều năm địa cầu, liền đụng phải tu sĩ dị giới. Đương nhiên phải lưu lại một cái người sống đến hỏi một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra. Ngươi dám giết chúng ta kim bằng tộc nhân, ngươi chết chắc, chấm ngoặc kép, giả anh nam tử còn tại khàn cả giọng kêu to. Chỉ bất quá trong mắt đã sớm tràn đầy vẻ hoảng sợ, ngoài mạnh trong yếu bộ dáng, cho dù ai đều một chút liền có thể nhìn ra được. Kim bằng tộc, đó là vật gì? Tiêu Phàm song mi cao lại, hỏi. Bọn hắn tự xưng từ huyền ta giới mà tới. Là cái gì bên trên các loại chủng tộc? Chấm ngoặc kép, cho đến lúc này, Azelena mới rốt cục lấy lại tinh thần, mở miệng nói chuyện. Huyền ta giới, Tiêu Phàm hơi hơi có chút giật mình. Thời kỳ thượng cổ, giao diện đại chiến, liền có huyền ta giới tham dự trong đó, đồng thời cũng là tiến công toa ma giới chủ lực. Toa ma giới tựa hồ ở vào mấy cái giao diện giải đất trung tâm. Tứ phía thụ địch. Chỉ không nghĩ tới, lần này, huyền ta giới xuất công kích trước, lại là trung thổ giới. Theo Tiêu Phàm biết, từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt đến nói, trung thổ giới kỳ thật không thể xem như một cái hoàn chỉnh giao diện, mà là rất nhiều không gian thông đạo chỗ giao hội. Bởi vậy trung thổ giới không giống giới diện khác khổng lồ như vậy, mà là bao quát một mảng lớn hư vô không gian, cùng tô điểm ở giữa rất nhiều tiểu tinh cầu. Nhiều mấy địa phương, đều là xa ngút ngàn dặm không có người ở. Không thích hợp tu luyện hư không. Ở trung thổ giới, địa cầu chỉ có thể coi là một hạt bụi nhỏ. Không sai, chúng ta chính là từ huyền ta giới đến bên trên các loại chủng tộc, trong các ngươi thổ giới bất quá là dưới cùng giao diện, thấp kém chủng tộc, cũng dám đối với chúng ta kim bằng tộc nhân vô lễ, chẳng lẽ liền không sợ lão tổ tức giận, đem các ngươi rút gân lột ra, vĩnh thế không được siêu sinh a. Tự cao tự đại, Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, nguyên bản nội liễm uy áp mạnh mẽ, bỗng nhiên phóng xuất ra. Chấm ngoặc kép, còn tại líu lo không ngừng giả anh nam tử bỗng nhiên cứng lại, chỉ cảm thấy một cỗ to lớn cự lực đập vào mặt, trong chốc lát nhếch to miệng, ngay cả khí đều không kịp thở. Ngươi thành thật trả lời vấn đề của ta, ta liền miễn ngươi siêu hồn nỗi khổ. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm giả anh nam tử, trầm giọng nói. Tiền bối tha mạng, chấm ngoặc kép,
Vừa nghe đến, siêu hồn, hai chữ, nguyên bản còn cường hãng không phục giả anh nam tử dọa đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân phát run, không dám tiếp tục giả mồm. 30 phút sau về sau, Tiêu Phàm rốt cục hỏi rõ tất cả vấn đề, nhấc tay vừa nhấc, một đạo ngân sắc phích lịch chém bổ xuống đầu, giả anh nam tử lập tức hôi phi yên diệt, chỉ còn lại có một viên màu nâu đen nội đan, ước chừng trứng gà lớn nhỏ, tại không trung chìm nổi. Tiêu Phàm tay khẽ vẫy, đem viên nội đan kia nắm ở trong tay, cẩn thận xem xét xem ra. Cái này kim bằng tộc nam tử bên ngoài đồng hồ nhìn qua cùng nhân loại giống nhau đến 7-8 phần, kỳ thực lại ngậm lấy trời giống chim yêu linh huyết mạch. Dưới đây người lời nói, kim bằng tộc tại huyền ta giới chính là đại tộc, liệt tên ở trên các loại chủng tộc bên trong. Nghe nói bọn hắn tiên tổ, chính là nổi tiếng trời sinh thánh linh kim xí đại bằng. Tại huyền linh thượng giới, trời sinh thánh linh xếp hạng bên trong, kim xí đại bằng còn danh liệt ngân dực lôi bằng trước đó, là cùng trời chim chi vương phượng hoàng nổi danh mạnh nhất đại thánh linh, có di sơn đảo hải, xé rách hư không quảng đại thần thông. Từ chuyện này anh nam tử lưu lại nội đan đến xem. Này người huyết mạch bên trong xác thực ẩn chứa một tia trời giống chim thánh linh khí tức, tự nhiên cực kỳ mờ nhạt, nếu không phải Tiêu Phàm đã dần dần cùng kia hơn phân nửa khỏa ngân dực lôi bằng nội đan hòa làm một thể, cơ hồ cũng không cảm ứng được. Xem ra kim bằng tộc cũng quả thực là kim xí đại bằng hậu nhân. Giả anh nam tử bàn giao, huyền ta giới cùng trung thổ giới không gian thông đạo một lần nữa mở ra về sau, bọn hắn kim bằng tộc là trước hết nhất xung phong tiên phong bộ đội. Những này đều chỉ là bình thường tình báo. Chân chính để Tiêu Phàm xem trọng, chính là chuyện này anh nam tử trong miệng Kim Bằng Lão Tổ. Vị này Kim Bằng Lão Tổ, là Kim Bằng tộc đương đại tộc trưởng, cũng là Kim Bằng tộc tu vi cao nhất đại năng, nghe nói nhiều năm trước kia đã tiến giai ngộ linh kỳ, chính là toàn bộ huyền ta giới đều tiếng tăm lừng lẫy ngộ linh Lão Tổ. Về phần Kim Bằng Lão Tổ phải chăng đã đi tới trung thổ giới, vậy liền không được biết. Hắn chỉ là một tên Kim Đan Kỳ vãn bối đệ tử, nơi nào biết được ngộ linh kỳ Lão Tổ hành tung. Tiêu Phàm cau lại lông mày lập tức giãn ra, dù coi như vị này Kim Bằng Lão Tổ đã đi tới trung thổ giới, hắn cũng không phải 10 điểm để ý. Lấy hắn tu vi hiện tại, đối mặt bình thường ngộ linh kỳ tu sĩ, cố nhiên không thể chiến thắng, thoát thân mà đi cơ hội vẫn phải có. Lại nói, lấy địa cầu quy mô, tựa hồ cũng còn giá trị không được một vị ngộ linh kỳ Lão Tổ tự mình tới tọa trấn chỉ huy. Tiêu Phàm, cái này 20 mấy năm, người đi nơi nào rồi? Thẳng đến lúc này, Azelena mới rốt cục mở miệng nói ra, cầm thật chặt Tiêu Phàm tay, cũng không tiếp tục chịu buông ra. Tiêu Phàm không khỏi sửng sốt một chút, kinh ngạc hỏi ngược lại, 20 mấy năm. Azelena, ngươi đây là ý gì? Nếu như hắn không có nhớ lầm, mình rời đi địa cầu, cũng đã hơn 100 năm. Azelena lời này, nghe thật là để người không hiểu thấu. Azelena cũng sửng sốt, nói có ý tứ gì? Chính là ý tứ này a. Ta ngủ say 20 năm, sau đó liền cũng tìm không được nữa ngươi. Chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm ngay cả vội khoát khoát tay, ngừng lại Azelena, hỏi Azelena, năm nay là năm nào? Azelena lập tức báo ra một con số, Tiêu Phàm song mi trong chớp nhoáng dương lên, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Dựa theo Azelena nói thời gian này, vậy hắn rời đi địa cầu bất quá mười mấy năm mà thôi. Khoảng cách Azelena tại huyết hải trên không ngủ say, cũng chính là 20 mấy năm. Nhưng hắn rõ ràng đã tại toa ma giới sinh sống hơn 100 năm, làm sao trên địa cầu lại chỉ mới qua mười mấy năm. Bỗng nhiên bên trong, Tiêu Phàm lại nghĩ tới xuyên qua không gian thông đạo thời điểm, mình mơ hồ cảm ứng được thời gian pháp tắc chi lực. Chẳng lẽ nguyên nhân liền ra ở đâu? Cái gọi là thời không vặn vẹo, đây là một cái tuyệt đối khoa học chủ đề, trên địa cầu không ít kiệt xuất thiên thể nhà vật lý học, đều đang nghiên cứu cái này đầu đề. Nhưng mà chân chính thấm sâu trong người, lại là Tiêu Phàm vị này người tu chân. Hắn đã không biết bao nhiêu lần tại khác biệt không gian bên trong xuyên qua, trong đó có lẽ đã sớm ẩn chứa lực lượng thời gian, chỉ lúc trước hắn tu vi quá thấp, không cảm ứng được mà thôi. Mặc dù loại này thời không rối loạn, để Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, nhưng cũng rất nhanh liền chấn định lại, nói tốt a, Azelena, người đem những này năm trên địa cầu phát sinh đại sự nói cho ta nghe. Về phần hắn tại toa ma giới đủ loại kỳ ngộ, nói rất dài dòng, lại không cần gấp tại nhất thời. Chấm ngoặc kép. Azelena liên tục gật đầu, căn cứ Azelena miêu tả, Tiêu Phàm rời đi địa cầu những năm này, thật đúng là phát sinh không ít đại sự. Đầu tiên chính là Azelena mình tiến giai, nàng là thuần chính nhất huyết linh chi thể, tại Mặc Tư Bảo hấp thu huyết hải tinh hoa, tiến giai tốc độ cực nhanh, chỉ là 20 mấy năm, liền hoàn thành một cái chất thuế biến. Nếu như không phải huyết hải dưới đáy không gian thông đạo bỗng nhiên đả thông, Azelena sẽ còn tiếp tục tiến giai,
ít nhất phải ngưng kết nguyên anh về sau mới có thể khải quan mà ra, ngược lại là cùng Tân Lâm tại Thánh Linh Nguyên Địa tình hình giống nhau như đúc. Huyết hải dưới đáy không gian thông đạo mở ra rồi, thông hướng địa phương nào? Huyền ta giới, Tiêu Phàm một tràng tiếng mà hỏi thăm, đối không gian thông đạo sự tình, hắn đặc biệt để ý. Đây là dẫn phát mấy cái giao diện đại chiến kẻ cầm đầu. Không phải, huyết hải dưới đáy liên thông là huyết linh đại lục, chấm ngoặc kép, Azelena trả lời, lại vượt quá Tiêu Phàm ngoài ý liệu. Huyết linh đại lục cùng Nam Châu đại lục cùng một chỗ, đều thuộc về toa ma giới, nhưng hai phiến đại lục ở giữa, đã sớm mất đi liên hệ. Lại nghĩ không ra, huyết linh đại lục thế mà cùng trung thổ giới ở giữa liên thông. Cái này không gian thông đạo thật đúng là rắc rối phức tạp cực kỳ. Chương 1322, phích lịch thủ đoạn. Bất quá liên thông huyết linh đại lục đối với chúng ta đến nói, cũng chưa chắc là chuyện tốt. Huyết linh đại lục tới những người kia, cũng không đem chúng ta xem như thân cận đồng tộc. Chỉ là lợi dụng chúng ta thôi. Chấm ngoặc kép, Azelena xinh đẹp khuôn mặt nhỏ trở nên u ám. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu. Loại tình hình này, ngược lại nằm trong dự liệu. Huyết linh đại lục gì cùng rộng lớn, tu sĩ gì cùng đông đảo, lẫn nhau ở giữa cũng còn tranh đấu không ngớt. Như thế nào lại đem trường kỳ sinh hoạt tại một cái khác giao diện Azelena bọn người xem như thân cận tộc nhân. Không có lập tức trở mặt, ra tay với bọn họ, đã coi như là rất không tệ. Huyết linh đại lục người tới không bao lâu, huyền ta giới người cũng tới, song phương lập tức ra tay đánh nhau. Chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm đáy mắt lục mang lấp lánh, tại cực cao chân trời nhìn xuống, chỉ thấy trên mặt đất cao lầu san sát, trật tự rành mạch, không giống lắm là lọt vào nghiêm trọng phá hư dáng vẻ. Azelena minh bạch hắn suy nghĩ trong lòng, thấp giọng nói, song phương có ước định, người tu chân ở giữa tranh đấu, không dính đến thế giới người phàm. Tiêu Phàm giật mình, kỳ thật tại Nam Châu Đại Lục, cũng có dạng này quy tắc. Bởi vì phàm nhân là hết thảy căn cơ sở tại, chỉ bất quá thất dạ giới ma nhân, đối dạng này quy thì không phải vậy như vậy tuân thủ. Đương nhiên, nếu như đại chiến phát sinh thời điểm, phàm nhân có thể kịp thời tránh đi, mà đại quân người cũng là sẽ không tận lực đuổi theo giết. Chỉ có những cái kia bạo ngược vô so, vô tri vô biết ma thú, sẽ bốn phía thôn phệ phàm nhân. Huyền ta giới mặc dù cũng là dị giới, tựa hồ coi như thủ quy củ. Đương nhiên, đây cũng là tương đối mà nói, đối với người tu chân yêu cầu, phàm nhân nhất định phải tận lực thỏa mãn. Tỷ như nói, chính phủ các nước nhất định phải tổ chức nhân thủ khai thác linh thạch, cung cấp tu sĩ sử dụng. Tại một chút linh khí tương đối nồng đậm địa phương, cũng muốn cầu phàm nhân nhanh chóng rời đi, không thể ảnh hưởng bọn hắn tu luyện, như là loại này. Tiêu Phàm nói, chỉ cần không lạm sát liền tốt. Đúng vậy à, đây cũng là chính phủ các nước yêu cầu duy nhất. Azelena cười khổ một tiếng, nói, bất quá cứ như vậy, cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Đó chính là nguyên bản tranh đấu không nghỉ chính phủ các nước, hiện tại cơ bản đều hòa bình, mọi người cũng không tiếp tục phát triển võ bị, không tại vũ khí cùng quân đội bên trên hoa uổng tiền. Ngược lại là tiết kiệm không ít chi tiêu, trên địa cầu chính phủ các nước sẽ ngừng tranh đấu. Tiêu Phàm thật đúng là đại đại sững sờ ngơ ngác một chút. Lập tức liền hiểu được. Đối mặt với như thế cơ hồ hoàn toàn không thể kháng cự tu chân văn minh, cấp cao vũ lực, trên địa cầu các quốc gia phát triển vũ khí, quả thực chính là chuyện tiếu lâm. Đã tại kháng cự bên ngoài nhục phương diện không hề có tác dụng, kia cần gì phải vẽ vời thêm chuyện. Phát triển mạnh cấp cao vũ khí, ngược lại có khả năng bị người tu chân nhận định là, dụng ý khó dò, vậy liền phiền phức. Mặt khác nói cho ngươi một tin tức tốt, Tiêu Thiên khi Tổng thống, Azelena khóe miệng hiện lên một sợi mỉm cười. Tiêu Thiên. Lần này, Tiêu Phàm là triệt để sửng sốt, thực tế đầu óc của hắn nhất thời chuyển không đến, tại toa ma giới hơn 100 năm, nguyên lai tưởng rằng trên địa cầu tất cả thân nhân đều đã không tại, căn bản liền không có hướng Tiêu Thiên trên người nghĩ. Azelena lại nói cho hắn, Tiêu Thiên làm Tổng thống, Tiêu Thiên thiên tử mệnh trí tôn tướng đều đủ, nguyên bản nên đứng hàng 9 năm, quân lâm thiên hạ. Điểm này, Tiêu Phàm chưa hề hoài nghi tới, lấy hắn tại tướng thuật bên trên tạo nghệ. Rõ ràng như vậy thiên tử tướng mệnh là tuyệt sẽ không nhìn lầm. Chỉ là Tiêu Phàm lại không nghĩ tới, đời này kiếp này. Còn có cùng Tiêu Thiên trùng phùng một ngày. Bất quá dưới mắt, Tiêu Phàm lại tạm thời không có thời gian đi châu Á Đô Thành cùng Tiêu Thiên gặp mặt. Hắn còn có càng quan trọng sự tình muốn làm, cứu vớt Miranda Vương Phi cùng Mikhail Bá Tước, cùng Simeon gia tộc thành viên khác. Bọn hắn đều bị kim bằng người bắt đi. Azelena nói cho Tiêu Phàm. Bọn hắn là tại chuyển di quá trình bên trong lọt vào đột nhiên tập kích. Bỗng nhiên bị số lớn kim bằng người vây quanh, chỉ có một mình nàng xông ra trùng vây. Đây là tại Miranda Vương Phi cùng Mikhail Bá Tước hy sinh chính mình,
toàn lực yểm hộ nàng điều kiện tiên quyết mới có thể làm đến, bằng không, chính là toàn quân bị diệt. Bất quá, nghe mấy người kia khẩu khí, tựa hồ là muốn đưa người bắt về, bọn hắn có cái gì đặc biệt mưu đồ sao? Tiêu Phàm nắm cả Azelena tinh xảo bờ eo thon, một bên cực tốc phi đột, vừa nói. Azelena đôi mi thanh tú cau lại, nói cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, giống như cái này kim bằng người một tên trưởng lão, tu luyện chính là máu đạo công pháp, cho nên bốn phía bắt chúng ta huyết tộc người, dùng để làm lô đỉnh cùng tế phẩm, nghe nói đã có không ít huyết tộc người bị độc thủ của hắn, chúng ta chính là chiếm được tin tức này, mới quyết định cả tộc di chuyển, ai ngờ hay là chậm một bước, bị bọn hắn tập kích. Nếu không phải người bỗng nhiên đuổi tới, chúng ta liền rốt cuộc thấy không được. Chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm liền nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay nhỏ của nàng, nói yên tâm tốt, ta nhất định sẽ đem bọn hắn đều cứu ra. Azelena liên tục gật đầu. Mặc dù nàng không cảm ứng được Tiêu Phàm chân thực cảnh giới, nhưng vừa rồi Tiêu Phàm khoát tay ở giữa liền diệt sát 5 tên kim đan hậu kỳ kim bằng tộc nhân, đủ thấy thực lực cực kỳ cường đại. Tên kia kim bằng người trưởng lão, mặc dù là một vị nguyên anh kỳ cao thủ, liệu tất Tiêu Phàm cũng có thể đối phó được. Rất nhanh, hai người liền tới đến Thái Bình Dương một hòn đảo trên không. Làm trên địa cầu lớn nhất đại dương, nếu như đặt ở Nam Châu Đại Lục, thậm chí còn không bằng một cái nội hải rộng lớn như vậy. Đại dương bên trên chi chít khắp nơi lớn đảo nhỏ tự, tại Tiêu Phàm trong mắt càng là bỏ túi. Hòn đảo này, xem như trong đó tương đối lớn, nguyên thủy rừng cây rậm rạp, trước kia chính là một cái hoang đảo, bất quá dưới mắt, lại thành kim bằng tộc nhân điểm dừng chân. Ở xa ngoài mấy trăm dặm, Tiêu Phàm liền có thể cảm ứng được chung quanh đảo tản mát ra cực kỳ tinh thuần linh khí, có thể khẳng định, đáy biển tất nhiên ẩn giấu đi một đầu tinh thuần linh mạch. Tiêu Phàm âm thầm nhẹ gật đầu. Đối với tu chân tài nguyên vừa mới bắt đầu khôi phục không bao lâu địa cầu mà nói, dạng này tinh thuần linh mạch đã tính được cực kỳ hiếm thấy. Bất quá dưới mắt, hòn đảo này trên không lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ huyết quang chi khí, tựa hồ có người đang tu luyện một loại nào đó máu đạo công pháp, hơn nữa còn tương đối bá đạo. Xem ra lời đồn đại kia là thật. Azelena, ngươi ở chỗ này, ta đi một lát sẽ trở lại. Tiêu Phàm thả ra thần niệm chi lực hướng hòn đảo bên trên quét qua, liền là lạnh nhạt nói. Không, ta muốn đi theo ngươi. Azelena lập tức đem cái đầu nhỏ lắc giống phát lang trống, cầm thật chặt Tiêu Phàm tay, nói cái gì cũng không nguyện ý buông ra. Nguyên lai tưởng rằng đời này sẽ không còn được gặp lại Tiêu Phàm, ai ngờ tại nàng thời khắc nguy cấp nhất, Tiêu Phàm liền phi tướng quân từ trên trời giáng xuống, đem hung ác bá đạo địch nhân quét sạch, quả thực chính là trong phim ảnh anh hùng cứu mỹ nhân tiêu chuẩn nhất phiên bản. Lúc này, dù là chính là trời sập xuống, Azelena cũng sẽ không cùng Tiêu Phàm tách ra. Tốt a, Tiêu Phàm cũng không có kiên trì, lập tức liền đáp ứng. Lấy thần niệm chi lực điều tra, ở trên đảo cũng không có có cái gì đặc biệt địch nhân cường đại, chỉ phát hiện một tên nguyên anh tu sĩ khí tức, cảnh giới không phải quá cao, nhiều nhất cũng chính là nguyên anh trung kỳ tiêu chuẩn. Lấy Tiêu Phàm dưới mắt thực lực, chỉ là một tên nguyên anh trung kỳ huyền ta giới người, bây giờ không có bao lớn uy hiếp. Azelena cùng hắn cùng một chỗ xuống dưới, cũng không có nguy hiểm gì. Bất quá vì để phòng vạn nhất, Tiêu Phàm hay là làm nhiều một tay chuẩn bị, ống tay áo lắc một cái, thanh kim sắc quang mang lấp lánh, phải rồng giáp bay múa mà ra, chăm chú đem Azelena đầy đặn thẳng tắp thân thể mềm mại bao vây lại. Azelena tuyệt mỹ dung nhan phối hợp cái này dương cương chi khí 10 phần khôi giáp, càng lộ ra khác vũ mị, khác dụ hoặc. Có bộ này khôi giáp bảo hộ, dù coi như bị nguyên anh trung kỳ tu sĩ chính diện đánh trúng, cũng không ít bảo mệnh tỷ lệ. Cảm thụ được Tiêu Phàm tràn đầy yêu thương cùng che chở, Azelena nở nụ cười xinh đẹp, phong tình vạn trùng. Sau đó, Azelena liền lần nữa kiến thức đến Tiêu Phàm bá khí. Hòn đảo đề phòng cũng là xâm nghiêm, hai người vừa tiếp cận, lập tức liền nghe tới một tiếng quát lớn. Người nào, dám xông loạn kim bằng đảo. Ngay sau đó, liền có mấy đạo nhân ảnh ngự khí mà lên, hướng bọn hắn bắn vụt tới, Azelena mơ hồ nhìn thấy. Là 6-7 tên tuổi bên trên mọc lên huyết sắc đoàn giác kim bằng người, tay cầm pháp bảo pháp khí, khí thế hùng hổ mà đến, nàng chưa kịp nhìn chăm chú nhìn kỹ, bên tai liền vang lên ầm ầm phích lịch thanh âm. Ngân sắc hồ quang điện nháy mắt phải đầy trời, chút xuống, phương viên trong vòng mấy trăm trượng, đều bị bao phủ, chỉ thấy một mảnh lôi điện hải dương tại tứ ngược. Azelena cũng còn không thấy rõ ràng kia mấy tên kim bằng người dáng dấp ra sao, bọn hắn liền tại trước mắt của nàng vĩnh viễn biến mất, hóa thành từng sợi khói xanh. Tiêu tán tại Thái Bình Dương trên không xanh thẳm vân hà bên trong. 20 mấy năm trước, Azelena cũng từng gặp Tiêu Phàm thi triển thần thông sấm sét đại chiến huyết hải quái nhân, bất quá có nằm mơ cũng chẳng ngờ, tay không tấc sắt thi triển thần thông sấm sét,
uy lực có thể đạt tới dạng này mức độ kinh người. Đối với mấy cái này dị giới địch nhân, Tiêu Phàm hạ thủ không dung tình chút nào. Trong cái nhấc tay diệt sát 6-7 tên kim bằng người, Tiêu Phàm dưới chân không chút nào dừng lại, trực tiếp hướng hòn đảo trung tâm nguyên thủy trong rừng hạ xuống đi. Thật to gan, lại là một tiếng quát lớn, đồng thời ong ong chi tiếng vang lên, từng đạo huyết hồng cột sáng, từ nguyên thủy rừng cây các nơi hướng Tiêu Phàm hai người kích xạ mà tới. Pháp trận chi lực, Tiêu Phàm không có chút nào ngoài ý muốn, tại hòn đảo trên không điều tra thời điểm, hắn liền đã cảm ứng được hòn đảo bên trên bố trí pháp trận phòng ngự. Ống tay áo lắc một cái, lôi quang tháp bay múa mà ra, một chương ngân sắc lôi võng chút xuống tới, đem hắn cùng Azelena bao phủ nó dưới, huyết hồng sắc cột sáng vừa tiếp xúc với ngân sắc lưới điện, liền là phát ra, suy suy tiếng vang, trong nháy mắt hóa thành từng sợi huyết vụ, hướng bốn phía phiêu tán mà đi, chỉ còn lại một cỗ gai mũi mùi máu tươi, thật lâu khó mà tiêu tán. Lên, Tiêu Phàm quát khẽ một tiếng, lôi quang tháp xoay tròn lấy, đón gió căng phồng lên, nháy mắt hóa thành mấy trượng chi cự. Đôm đốp âm thanh bên trong, ngân sắc hồ quang điện lượn lờ, vô tận uy áp thấu thể mà ra. Không có cùng pháp trận phòng ngự làm ra vòng thứ hai phản ứng, kinh thiên phích lịch đã hướng bốn phương tám hướng mãnh bổ xuống. A, à, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, chỉ gọi nửa tiếng, lại im bặt mà dừng. Trong nháy mắt, trong rừng liền khôi phục yên tĩnh, tất cả chủ trì pháp trận phòng ngự kim bằng người, đều trong cùng một lúc bị lôi điện chi lực diệt sát. Cứ việc tại Azelena trong suy nghĩ. Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều là không gì làm không được đại danh từ, giờ khắc này cũng cả kinh trợn mắt hốc mồm, đỏ chói cái miệng anh đào nhỏ nhắn có chút mở ra đến, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Chương 1323, bản mệnh lông vũ. Nguyên thủy rừng cây chỗ sâu, có một mảng lớn gần đây khai khẩn ra vuông vức sân bãi. Nơi này là kim bằng người động phủ lối vào, pháp trận phòng ngự trong nháy mắt bị Tiêu Phàm oanh phá, động phủ cửa vào liền trần trụi xuất hiện tại Tiêu Phàm trước mặt. Tiêu Phàm ống tay áo phất một cái, một cỗ cự lực tuôn ra, dày đặc bằng đá đại môn ầm vang nổ tung, đá vụn tứ tán sụp đổ. Tiêu Phàm dưới chân độn quang cùng một chỗ, cùng Azelena phiêu nhiên đi vào. Người đến người nào, một tiếng nổi giận hô quát bỗng nhiên vang lên, đồng thời một cơn gió lớn cuốn tới, đầy trời cho bụi cùng đá vụn một quyển mà không, lộ ra một tên nam tử thân hình cao lớn tới. Tiêu Phàm mắt sáng lên, chỉ thấy người này ước chừng 40 tuổi niên kỷ. Cùng hắn đã từng diệt sát kia 5 tên kim bằng người đồng dạng, làn da ngăm đen, đỉnh đầu mọc lên 2 con đỏ thắm như máu đoản giác, diện mục dữ tợn, cùng kia 5 tên kim bằng nam tử khác biệt duy nhất ngay tại ở, trước mắt tên này kim bằng người, đen nhánh trên mặt ẩn ẩn lộ ra một tầng kim quang, lộ ra địa vị càng thêm tôn quý. Trên người người này tản ra nguyên anh trung kỳ linh áp, rất hiển lại chính là Tiêu Phàm lúc trước lấy thần niệm chi lực điều tra đến tên kia nguyên anh tu sĩ, kim bằng tộc trưởng lão. Thần niệm chi lực hướng phía trước quét qua, kim bằng trưởng lão liền lấy làm kinh hãi, nguyên bản khí thế hùng hổ thần sắc vì đó cứng lại. Đạo hữu cao nhân phương nào, tại hạ kim bằng tộc trưởng lão trọng không sợ, kim bằng trưởng lão hai tay ôm quyền, hỏi, ngôn từ khách khí, đề phòng chi ý lại cực kỳ rõ ràng. Nơi này không phải huyền ta giới, tất cả cái khác tu sĩ dị giới, đều là địch nhân. Tiêu Phàm quét hắn một chút, lạnh nhạt nói, trọng đạo hữu, Tiêu mỗ không phải đến cùng ngươi ôn chuyện. Người phái người truy sát tại hạ bạn lữ, lại giam tộc nhân của nàng, là đạo lý gì? Trọng không sợ hai tay chậm rãi để xuống, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt trở nên lạnh như băng, lạnh lùng nói, nguyên lai đạo hữu là toa ma giới huyết tộc người, hắc hắc. Kia liền không có gì để nói nhiều, trọng nào đó kính ngươi là nguyên anh hậu kỳ đồng đạo, ngươi tự tiện xông vào ta động phủ, giết đệ tử ta, ta liền không truy cứu. Đạo hữu mang theo bạn lữ của ngươi, nhanh chóng rời đi, có thể miễn đao binh chi hỏa. Người này biết rõ Tiêu Phàm là hậu kỳ đại tu sĩ. Nói chuyện vẫn như cũ như thế kiên cường, tựa hồ có chỗ dựa vào. Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, ánh mắt cũng biến thành băng lãnh. Trọng không sợ lập tức ý thức được nguy hiểm tức sắp giáng lâm, cổ tay khẽ đảo, kim sáng lóng lánh, hơn 10 thanh phi đao như là mưa hoa đầy trời, hướng Tiêu Phàm kích xạ mà tới. Vậy mà đoạt trước một bước động thủ, không thể nghi ngờ đây là rất chính xác đấu pháp, Tiêu Phàm cấp bậc cao hơn hắn. Nhược quả cùng Tiêu Phàm xuất thủ trước, hắn tại gặp chiêu phá chiêu, kia liền bị động, còn không bằng đánh đòn phủ đầu. Tối thiểu nhất có thể đoạt cái tiên cơ, cái này hơn 10 thanh phi đao mỗi một chuôi đều có dài 7-8 tấc, phảng phất từng chuôi đoản kiếm, hậu bối mỏng lưỡi đao, tiếng xé gió cực kỳ ngột ngạt. Có thể thấy được mỗi một chuôi phi đao đều 10 điểm nặng nề. Tiêu Phàm lại từ bên trong cảm ứng được sinh mệnh khí tức, không hề nghi ngờ.
Những này phi đao cũng không phải là lấy kim loại luyện chế, mà là lấy sinh vật vật liệu luyện chế mà thành, thật giống như Tiêu Phàm vảy rồng giáp cùng vảy rồng kiếm, đều là lấy động vật biển vật liệu luyện thành. Dạng này binh khí bảo vật, thường thường luyện hóa tùy tâm, biến ảo muôn vàn, rất khó đối phó. Tiêu Phàm trên mặt hiện lên một tia cười lạnh chi ý, cứ như vậy đứng ở nơi đó, không tránh không né, hơn 10 thanh phi đao đảo mắt đến trước mặt của hắn. Mắt thấy Tiêu Phàm như thế khinh thường, ngược lại là có chút vượt quá trọng không sợ dự kiến, bất quá lập tức liền vui mừng quá đỗi. Người này tự cao là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, tu vi tinh thâm, vậy mà dạng này khinh thường hắn bản mệnh pháp bảo, nên hắn không may. Nguyên bản sớm đã làm chuẩn bị, một khi không địch lại, lập tức chuồn mất, thấy tình hình như vậy, dưới chân độn quang liền lặng lẽ thu vào. Liền để cái này huyết tộc tiểu tử, tốt tốt kiến thức một chút ta kim bằng tộc thủ đoạn thần thông. Xoát xoát xoát, nặng nề phi đao chính chính bắn trúng Tiêu Phàm. A, chấm ngoặc kép, Azelena không nghĩ tới có thể như vậy, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, không chịu được lên tiếng kinh hô, xinh xắn khuôn mặt nhỏ thần sắc đại biến, đầy mắt đều là vẻ lo lắng. Tiêu Phàm thân thể bị hơn 10 thanh phi đao màu vàng óng xé toạc ra, vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành điểm điểm bọt biển, tiêu tán tại không trung. Huyễn thuật, trọng không sợ giật nảy cả mình, kêu lên, tay khẽ vẫy. Mấy chục đạo kim quang kích xạ mà quay về, đồng thời dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền muốn hướng về sau né tránh mà đi. Người này phản ứng cũng không chậm, kinh nghiệm chiến đấu không thể bảo là không phong phú. Chỉ tiếc, hắn quyết định lưu tại nguyên chỗ xem xét thấy kết quả, liền đã phạm phải sai lầm lớn. Thậm chí cùng Tiêu Phàm giao thủ quyết định, vốn là sai lầm lớn. Nếu như tại Tiêu Phàm giết đến tận cửa thời điểm, liền là bỏ trốn mất dạng, Tiêu Phàm vội vàng cứu người, có lẽ sẽ không đi đuổi giết hắn, còn có một chút hy vọng sống. Đã chủ động cùng Tiêu Phàm động thủ, kết quả kia liền đã chú định. Mặc kệ phản ứng của hắn cỡ nào nhanh nhẹn, kinh nghiệm cỡ nào phong phú, kết quả cũng giống nhau. Suy, một tiếng xé vải nhẹ vang lên, trọng không sợ bên người hư không một trận gợn nước vặn vẹo, một thanh hẹp dài trường đao, mũi nhọn bên trên lam mang lấp lánh, bá, một tiếng, hướng trọng không sợ tật bổ mà đến, xung quanh nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Phảng phất ngay cả không khí đều muốn bị nhóm lửa. Đao phong chưa đến, trọng không sợ lông mày mau sợi dâu, đã bị nhiệt độ nóng bỏng cháy đi một mảng lớn. Tiêu Phàm đem viêm linh trảm dung hợp tại bát quái đao pháp bên trong. Trọng không sợ kinh hãi, lúc này vô luận như thế nào cũng không kịp né tránh, dưới tình thế cấp bách, giống to một tiếng, toàn thân kim quang đại phóng, một viên kim sắc lông vũ bay múa mà ra. Cái này mai lông vũ dài ước chừng hơn một xích, kim quang lóng lánh, tựa như lấy vàng ròng chế tạo, tinh xảo dị thường. Trong nháy mắt lông vũ liền biến thành một thanh dài vài thước nhãn linh đao, không cần chỉ dẫn, tự động hướng viêm linh chi nhận nghênh kích đi lên. A, Tiêu Phàm thoảng qua lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn từ mảnh này lông vũ bên trên cảm nhận được cực kỳ tinh thuần sinh mệnh tinh hoa, không hề nghi ngờ, đây là trọng không sợ bản mệnh lông vũ. Kim bằng tộc nhân đều có được thánh linh kim xí đại bằng huyết mạch, chỉ là đa số tộc nhân huyết mạch đều 10 điểm mờ nhạt, cùng tìm thường nhân không khác. Người này có thể tu luyện tới nguyên anh trung kỳ cảnh giới, có thể thấy được tại kim bằng trong tộc xem như người nổi bật, thể nội huyết mạch hẳn là cũng tương đối nồng đậm, thậm chí có thể hóa thành thân chim cũng chưa biết chừng. Cái này mai bản mệnh lông vũ hẳn là hắn cứu mạng pháp bảo, chí ít là một trong. Bá, quan trọng trước mắt, Tiêu Phàm đao phong có chút lệch ra, dịch ra chuôi này kim sắc nhãn linh đao. Lập tức, trong hư không như có như không hơi mở quang mang lóe lên, bản mệnh lông vũ biến thành nhãn linh đao. Bỗng nhiên liền ngưng giữa không trung, cực lực giằng co. Chỉ bất quá, mặc cho nó giãy giụa như thế nào, lại cũng khó có thể di động nửa phân. Trọng không sợ vừa tức vừa gấp, trong lúc cấp bách vội vàng hướng bên kia nhìn lướt qua, mơ hồ nhìn thấy một đạo trong suốt dây thừng, đem bản mệnh lông vũ một mực trói chặt ở. Cái này huyết tộc tu sĩ vậy mà muốn ỷ lại cường ngạnh đoạt hắn bản mệnh lông vũ. Một khi bản mệnh lông vũ bị đoạt, dù coi như hắn có thể trốn được tính mệnh, cũng sẽ bệnh nặng một trận. Chỉ ít rơi xuống một cảnh giới, ngày sau tiến độ tu luyện cũng là từng bước suy gian, làm nhiều công ít. Nếu không phải vừa rồi tình thế cấp bách liều mạng, trong lúc vội vã không có những biện pháp khác có thể nghĩ, hắn cũng sẽ không dễ dàng đem bản mệnh lông vũ phóng xuất đối địch. Chỉ là không nghĩ đến người này giảo hoạt như vậy, gặp một lần hắn bản mệnh lông vũ phẩm tướng bất phàm, liền là lên lòng cướp đoạt. Dưới tình thế cấp bách, trọng không sợ liên tục thôi động thần niệm chi lực, muốn thu hồi bản mệnh lông vũ. Lại là không hề có động tĩnh gì. Nguyên bản bản mệnh lông vũ vô cùng có linh tính, pháp bảo tầm thường rất khó giam cầm ở, Tiêu Phàm tế ra cái này sợi dây thừng,
tựa hồ cũng là lấy thú loại bản mệnh vật liệu luyện chế mà thành, mặc cho bản mệnh lông vũ như thế nào biến hóa xê dịch, đều mơ tưởng đào thoát trói chặt. Trọng không sợ vừa tức vừa gấp, cơ hồ liền muốn một ngụm lão huyết phun sắp xuất hiện tới. Tiêu Phàm lại không chịu lại cho hắn cơ hội thở dốc, trái tay run một cái, đem tù long tác cưỡng ép thu hồi lại, trở tay móc ra mấy cái phù lục, cực nhanh phong tại cái kia kim sắc lông vũ phía trên. Nguyên bản còn đang cật lực giãy giụa bản mệnh lông vũ lập tức gào thét một tiếng, loè loè kim quang nháy mắt trở nên cực kỳ ảm đạm, Tiêu Phàm cổ tay khẽ đảo, liền đem bản mệnh lông vũ thu tiến vào chữ vật vòng tay. Những động tác này nhìn như phức tạp, kỳ thực chính là một mạch mà thành, Trọng không sợ không kịp lại nghĩ những biện pháp khác, đã mất đi cùng bản mệnh lông vũ ở giữa liên hệ. Qua, Trọng không sợ sắc mặt lập tức trở nên ân hồng tự huyết, phun lên cổ họng kia ngụm máu tươi rốt cuộc áp chế không nổi, phun tới. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, tiếng xé gió vang chỗ, mấy chục đạo màu lam nhạt đao mang tạo thành một chương dày đặc đao võng, vào đầu bao phủ xuống. Trọng không sợ quanh thân lập tức trở nên liệt diễm bốc hơi, phảng phất trong chốc lát đưa thân vào sấy khô trong lò, toàn thân dịch thể đang nhanh chóng bốc hơi, chỉ cần thời gian nháy mắt, liền sẽ bị đốt thành một đoạn than củi. Kim bằng trưởng lão vừa sợ vừa giận, lại không lo được bản mệnh lông vũ mất đi, hét lớn một tiếng, hơn 10 thanh phi đao màu vàng óng bay múa mà ra, hướng về màu lam nhạt đao mang tạo thành đao võng nghênh kích đi lên. Cái này mấy chục mai phi đao cũng là lấy nhục thể của hắn lông vũ luyện chế mà thành, mặc dù đơn mai phi đao uy lực, so ra kém bản mệnh lông vũ biến thành nhạn linh đao, nhưng tổ hợp lại với nhau, lại là lợi khí. Trọng không sợ bằng vào bộ pháp bảo này, chiến thắng qua vô số địch nhân, thời khắc nguy cấp, cũng nhiều lần cứu qua tính mạng của hắn. Nhưng lần này, lại không có tác dụng gì. Tinh viêm chi lực cho tới bây giờ đều là Tiêu Phàm mạnh nhất thần thông một trong, có đôi khi thậm chí còn so hắn bản tôn trước một bước đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Tỷ như dưới mắt, Tiêu Phàm bản thân cảnh giới chưa đạt tới nguyên anh hậu kỳ trạng thái đỉnh phong, tinh viêm quyết cũng đã tu luyện tới đệ tam trọng đại viên mãn, vô cùng có khả năng lần nữa dẫn trước bản tôn một bước đột phá đến ngộ linh kỳ uy năng. Trọng không sợ mặc dù tại hắn phi đao pháp bảo bên trong hao phí nhiều năm tâm huyết, tế luyện phải cực kỳ cường hãn, tại đệ tam trọng đại viên mãn, tinh viêm quyết, công kích phía dưới, cũng chỉ hơi một chống cản, liền nhao nhao phát ra gào thét thanh âm, trong khoảnh khắc bị nhiệt độ nóng bỏng hóa thành mấy chục đạo khói xanh, tiêu tán ở không trung, chỉ để lại một cỗ vũ mao đốt cháy khét về sau mùi cháy khét. Không có khả năng, chấm ngoặc kép, Trọng không sợ quát to một tiếng, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua biến mất sạch sẽ phi đao màu vàng óng, mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc. Hắn không phải không đánh qua đánh bại, nhưng tế luyện hơn trăm năm thịt linh phi đao vừa đối mặt liền bị triệt để hủy đi, trước kia đừng bảo là chưa hề phát sinh qua, liền xem như nằm mơ đều không tưởng được sẽ phát sinh khủng bố như vậy sự tình. Vị này kim bằng trưởng lão còn đến không kịp làm ra cái khác phản ứng, sau một khắc, đao võng liền bao phủ xuống dưới. Một tiếng tê tâm liệt phế rú thảm bỗng nhiên vang lên, chỉ gọi nửa tiếng, lại im bặt mà dừng. Đao võng bao phủ phía dưới, kim bằng trưởng lão đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chương 1324, Hoàng Tước Tại Hậu. Vị này nguyên anh trung kỳ kim bằng tộc trưởng lão cũng không có bị triệt để diệt sát. Đao võng tiêu tán về sau, một vài tấc cao nguyên anh nổi lên, bất quá bởi vì bị nhiệt độ cao thiêu đốt quá đáng, nguyên anh sớm đã uể oải không chịu nổi, mê man, ngay cả thuấn di chi lực đều không có. Tiêu Phàm không chút khách khí, thần niệm chi lực bao phủ xuống, trực tiếp thi triển siêu hồn bí thuật. Đại chiến đã mở ra, cái này kim bằng tộc nếu là huyền ta giới mở đường tiên phong, người này nắm giữ tin tức, tự nhiên so với cái kia đệ tử cấp thấp phải hơn rất nhiều, coi như còn chưa có tư cách tiến vào hạch tâm quyết sách tầng lớp, tổng cũng có thể tiếp xúc đến một chút cao cấp cơ mật. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Trực tiếp đối nguyên anh siêu hồn, tự nhiên 10 điểm thuận tiện, sau một lát, kia nguyên anh bị triệt để đã hôn mê. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, tự lẩm bẩm một tiếng. Thánh linh nội đan, từ Trọng không sợ trong biển thần thức, Tiêu Phàm đạt được như thế một cái tin tức, cái này kim bằng tộc sở dĩ cam nguyện xung phong, trở thành huyền ta giới xâm lấn trung thổ giới mở đường tiên phong, không phải bọn hắn cỡ nào nghĩ, vì nước lập công, mà là có mưu đồ khác. Người này trên danh nghĩa là mở đường tiên phong, kỳ thực chính là vì tìm kiếm, thánh linh nội đan, mà tới. Bọn hắn tìm kiếm chính là trong truyền thuyết trời sinh thánh linh kim xí đại bằng điều giải thể về sau còn sót lại nội đan. Nghe nói mấy vạn năm trước, kim bằng tộc tiên tổ kim xí đại bằng điều tại thọ nguyên cuối cùng, tọa hóa thời khắc, vì để cho mình nội đan không đến mức rơi xuống trong tay của địch nhân, đã sớm phái một tên hậu nhân,
mang theo hắn nội đan rời đi huyền linh thượng giới, trốn đến dưới cùng giao diện đến. Về phần kim sĩ đại bằng có biện pháp nào khi tỏa hóa trước đó, liền đem mình nội đan lấy ra, giao cho hậu nhân mang đi, vậy liền không được biết. Nghĩ đến trời sinh thánh linh thần thông quảng đại, tại trong mắt người khác chuyện muôn vàn khó khăn, tại thánh linh nhìn tới. Cũng chỉ bình thường mà thôi, cũng không biết nguyên nhân gì, kim bằng tộc nhân tin tưởng, kim sĩ đại bằng điều nội đan vẫn luôn lưu tại hạ giới, lại không từng trở về huyền linh thượng giới đi. Bọn hắn đã tại huyền ta giới lục soát nhiều năm, không có kết quả, nhưng sẽ đạt được các loại manh mối tổng hợp. Lại cho ra một cái kết luận, kim sĩ đại bằng nội đan rất có thể không tại huyền ta giới, mà là tại trung thổ giới. Chỉ bất quá không gian thông đạo sụp đổ, bọn hắn vẫn luôn không cách nào vượt giới mà tới. Bây giờ thật vất vả không gian thông đạo một lần nữa kết nối, đương nhiên phải xung phong đi đầu, tranh làm tiên phong. Về phần thánh linh nội đan chân quý, không cần phải nhiều lời. Tiêu Phàm chính là người được lợi trực tiếp nhất, nếu như không có kia nửa viên ngân dược lôi bằng nội đan, hắn muốn tại ngắn ngủi hơn trăm năm thời gian bên trong tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ cảnh giới. Kia là nghĩ cùng đừng nghĩ, bất quá dưới mắt, Tiêu Phàm tự nhiên là không có thời gian đi truy đến cùng những này, lúc này tế ra tụ hồn bát. Đem trọng không sợ nguyên anh thu vào, cùng Azelena cùng một chỗ. Hướng động phủ chỗ sâu đi đến. Ra ngoài ý định chính là, chỗ này động phủ kim bằng tộc cũng không có nhiều người, tại Tiêu Phàm diệt sát trọng không sợ thời điểm, cái khác đê giai kim bằng tộc nhân đã sớm lòng bàn chân bôi dầu. Bỏ trốn mất dạng, Tiêu Phàm cũng lười đuổi theo giết những này không quan trọng gì tiểu nhân vật. Động phủ chỗ sâu, có một chỗ to lớn huyết trì. Huyết thủy cuồn cuộn, bạch cốt đá lởm chởm, âm hồn trận trận. Mùi tanh xông vào mũi. Miranda Vương Phi, Mikhail bá tước cùng với khác máu tộc nhân đều bị áp tại huyết trì chi bên cạnh. Rất hiển nhiên, nếu không phải Tiêu Phàm kịp thời đuổi tới, trọng không sợ đã chuẩn bị muốn đem bọn hắn huyết tế. Nhìn thấy Azelena thời điểm, Miranda Vương Phi đầu tiên là giật nảy cả mình, mặt mũi tràn đầy vẻ tuyệt vọng, tất nhiên là coi là nữ nhi cũng bị kim bằng người bắt tới. Lại vừa nhìn thấy bên người nàng Tiêu Phàm, nhưng lại giật mình càng sâu. Hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Cùng Azelena đồng dạng, nàng nằm mộng cũng nghĩ không ra, Tiêu Phàm sẽ xuất hiện lần nữa ở trước mặt nàng. Mụ mụ, mét cát thúc thúc, không có việc gì, không có việc gì, chúng ta đều an toàn. Chấm ngoặc kép, vừa thấy được mẫu thân cùng tộc nhân, Azelena tự nhiên là mừng rỡ, vội vã chạy tới, đem khô tàn trên mặt đất Miranda Vương Phi nâng đỡ lên, một tràng tiếng an ủi. Miranda bọn người sớm đã bị kim bằng dưới người cấm chế. Toàn thân cứng đờ, một không thể động đậy được, chỉ có thể bị động chờ đợi cuối cùng tàn khốc vận mệnh giáng lâm. An toàn, kia, kim bằng người đâu, đều đi nơi nào, giờ khắc này, Miranda Vương Phi đầu đã sớm mơ mơ màng màng, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Đều giết, Tiêu Phàm đem bọn hắn đều giết, Azelena lớn tiếng nói, khó nén hưng phấn trong lòng chi ý. Đều giết rồi, kia kim bằng tộc trưởng lão đâu, chẳng lẽ hắn không ở nơi này rồi, thế nhưng là cũng không đối a. Ta mới vừa rồi còn nhìn thấy hắn. Chấm ngoặc kép, Miranda Vương Phi vẫn không tin. Phải biết kia kim bằng tộc trưởng lão chính là nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Đối với bọn hắn đến nói, thực tế là cao cao tại thượng, hoàn toàn không cách nào kháng cự đại nhân vật. Đừng bảo là diệt sát, liền xem như từ dưới tay hắn đào tẩu, đều chỉ là si tâm vọng tưởng mà thôi. Tiêu Phàm năng lực, nàng mặc dù tận mắt chứng kiến qua, 20 mấy năm trước, lại cũng chỉ là kim đan kỳ tu vi, coi như hắn lại nghịch thiên. Tiến giai lại thần tốc, chỉ là hai thời gian mười mấy năm, chẳng lẽ còn có thể ngưng kết nguyên anh? Còn có thể diệt sát một tên nguyên anh trung kỳ đại cao thủ? Dạng này sự tình, nói cái gì cũng làm cho người khó có thể tin. Vương Phi yên tâm tốt, kia kim bằng tộc trưởng lão đã bị ta giết, hiện tại tất cả kim bằng người cũng đã chạy mất, tất cả mọi người không cần lo lắng. Tiêu Phàm mỉm cười nói, tay phải năm ngón tay như vòng, từng đạo pháp quyết đánh ra, bắn vào đến Miranda cùng trong cơ thể con người. Lập tức liền đem kim bằng dưới người cấm chế giải hết. Quả nhiên là cử trọng nhược khinh, tài giỏi có dư. Tiêu tiên sinh, đa tạ. Hẳn là, người đã là nguyên anh kỳ cao thủ rồi. Cấm chế giải trừ, Mikhail nhảy lên một cái, nhìn qua Tiêu Phàm, cảm kích chi dư, cũng đầy mặt vẻ nghi hoặc. Vừa một lấy được tự do, hắn liền lấy thần niệm chi lực từng điều tra, nhưng thần niệm chi lực vừa tiếp xúc với Tiêu Phàm trên thân, lập tức liền bị nhẹ nhàng bắn ra. Vậy mà không thể nhận ra biết Tiêu Phàm tu vi sâu cạn. Tại trước mặt bọn hắn, Tiêu Phàm tự nhiên cũng tận lực thu liễm đại tu sĩ uy áp chi khí, cả người đều lộ ra 10 điểm bình tĩnh, ôn hòa. Tiêu Phàm mỉm cười, nhẹ gật đầu, nói Tiêu mỗ may mắn,
xác thực đã ngưng kết nguyên anh. Bởi vì thời không rối loạn, địa cầu bên này còn chỉ mới qua 20 mấy năm, Mikhail cùng Miranda cũng còn chỉ có kim đan sơ kỳ tu vi, Tiêu Phàm nhớ được năm đó tại Mặc Tư Bảo lần thứ nhất cùng bọn hắn lúc gặp mặt, bọn hắn lúc ấy đều vẫn là trúc cơ hậu kỳ tiêu chuẩn. Bây giờ hai người đều đã đạt tới kim đan sơ kỳ cảnh giới đại thành, lúc nào cũng có thể bước vào trong kim đan kỳ, tương đối mà nói, tiến cảnh cũng coi là cực nhanh. Về phần mình đã đạt đến tại nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, lại là tạm thời không cần thiết tiết lộ cho bọn hắn biết được. Nơi này cũng không phải tự thoại chỗ, cùng dàn xếp lại, có đầy đủ thời gian, lại từ từ ôn chuyện không muộn. Dù là như thế, sự thật này vẫn là để Mikhail trong lúc nhất thời rất khó tiếp nhận. Hắn thực tế nghĩ không ra, hai thời gian mười mấy năm, Tiêu Phàm là như thế nào từ trong kim đan kỳ tiến giai đến nguyên anh kỳ. Bên kia toa, Azelena đã lời ít mà ý nhiều đem tình huống hướng mẫu thân tự nói một lần. Miranda lúc này mới vững tin, Tiêu Phàm bây giờ đã thành đại cao thủ, uy phong không ai bì nổi kim bằng trưởng lão, rốt cuộc uy hiếp không được bọn hắn. Vương Phi Điện Hạ, bá tước tiên sinh, nơi thị phi không nên ở lâu, chúng ta hay là rời khỏi nơi này trước lại nói. Tiêu Phàm nói, tốt, hết thảy đều nghe Tiêu tiên sinh an bài. Miranda bọn người tuy là huyết tộc truyền thừa, nhưng cũng chịu không được nơi đây kia nồng đậm vô so mùi máu tanh. Trọng không sợ tu luyện máu đạo thần thông, cùng huyết linh đại lục máu nói truyền thừa, hoàn toàn khác biệt, tràn đầy quỷ dị yêu nghiệt khí tức. Lập tức mọi người tại Azelena dẫn dắt dưới hướng động đi ra ngoài, Tiêu Phàm đoạn hậu. Tại quay người rời đi nháy mắt, Tiêu Phàm bỗng nhiên trong lòng nhảy một cái, tựa hồ cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên nghiêng đầu đi, đáy mắt lục mang lấp lánh, nháy mắt đem thiên nhãn thần thông vận sử đến cực hạn, nhanh chóng tại huyết chỉ bốn phía tìm kiếm một lần, lại không thu hoạch được gì. Cùng lúc đó, kia phảng phất cảm giác bị người dòm ngó cũng nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thoáng như ảo giác. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút, lần nữa lấy thần niệm chi lực tinh tế điều tra một lần, như trước vẫn là không có phát hiện. Cái này mới nhẹ nhàng lắc đầu, cất bước rời đi động phủ. Sau một lát, phòng vũ tàu cao tốc năm mấy chục người bay vút lên, thăng lên giữa không trung. Tiêu Phàm ống tay áo lắc một cái, lôi quang tháp bắn ra, đảo mắt hóa thành mấy trượng chi cự, toàn thân ngân quang lóng lánh, một đạo thô to vô so lôi trụ, từ đáy tháp bắn ra, đánh mạnh mà hạ. Trong chốc lát, dường như so không trung nắng gắt còn muốn sáng tỏ 10.000 lần. Ầm vang một tiếng thật lớn, toàn bộ động phủ lập tức đổ sụp, hóa thành một vùng phế tích. Tiêu Phàm lúc này mới hài lòng gật gật đầu, phòng vũ tàu cao tốc nhẹ nhàng lắc một cái, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh sẫm, hướng nơi xa bay trốn đi. Cũng không biết qua bao nhiêu thời điểm, đổ sụp động phủ phía dưới, sâu trong lòng đất, một tên khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nghiêng nghiêng ngửa đầu hướng lên kim bào lão giả mới chậm rãi đem ánh mắt từ giữa không trung thu hồi lại, khe rãnh tung hoành mang trên mặt mấy phân vẻ do dự. Người này râu tóc bạc trắng, mặt mũi nhăn nheo, tuổi tác cực cao. Hết lần này tới lần khác cho người cảm giác lại không có chút nào hỏng bét, toàn thân kim quang lóng lánh, để người cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm, phảng phất đến từ thời kỳ thượng cổ hồng hoang mãnh thú, bất cứ lúc nào cũng sẽ nhắm người mà phệ. Bên cạnh hắn còn đứng hầu lấy một tên đồng dạng người mặc lập lòe kim bào nam tử trung niên, hai người tranh đấu đều dài lấy một đôi đoản giác, rõ ràng đều là kim bằng tộc nhân. Chỉ bất quá kim bào lão giả trên đầu đoản giác hơi dài tấc hơn, cùng trên người hắn bảo phục đồng dạng. Kim quang lấp lóe, lóa mắt sinh huy. Đứng hầu nam tử trung niên trên đầu đoản giác cũng là kim sắc, nhưng quang trạch không bằng lão giả trên đầu đoản giác chói mắt như vậy. Sư tôn, vì sao không xuất thủ bắt cái này tu sĩ nhân tộc? Nam tử trung niên thấp giọng hỏi, mặt mũi tràn đầy tức giận chi sắc, còn mang theo hết sức rõ ràng biệt khuất. Trơ mắt nhìn xem Tiêu Phàm diệt sát tộc nhân của mình, lại vẫn cứ không thể ra tay, cũng khó trách hắn phẫn hận khó nhịn. Kim bào lão giả thần sắc liền so hắn ôn hòa phải nhiều, tựa hồ đối với tộc nhân bị diệt không có chút nào để ý, chỉ từ tốn nói, trên người người này cũng mang theo nồng đậm trời chim thánh linh khí tức, không hề nghi ngờ, cũng là thánh linh hậu duệ. Nói không chừng, quẻ tượng chỉ dẫn chính rơi ở trên người hắn, có lẽ hắn chính là chúng ta lần này tìm kiếm thánh linh nội đan quan trọng nhân vật. Nhất định không thể đánh cỏ động rắn. Hừ, đợi khi tìm được thánh linh nội đan về sau, ta muốn tự tay bắt hắn. Để hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Nam tử trung niên hận hận nói, oán niệm cực sâu. Cái kia cũng cho phép ngươi. Kim bào lão giả mỉm cười, nói. Chương 1325, Tiêu Tổng thống. Đêm dài lúc phân, châu Á thủ đô, tường đỏ đại viện bên trong, màu sắc cổ xưa kiến trúc cổ kính bên trong, lộ ra lấm ta lấm tấm đèn đuốc. Bốn phía cây cối bụi hoa bên trong, nhìn như bình tĩnh,
lại lộ ra một cỗ sát khí, không biết có bao nhiêu nhân viên cảnh vệ mai phục trong đó. Từ khi người tu chân bỗng nhiên trên địa cầu xuất hiện về sau, các đại quốc tối cao bảo vệ bộ môn liền tăng cường đối bản nước thủ lĩnh hộ vệ công làm. Mặc dù mọi người đều rõ ràng, tại những cái kia cường hãn đến biến thái người tu chân trước mặt, phàm nhân cảnh giới thủ đoạn thực tế có chút buồn cười, trên cơ bản mạnh hơn cảnh giới biện pháp đều thùng rỗng kêu to, nhưng nên làm việc còn phải làm, chí ít có thể để người lãnh đạo trên tâm lý cảm giác an toàn hơn một chút. Màu sắc cổ xưa kiến trúc cổ kính vật bên trong, ngay tại tổ chức tối cao quốc vụ hội nghị. Hình sợi dài màu đỏ bàn hội nghị một phương, ngồi ngay thẳng châu Á Tổng thống Tiêu Thiên. Lúc này Tiêu Tổng thống vẫn như cũ lộ ra phi thường trẻ tuổi, tóc bầm đen, xem xét chính là bản sắc, không phải nhuộm đen, sống lưng thẳng tắp, bất cứ lúc nào, luôn luôn cho người ta tinh lực cực kỳ dư thừa cảm giác. Trên thực tế Tiêu Tổng thống cũng là rất trẻ trung, chỉ có 50 tuổi ra mặt, trước đó không lâu mới đảm nhiệm người lãnh đạo tối cao. Bất quá lúc này Tiêu Thiên, lại song mi nhíu chặt, hiển nhiên tâm sự nặng nề. Chẳng những là hắn, tham dự hội nghị châu Á tối cao quốc vụ hội nghị thành viên. Từng cái thần sắc ngưng trọng, trong phòng họp bầu không khí phi thường nghiêm túc. Hôm nay thảo luận chủ yếu đề tài thảo luận có hai cái. Nó một là tại châu Á cảnh nội khu vực phía Tây lại phát hiện một chỗ phẩm tướng không tồi mỏ linh thạch, khoáng mạch kéo dài hơn 1000 dặm, cất giữ lượng phi thường phong phú. Quyền ta giới người tu chân đặc phái đại biểu đã phát tới thông chi, yêu cầu châu Á chính phủ lập tức tổ chức nhân thủ khai thác linh quáng, 3 tháng về sau liền muốn giao nạp nhóm đầu tiên linh thạch. Đồng thời đối linh thạch phẩm tướng và số lượng đều làm ra cực nó cụ thể yêu cầu. 2. Đặc phái đại biểu còn muốn cầu mỏ linh thạch xung quanh số phạm vi 100 dặm bên trong châu Á cư dân phải nhanh một chút rời đi, di chuyển thời gian cũng là 3 tháng. 3 tháng về sau, trừ mỏ linh thạch khai thác nhân viên bên ngoài, người tu chân đem không bảo đảm này phạm vi bên trong bất luận cái gì phàm tính mạng con người cùng tài sản an toàn. Chuyện như vậy, từ khi người tu chân sau khi xuất hiện, cũng không phải là lần đầu phát sinh. Chỉ bất quá nhiệm vụ lần này so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn gấp, dính đến phạm vi rất rộng, cần di chuyển nhân viên cùng tài vật đông đảo. Trọng yếu hơn nữa là, muốn tại trong vòng 3 tháng an trí nhiều như vậy di dân, đối chính phủ năng lực trưởng khống cùng cân đối năng lực là một cái cực mạnh khảo nghiệm. Bởi vì người tu chân xuất hiện, chính phủ các nước năng lực trưởng khống vốn là bị trên phạm vi lớn suy yếu, không ít địa phương đều bộc phát ra rối loạn, một chút kẻ dã tâm cùng chủ nghĩa vô chính phủ người, thừa cơ nháo sự. Muốn tranh thủ ích lợi của mình. Cùng chính phủ khiêu chiến, Tiêu Thiên chính là tại loại này bấp bênh trong nguy cục được tuyển vì tổng đàn, vừa lên mặc cho liền muốn thu thập cục diện rối rắm, bốn phía dập lửa. Cái này còn không phải nhất khiến người không biết làm sao, nhất khiến người buồn bực là trong lòng loại kia biệt khuất, quả thực không cách nào nói rõ. Tiêu Thiên không thể không nhiều lần khuyên bảo chính mình, lấy đại cục làm trọng, mới đưa trong lòng kia cỗ vô danh tà hỏa cưỡng ép áp chế xuống. Tối cao quốc vụ hội nghị mở rất dài, trọn vẹn đến rạng sáng lúc phân mới có một kết thúc, tham dự hội nghị nhân vật đầu não các tự rời đi. Tiêu Thiên rời đi phòng họp sau, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi hướng cách đó không xa khác một tòa màu sắc cổ xưa kiến trúc cổ kính vật đi đến. Nơi đó chính là hắn lâm thời biệt thự, bình thường hắn sẽ tại lâm thời biệt thự làm việc, đa số thời điểm là ở chỗ này qua đêm. Quốc sự duy gian, Tiêu Tổng thống cũng không thể không sớm đêm vất vả. Rất khó cố kỵ đến gia đình của mình cùng người nhà. 4 tên an toàn nhân viên cảnh vệ trước sau hộ vệ, tại hai bên trong bụi cây. Thì chí ít còn ẩn giấu đi 6 tên trở lên bảo tiêu, càng địa phương xa một chút, thì có dòng dã một cái ngay cả lính đặc chủng bảo vệ, phân phối vũ khí hạng nặng cùng phòng không đạn đạo. Bất quá những này chuyên môn dùng để đối phó máy bay phòng không đạn đạo, dùng tới đối phó người tu chân có hữu dụng hay không, lại là ẩn số. Căn cứ kinh nghiệm đến xem, căn bản là vô dụng. Bởi vì hạng nặng phòng không đạn đạo liền từng có thực chiến, nào đó đại quốc liên tiếp bắn trên 100 mai phòng không đạn đạo, kết quả vẫn chưa đánh trúng bất luận cái gì một tên người tu chân. Đối với mấy cái này, Tiêu Thiên thái độ có chút rộng rãi, không phải rất để ý. Rất nhiều năm trước, đại ca liền đã nói với hắn, chết sống có số, giàu có nhờ trời. Câu nói này, lúc tuổi còn trẻ Tiết Tiêu Thiên là không tin tưởng lắm, bây giờ làm tổng thống, ngược lại tin. Tại trước mắt hoàn cảnh như vậy dưới. Thân là Tổng thống, hắn sớm đã đem người an nguy không để ý, quá nhiều đi cân nhắc an toàn của mình, sẽ để cho hắn rất khó hảo hảo thực hiện Tổng thống của mình chức trách. Đã là rạng sáng lúc phân, Tiêu Thiên liền không có lại tới phòng làm việc, mà là trực tiếp đi hướng phòng ngủ của mình. Tốt đẹp giấc ngủ chất lượng cùng sung túc giấc ngủ thời gian, là hắn tùy thời tùy chỗ bảo trì tinh lực dồi dào chủ yếu thủ đoạn một trong. Trong phòng ngủ, sớm đã sáng lên ánh đèn.
cũng không có người để ý chi tiết này. Trừ tổng thống thiếp thân cảnh vệ, tại lâm thời biệt thự cũng có đại lượng vệ sĩ cảnh giới. Thẳng đến thiếp thân cảnh vệ đoạt trước một bước vì tổng thống mở ra cửa phòng ngủ, mới giật mình khác thường. Người nào, quát khẽ một tiếng, mấy chi họng súng đen ngòm đồng thời chỉ hướng trong phòng ngủ ương, đứng một vị người mặc màu xanh nhạt đường trang người trẻ tuổi, đang chắp hai tay sau lưng, đang thưởng thức treo trên tường một tấm tấm ảnh chụp, kia là tiêu tổng thống cùng nhà hắn người ảnh chụp, từ tuổi thơ thời đại đến dưới mắt, mỗi cái tuổi trẻ ảnh chụp đều có. Tại tổng thống trong phòng ngủ, bỗng nhiên không giải thích được thêm ra tới một người, tất cả cảnh vệ trước đó không có bất kỳ cái gì phát giác, đối với nhân viên cảnh vệ mà nói, đây quả thực khó có thể tin. Tại cái này cái cổ kính trong sân rộng, chỉ ít có 3.400 tên súng ống đầy đủ nhân viên cảnh vệ, mỗi một cái đều kinh nghiệm phong phú, thân kinh bách chiến. Tại dạng này xâm nghiêm đề phòng phía dưới, đừng bảo là một người sống sờ sờ, liền xem như một con chim, cũng đừng hòng bay tiến vào tổng thống phòng ngủ. Nhưng mà sự thật lại là, người này liền xuất hiện tại trước mặt mọi người, thần thái bình tĩnh, khí độ ung dung, đối chỉ hướng họng súng của mình, nhìn như không thấy, nhu hòa như nước ánh mắt, chỉ là rơi vào Tiêu Thiên trên mặt, cũng không tiếp tục chịu rời. Tất cả nhân viên cảnh vệ giật mình chung vào một chỗ, cũng không bằng Tiêu Tổng thống chi rất. Tại nhìn thấy đường trang nam tử nháy mắt, Tiêu Thiên như bị sét đánh, bình tĩnh đứng ở nơi đó, miệng có chút mở ra, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Ca, cũng không biết trôi qua bao lâu, Tiêu Thiên mới hồi phục tinh thần lại, nhẹ nhàng gọi một tiếng, mang theo rõ ràng ý dò xét, tựa hồ sợ mình nhìn lầm, gọi sai. Nghe tới cái này âm thanh, ca, đang chuẩn bị tiến lên cầm nã người này cảnh vệ ngạnh sinh sinh dừng lại bước chân, nhìn một chút Tiêu Thiên, lại nhìn một chút đường trang thanh niên, thực tế không cách nào đem quan hệ giữa hai người dừng lại vì huynh đệ. Hai người tuổi tác, chênh lệch chí ít 20 tuổi, nói người này là Tiêu Tổng thống đệ đệ. Vẫn ít nhiều đáng tin cậy. Nhưng tất cả mọi người nghe được thanh thanh sở sở, Tiêu Tổng thống là rõ ràng gọi một tiếng ca. Tiêu Phàm khóe miệng hiện lên một tia nụ cười ấm áp, khẽ gật đầu một cái. Giờ khắc này, Tiêu Thiên lại vô hoài nghi, bỗng nhiên bước nhanh chân, hướng Tiêu Phàm đi đến, bởi vì quá mức kích động nguyên nhân. Thậm chí thân thể đều tại có chút phát run. Tổng thống, chấm ngoặc kép, cẩn thận, chấm ngoặc kép, nhân viên cảnh vệ quá sợ hãi, nhao nhao ngăn cản. Đều ra ngoài, Tiêu Thiên dừng bước. Nghiêng đầu lại, nghiêm nghị quát tháo một câu, thần sắc vô so nghiêm túc. Mấy tên thiếp thân cảnh vệ đều sửng sốt, trong lúc nhất thời, không biết như thế nào cho phải. Không nghe thấy mệnh lệnh của ta sao? Đều ra ngoài, Tiêu Thiên lại là một tiếng quát chói tai, bất quá tùy theo lại tăng thêm một câu giải thích. Đều yên tâm đi, không có việc gì. Bọn cảnh vệ nửa tin nửa ngờ, mắt thấy Tổng thống 10 điểm chấn định, mà vị kia đường trang thanh niên. Từ đầu đến cuối đều không có biểu hiện ra cái gì ác ý cùng lệ khí, liếc nhìn nhau về sau, rốt cục chậm rãi lui ra ngoài, tại bên ngoài đóng lại cửa phòng ngủ. Ca, thật là ngươi sao, nhân viên cảnh vệ lui sau khi ra ngoài, Tiêu Thiên ngược lại dừng lại, không có vội vã tiến lên, chỉ là quan sát tỉ mỉ lấy Tiêu Phàm, nhẹ giọng hỏi. Đủ thấy hắn nghi ngờ trong lòng, rốt cục vẫn là không có tận đi tiêu trừ. Tiêu Phàm khe khẽ thở dài, khẽ vuốt cằm, nói Tiêu Thiên, không cần hoài nghi. Chính là ta. Ta trở về, vậy những này năm, ngươi đến cùng đi nơi nào? Ngươi, vẫn là ban đầu ngươi sao? Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, nói cũng thế, cũng không phải. Nghiêm chỉnh mà nói, ta hiện tại là ngươi không nguyện ý nhất nhìn thấy cái loại người này. Tu tiên giả, Tiêu Thiên hỏi dò, Tiêu Phàm lại gật đầu một cái, nói, đúng. Tiêu Thiên thở phào một hơi, nói ta liền biết. Nếu như nói trên địa cầu còn có mình tu tiên giả, kia liền hẳn là ngươi. Ta cho tới bây giờ đều cho là như vậy. Chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm cười cười, không có lên tiếng. Ca, người có thể nói cho ta, những người tu tiên này đến cùng là từ đâu xuất hiện? Bọn hắn về sau sẽ rời đi sao? Hay là nói sẽ vĩnh viễn lưu tại nơi này? Bọn hắn chính sách, về sau sẽ không cải biến. Có thể hay không đối với chúng ta những người bình thường này đại khai sát giới? Chốc lát, Tiêu Thiên như là bắn liên thanh tuôn ra vô số vấn đề. Mặt mũi tràn đầy lo nghĩ vừa uất ức thần sắc. Tiêu Phàm sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, trầm ngâm một lát, mới chậm rãi nói, Tiêu Thiên, chỉ sợ các ngươi tất cả mọi người phải có dạng này chuẩn bị tư tưởng, không gian thông đạo đã mở ra, tu tiên giả liền sẽ không lại rời đi địa cầu. Về phần có thể hay không đối với người bình thường đại khai sát giới, bình thường đến nói là không sẽ. Ngươi yên tâm, ta sẽ hết sức đem mặt khác dị giới tu tiên giả đều đuổi đi ra, không để bọn hắn đợi trên địa cầu. Bất quá muốn làm được điểm này, chỉ bằng vào sức một mình ta là làm không được,
ta còn muốn liên lạc với càng nhiều bằng hữu cùng đi hỗ trợ. Thanh những cái kia dị giới tu tiên giả đuổi sau khi ra ngoài, ta sẽ cố gắng đốc thúc cái khác tu tiên giả, trên địa cầu thành lập được tốt đẹp trật tự, tận lực không quấy rối người bình thường, lẫn nhau ở giữa, chung sống hòa bình. Ngươi cũng không nên quá lo lắng, tu tiên giả cũng không phải là không thèm nói đạo lý sát nhân cuồng ma. Tiêu Thiên liền liên tục gật đầu, thần thái so sánh với lúc trước, nhẹ nhõm rất nhiều. Tiêu Phàm lại dò xét đệ đệ vài lần, khẽ cười nói, ngươi không sai, ta truyền thụ cho ngươi cường thân kiện thể pháp môn, ngươi vẫn luôn kiên trì đang luyện tập a. Tiêu Thiên khẽ cong cổ, từ chỗ cổ đem Tiêu Phàm năm đó lưu cho hắn cái kia hắc ngọc hồ lô tách rời ra, thấp giọng nói, cái này ta cũng vẫn luôn mang theo, cho tới bây giờ đều chưa từng lấy xuống qua. Tiêu Phàm liền cười, cổ tay khẽ đảo, một cái mới hắc ngọc hồ lô nổi lên. Ngươi thành cái hồ lô này đeo lên đi, đây là ta chuyên môn vì ngươi luyện chế. Thời khắc mấu chốt, nó có thể bảo hộ ngươi. Trong hồ lô còn có 3 viên thuốc, đến ngươi tuổi già thời điểm, mỗi 10 năm nuốt một viên, có thể lại thêm 30 năm tuổi thọ. Tiêu Phàm thấp giọng nói, yêu mến chi tình, tràn tại nói đồng hồ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1325.